Ngươi rốt cuộc là người nào? Trịnh San Thanh nhìn xa xôi chân trời vậy sông lên tiêu xanh thấm dần dần bị sán màu vàng kim quang vòng nơi xua tan, một giây kế tiếp, một cổ ngất trời sóng nhiệt tấn công tới, thổi lất phất nàng vậy phi ở đầu vai lụa mỏng, lộ ra lau một cái ấm nhuận. Ai có thể cùng Khương Thần Vũ đánh giết đến chỗ này cùng trình độ? Trịnh San Thanh dù gì nói. Giờ phút này Diệp Thần cùng Khương Thần Vũ đứng trên đài, khói thuốc tản đi, hết thảy đều là hoàn hảo không hao tổn hình dáng, dưới đài khách xem đều là sững sờ mục lấy coi. Tình huống gì, cái này cùng sát chiêu lại là liền lôi đài đều là chưa từng hủy xấu xa. Trời ơi, ta còn lấy là ta phải chết. Đám người nhìn trước mắt tựa như chưa từng phát sinh qua hết thảy, không biết như thế nào cho phải. Các người xem sao, Diệp Thí Thiên và Khương Thần Vũ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hai người trước người, đứng một người trung niên nam tử, chán tới giữa, lại là cùng Khương Thần Vũ có chút tương tự. Các ngươi mau xem, là Khương gia nhị gia. Là lão nhân gia ông ta ra tay, chúng ta mới may mắn tránh khỏi tại khó khăn, trời ơi! Chiến trên đài người trung niên quắc mắt khiển trách, Thần Vũ, này cùng lỗ máng, vạ lây vô tội, ta Khương gia còn như thế nào ở nơi này U Thiên cổ thành đặt chân. Khương Thần Vũ trong mắt co rúm một cái, cúi xuống đầu cao ngạo, nào còn có mới vừa rồi vậy một bộ kiêu ngạo lăng nhân, giết hết thiên hạ khí phách. Nhị thúc, ta, Khương Thần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bắt đầu giải thích. Người trung niên mi mắt tới giữa tuy có trách cứ, nhưng giọng nói kia bên trong, có thể tất cả đều là kiêu ngạo khí, hôm nay đánh một trận, hắn cái này chất tử Khương Thần Vũ sợ là sẽ nêu cao tên tuổi U Thiên cổ thành trẻ tuổi đồng lứa. Có hậu thế hệ như vậy. Làm sao có thể không thích? Thờ ơ nghe Khương Thần Vũ giải thích, nhưng ánh mắt nhưng là quay đầu nhìn về Diệp Thần. Tuổi còn trẻ, nhìn như bất quá hoàn chân cảnh, lại có này chờ thực lực, còn là một vị luyện đan sư, quả thực đáng kính. Đây là người trung niên đối Diệp Thần câu thứ nhất đánh giá, hắn nhìn thẳng Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu thần hồn vậy. Lại là một cái thực lực áp đảo ta cường giả, Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, xem ra cái này Khương gia cũng là một cổ siêu cấp thế lực lớn, chính là không biết trước mặt người trung niên cùng U Thiên Điện vậy hai tôn yêu tộc thánh mạnh so sánh, ai mạnh ai yếu. Nghe được người trung niên đánh giá, Diệp Thần cũng không dám tự coi nhẹ mình, ôm quyền tỏ vẻ tôn kính, tiền bối, bất quá là may mắn. Khương Thần Vũ không biết đối nhị thúc thần niệm truyền âm nói những gì, người trung niên nhìn về Diệp Thần ánh mắt có chút khác thường. Tiểu hữu đến từ phương nào, người khí tức trên người tựa hồ không thuộc về nơi này. Địa tâm vực, Diệp Thần suy nghĩ một chút vẫn là nói. Địa tâm vực, người trung niên suy nghĩ mấy phen, cái này thất lạc chi hải chi địa đã rất rộng, địa tâm vực ngược lại không từng nghe nói. Diệp Thần ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, liên quan tới địa tâm vực, nhưng mà có rất ít người biết, hơn nữa nơi đây cùng địa tâm vực cũng có chút khoảng cách. Một vùng đất xa xôi, tiền bối không biết cũng là tình lý bên trong. Diệp Thần đúng mực đáp. Tới đây U Thiên cổ thành. Là vì sao? Người trung niên trong mắt tinh mang chớp mắt. Diệp Thần con ngươi híp lại, nghĩ đến chỗ này trước và Nhâm Phi Phàm đi ngang qua một phiến U Minh Thánh Hoa chi địa, Nhâm Phi Phàm giải thích qua vật này, liền nói, thực không dám giấu giếm thánh tôn, ta một bạn tốt chí giao, thần hồn bị cực kỳ nghiêm trọng vết thương, nghe thất lạc chi hải có chí bảo linh tài, U Minh Thánh Hoa. Người trung niên nghe đến chỗ này, chau mày, chỉ nghe được Diệp Thần tiếp tục nói. Vãn bối tự biết thực lực nhỏ, nhưng làm sao cứu bạn bè nóng lòng, không để ý ngăn trở hoành độ thất lạc chi hải tới. Người trung niên nhưng là có chút khịt mũi, nhướng mày một cái, ngươi. Không phải Khương gia nhị gia tự coi nhẹ mình, cái này thất lạc chi hải nội địa gió bão lực tràng, liền hắn cũng là không dám tùy tiện giao thiệp với, nếu không bằng vào gia tộc kia thực lực, sớm bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương thế lực địa bàn, sao sẽ cam tâm vẫn ở này ngung. Tự nhiên không phải. Vãn bối len lén ra cửa, gặp phải gió bão lúc đó, thiếu chút nữa bỏ mình, nếu không phải ra sư cứu giúp, đã mất mạng suối vàng. Ừ, người trung niên nghe vậy cả kinh, tiểu tử này sư phụ chẳng lẽ là lánh đời cường giả. Người này hoàn chân cảnh là có thể chiến bách gia cảnh, hắn sư phụ còn có thể bước ngang qua thất lạc chi hải, tu vi tuyệt đối vượt xa mình. Sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào? Người trung niên giọng cũng thay đổi được dần dần ôn hòa đứng lên, ở hắn xem ra. Diệp Thí Thiên, không thể đắc tội. Diệp Thần đối lão này cảnh giác cũng là khá là nhức đầu, lúc trước cùng Khương Thần Vũ lớn như vậy chiến, ở nơi này vị diện trước,
đều bị cái tay xóa đi chiến đấu dấu vết, thậm chí chiến đấu dư âm liền một con chuột đều là chưa từng tổn thương đạt tới. Có thể gặp to lớn thực lực Hồng Câu đặt ở trước mắt, nếu là một khi bị phát hiện thân phận, đó chính là dê vào miệng cọp. Còn như hắn nói sư phụ, bất quá là nói láo. Coi như bị nhỏ cha, hắn trước đây và Nhâm Phi Phàm ra vào chắc sẽ có người chú ý tới. Nhâm Phi Phàm và hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, lời nói dối này cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Mấu chốt Nhâm Phi Phàm tồn tại, nghiền ép hết thảy. Gia sư, thượng còn ở Thất Lạc Chi Hải thủ phủ tìm U Minh Thánh Hoa. Diệp thần nói đạt tới nơi này, liền nói, là ta thực lực nhỏ, kéo lão sư chân sau, hắn lấy thông thiên thủ đoạn đem ta đưa ra, cũng dặn dò ta ở nơi này U Thiên Cổ Thành cùng hắn. Diệp thần nói liên tục. Hôm nay ta tới đây, đơn thuần là bất ngờ, xem cuộc chiến đến Khương Thần Vũ cùng Vậy Trịnh Ngật đánh một trận, bởi vì thuở nhỏ tập được luân hồi suy diễn thuật, xem được Vậy Trịnh Ngật chính là hung tinh, tùy tiện ra tay, sẽ dính nhân quả, lúc này mới ngăn lại. Diệp thần giải thích. Một bên Khương Thần Vũ giờ phút này mở miệng nói, nhị thúc, ta nhận được tin tức chính là vội vàng chạy về. Khương gia nhị gia rất sợ cháu của mình sẽ tiết lộ bí mật gì, vội vàng nháy mắt tỏ ý. Khương Thần Vũ ngầm hiểu, nhẹ hụ một tiếng, lúc này mới tránh nặng tìm nhẹ nói, vì kiểm nghiệm kiếm ý, cái này Thất Lạc Chi Hải đất kiếm tu tất cả đều trở thành ta vong hồn dưới kiếm, hôm nay trở về, ước chiến cái này Trịnh Ngật, vậy đúng là nhất thời hưng khởi, hơn nữa, Trịnh gia cô nàng kia đồn đánh giá không tốt. Lúc này mới ý muốn nhất thời đánh chết Trịnh Ngật, dự đoán cái này tai tinh chính là Trịnh San Thanh vậy giảo hoạt nha đầu nơi bố trí, vì chính là đem cái này nhân quả thêm cùng ta thân, may mắn bị Diệp huynh cứu giúp. Khương Thần Vũ lần này đạo lý, vừa nói rõ liếc Diệp thần xuất hiện cũng không phải là tận lực an bài, cũng cho Diệp thần một cái mặt mũi, cứu hắn, tương đương với kết liễu thiện duyên. Diệp thần không trọng yếu, nhưng sau lưng hắn người sư phụ kia biết bao khủng bố. Khương gia thiếu chủ, sẽ không nghĩ tới một điểm này. Khương gia nhị gia ngầm hiểu, chất tử như vậy làm dáng, hắn cái này làm thúc thúc, làm sao có thể xem không rõ ràng. Thì ra là như vậy, đa tạ tiểu hữu. Khương gia nhị gia ôm quyền đáp ơn, phải biết, lễ này nghi có thể là cùng đời tới giữa mới có, cái này nhị gia như vậy làm dáng, cũng là kỳ ý không phân biệt từ minh. Cái này U Minh Thánh Hoa, tôn sư sợ là hái không tới. Người trung niên mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, mở miệng nói. Xuyên vì sao, Diệp thần cố làm một bộ kinh hoàng trạng, người trung niên thấy vậy, ngược lại là cười ha ha một tiếng, tiểu hữu chớ vội. Cái này U Minh Thánh Hoa, chính là ta U Thiên Cổ Thành chí bảo, tộc ta cường giả đến mỗi đây là tiết, liền hội tổ chức đại quân tự mình đi hái, ít ngày nữa trước, đại ca ta, cũng chính là Vũ Nhi phụ thân, mới hái một nhóm mới Thánh Hoa trở về, tôn sư đi trước, sợ là nhào hụt. Diệp thần giả vờ ngẩn ra. Vậy Khương gia nhị gia liền tiếp tục nói, tiểu hữu, ngươi lại liên lạc ngươi sư, để cho hắn tốc độ lui về, đi ta U Thiên Cổ Thành Khương gia, ngươi hôm nay cứu Vũ Nhi, một bụi bảo dược, ta Khương gia tặng cho chính là. Khương gia nhị gia một bộ hào sảng hình dáng, lần này nói, mặt mũi lý tử đều là cho chân đối phương. Diệp thần cũng không kiểu cách, hướng về phía người trung niên chắp tay một cái. Chợt hướng về phía bầu trời phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Đa tạ thánh tôn, ta đã bẩm báo gia sư, ít ngày nữa là được đến. Phen này thủ đoạn, ngược lại là làm Khương gia nhị gia yên tâm không thiếu. Nếu như Khương gia mới có thể có Diệp Thí Thiên sư phó trợ lực, tuyệt đối có thể trở thành nơi này chân chính cự phách. Nếu tiểu hữu lần đầu tiên tới, liền theo ta cùng trở về phủ, cái này mấy ngày an ở, cùng Vũ Nhi luận bàn một chút võ kỹ, cũng có thể cùng tôn sư tới. Diệp thần trong lòng cười một tiếng, cùng chính là ngươi những lời này. Võ đạo luân hồi đồ, có thể còn muốn mượn Khương gia lực. Như vậy thứ nhất, chính là quấy rầy thánh tôn. Chỉ như vậy, Diệp thần quang minh tránh đại tiến vào Khương gia phủ đệ, cái này mấy ngày cùng võ si Khương Thần Vũ cũng là trò chuyện với nhau thật vui, hai người so tài một ít kiếm tu cùng phương diện luyện đan đồ. Diệp thần chỉ cần tùy ý ném ra một ít kiếm đạo hiểu, đủ để cho Khương Thần Vũ thần hồn điên đảo, dẫu sao Diệp thần là nắm giữ si xui một kiếm người thứ nhất. Luận kiếm đạo, tuyệt đối vô địch hậu thế. Cái này thường xuyên qua lại Diệp thần vậy hiểu được, trừ U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện cùng địa phương thế lực bên ngoài, cái này U Thiên Cổ Thành mấy đại gia tộc, cũng là sâu không lường được.
nội tình so với âm ma thánh điện, cũng bất quá là kém mấy phần. Cái này Khương gia cùng Trịnh gia, chính là mấy lớn một trong những gia tộc, Diệp Thần lại là mặt bên hiểu được, cái này Khương Thần Vũ phụ thân, thực lực lại là kinh người. Cũng không biết Ngọc Khanh Âm giờ phút này thế nào. Diệp Thần trong lòng có sở tư lự, hắn bên này và Khương gia tiếp xúc, mặc dù dưới mắt còn chưa chạm đến thánh cổ di tích tin tức, đơn giản chính là mình còn chưa hoàn toàn lấy được tin cậy thôi. Chỉ cần kế tiếp hí diễn toàn bộ, mình cái tiện nghi này sư phụ xuất hiện lại lộ hai tay, không sợ hắn Khương gia không cùng Diệp Thần kết minh. Cứ như vậy, thánh cổ di tích chính là dễ như trở bàn tay, dẫu sao cái này thánh cổ di tích chính là đại sự hạng nhất, tất cả gia tộc lớn đều ở đây tìm kiếm đồng bạn hợp tác, nghe cái này Khương gia cùng Trịnh gia khá là không hợp nhau. Một khi Khương gia không thể là, như vậy tử đối đầu Trịnh gia, cũng là Diệp Thần một bước cờ, lúc trước Diệp Thần cùng Khương Thần Vũ đánh một trận, trái phải đều là cơ duyên. Thời khắc này Trịnh gia phủ đệ, nghe bóng dáng báo cáo, Trịnh San Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nói, như thế nói, cái này Diệp Thí Thiên còn có một cực kỳ cường đại sư phụ. Thà tiếp xúc, xem có thể hay không lôi kéo đến ta Trịnh gia, thánh cổ di tích nếu là có thể được hắn sư xuất tay, võ đạo luân hồi đồ chính là ta Trịnh gia vật trong túi. Đúng rồi, Trịnh Ngật sự việc, người đã giải quyết chưa? Trịnh San Thanh mở miệng hỏi nói. Âm thầm bóng dáng yên lặng hồi lâu, bởi vì hiểu được Diệp Thí Thiên sư phó sự việc, thuộc hạ tự tiện làm chủ liền trước trở về bẩm báo, Trịnh Ngật còn chưa tiêu diệt. Trịnh San Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sao, một tên phế vật mà thôi, người bớt thì giờ xử lý xong là được, cái này Diệp Thí Thiên, nghĩ biện pháp tiếp xúc, nếu như chuyện không thể là, vậy thì xóa đi. Chợt nàng làm một cái cắt cổ động tác tay. Rõ ràng, Trịnh San Thanh ra lệnh một tiếng, âm thầm bóng dáng chính là trôi giạt đi. Hình ảnh quay về. Khương huynh, có không có ở đây mang ta đi cổ thành xem. Nhỏ ở mấy ngày Diệp Thần ngược lại là nửa điểm mà không coi mình là người ngoài, đụng phải vội vàng đi đại sảnh nghị sự Khương Thần Vũ, một cái ngăn lại hỏi. Khương Thần Vũ cũng không dừng bước lại, thần sắc cũng là hơi có vẻ vội vàng. Hướng về phía Diệp Thần giải thích, ta liền không đi, gia tộc có chút chuyện trọng yếu muốn thương nghị, Diệp huynh cứ tùy tiện đi dạo, nhớ ta Khương gia nợ liền có thể. Nói xong, chính là vội vã đi. Chẳng lẽ, thánh cổ di tích xảy ra chuyện, nhìn Khương Thần Vũ vội vã rời đi hình bóng, Diệp Thần tự lẩm bẩm, xem ra, ta cái này sư phụ, được mau sớm ra mặt mới được, trễ nữa, sợ là phải mất đi tiên cơ. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng. Đang suy tư võ đạo luân hồi đồ sự việc, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, nhàn nhạt nói, đi theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Hư không chập chờn, một đạo thân ảnh xuất hiện, Diệp Thí Thiên tiên sinh, nhà ta tiểu thư xin mời. Đối phương đúng mực, trầm giọng nói. À, Diệp Thần trong lòng nổi lên lẩm bẩm, nhanh như vậy lại tìm mình, xem ra cái này Trịnh gia hiệu suất làm việc, quả thật không bình thường. Cùng lúc đó, Khương gia đại sảnh nghị sự bên trong, nhưng là chỉ có ba người, lớn như vậy phòng nghị sự bên trong lộ vẻ được trống không không thiếu. Phụ thân vội vàng kêu ta tới, nhưng mà thánh cổ di tích có dị thường. Một bộ màu đen trường sam hàn xương kiếm lưng đeo ở sau lưng Khương Thần Vũ, rất có một phen kiếm đạo vô song khí thế. Ở hắn trước khi tới, phòng nghị sự liền đã có hai người người trung niên, chính là phụ thân hắn và nhị thúc. Cổ thành cao cấp một trong cường giả. Trước đây không lâu ta đi bàn võ thiên đế di tích, nhưng phát hiện có người nhanh chân giành trước, mặc dù không có lưu lại quá nhiều dấu vết, nhưng ta có thể cảm giác đạo đối phương rất mạnh, thậm chí có thể để cho ta ngửa mặt trông lên. Bàn võ thiên đế chúng ta là không thể trông cậy vào. Chuyện này, ta còn chưa kịp thông báo gia tộc các trưởng lão, bất quá, gần đây tới, vậy ẩn chứa võ đạo luân hồi đồ thánh cổ di tích đại năng bày ra trận pháp bộc phát yếu kém, chúng ta có thể đúng kỳ hạn liên thủ công phá. Khương Thần Vũ lăm le, chuẩn bị đại kiên một chàng, lại nghe được phụ thân tiếp tục nói. Nhưng cũng chính là như vậy, chúng ta những ông già này một khi bước vào, có thể đưa đến di tích nơi cửa chính không gian vỡ nát, khi đó liền lại cũng không về được. Cái này, chẳng lẽ, Khương Thần Vũ không rõ ràng. Điều này cũng làm cho đại biểu, đời chúng ta lão gia đều không cách nào đặt chân vậy mảnh không gian. Tìm kiếm võ đạo luân hồi đồ nhiệm vụ. Chỉ có thể do ngươi một người tới hoàn thành. Khương Thần Vũ nhị thúc, giờ phút này mở miệng nói. Không sai, như vậy thứ nhất, ngươi áp lực.
Khương Thần Vũ phụ thân giờ phút này nhưng là lo lắng, mình nhi tử này mặc dù thực lực không thể nghi ngờ, nhưng cái này một thân cứng cỏi nhưng cũng là phiền toái. Khương Thần Vũ nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, phụ thân yên tâm chính là, thất lạc chi hải cảnh, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, ta không sợ người bất kỳ. Đây là thuộc về duy nhất kiếm tu kiêu ngạo, một kiếm quang hàn 19 châu quyết đoán. Lần này, chúng ta cũng là thương nghị luôn mãi, quyết định mỗi gia tộc phái ra con em đời sau hai người, có thể bắt tay cùng sông thánh cổ di tích, ta Khương gia, trừ ngươi gia, Vũ Nhi, ngươi lại tiến cử một người chọn. Khương Thần Vũ phụ thân giờ phút này mở miệng nói. Cái này, lần này Khương Thần Vũ cũng là khó khăn, Khương gia con em đời sau bên trong, trừ hắn ra, ngược lại là cũng có mấy tên thiên tư tốt tồn tại, có thể những người này, bắt được thế tục giới coi như là căn cốt không tệ, có thể đối mặt mình, liền nửa chiêu đều là không chống nổi. Đi thánh cổ di tích, bất quá là xấu hổ mất mặt thôi. Ta đây là có một người chọn, suy nghĩ luôn mãi, Khương Thần Vũ trong mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Khương Thần Vũ nhị thúc giờ phút này đứng dậy, chào mày, người nói là Diệp Thí Thiên cái thằng nhóc đó. Không sai, hắn thực lực cùng ta xấp xỉ, lần trước đánh một trận, thắng bại tay còn khó mà nói, ta thậm chí cảm giác hắn lưu cất thực lực, hơn nữa là một tên đan đạo thiên tài, hắn có tư cách giúp ta. Khương Thần Vũ là nói thật. À, còn có cái này các người. Khương Thần Vũ phụ thân trước mắt nghi ngờ, nhìn về mình nhị đệ, hỏi một chút dưới, lúc này mới rõ ràng liền chuyện ngọn nguồn. Kiếm đạo và đan đạo đồng thời nghịch thiên. Khương Thần Vũ phụ thân cau mày, nếu như là thật, như vậy cho dù là hắn cũng không khỏi không nghiêm túc khoản đãi. Phải biết, đan đạo cường giả đối với mỗi một cái theo đuổi đột phá tu giả mà nói, đều là chí bảo. Có thể tin được không? Khương gia thánh chủ giờ phút này mở miệng lần nữa xác nhận nói. Trước mắt không việc gì dị thường, Diệp Thí Thiên tự mình cũng đích xác là một tên đan sư, hắn còn giáo sư ta rất nhiều luyện đan phương pháp, không quá ta ở phương diện này thiên phú vậy. Khương Thần Vũ biết rõ, mình cũng không phải khối kia chất liệu, nếu là như thế đơn giản, võ giả bên trong cũng sẽ không như thế thiếu luyện đan sư. Còn có mấy ngày thời gian, nếu như Diệp Thí Thiên sư phụ xuất hiện, có thể cân nhắc Diệp Thí Thiên tùy ngươi xông di tích, nếu không. Khương gia thánh chủ, giờ phút này ra lệnh. Gần đây tới, không nên chạy lung tung, âm ma thánh điện cùng U Thiên điện cũng không biết lại làm cái gì động tác nhỏ, phái ra không ít nhân mã ở nơi này U Thiên cổ thành, giống như là đang truy xét người nào. Báo, ngay tại Khương gia thánh chủ dặn dò Khương Thần Vũ lúc đó, phía dưới canh phòng nhưng là báo lại, Trịnh gia phái người, tiếp xúc Diệp Thí Thiên. Khương gia nhị thúc nhưng là thần sắc run lên, cái này Trịnh gia xem ra vậy đang thương thảo lôi kéo Diệp Thí Thiên. Khương gia gia chủ ngược lại là xem thường, vung tay lên nói, Vũ Nhi, chuyện này, người tới xử lý đi. Cùng lúc đó, trà lâu chỗ trang nhã. Diệp Thiên Sinh, quả thật là thiên tư ngút trời, hôm qua trạng vạng tối, đồng dạng là ở chỗ này, ta nhưng mà lãnh hội các hạ phong thái. Thời khắc này Trịnh San Thanh mắt lộ ra mỉm cười. Yêu nhã bưng lên trong tay Lily, nhẹ vung một hớp nhỏ, tán dương. Ngồi ở đối diện nàng lãnh đạm bóng người ngược lại cũng là không rõ lắm cẩn trọng, bốn phía nhìn vòng quanh sau đó lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, Trịnh tiểu thư, hôm nay mời ta tới, không chỉ là nói phong nguyệt chuyện đi. Như chỉ nói phong nguyệt, cũng có thể, chỉ gặp đối diện người đẹp trong mắt ẩn tình, mạch mạch ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lụa mỏng dưới uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Môi mỏng khẽ cắn, ôn nhu nói. Diệp Thần đều là không khỏi âm thầm cảm khái, giỏi một cái khuynh quốc khuynh thành yêu tinh. Âu, tức là như vậy, Diệp Thần cũng là nửa người trên một cái trước di chuyển, mặt đối mặt nhìn thiếu người đẹp, bốn mắt xích sao tương đối, đều là có thể rõ ràng nghe được đối phương thở dốc thanh âm. Một chiêu này lấy lui làm tiến, Trịnh San Thanh trong mắt lưu chuyển qua vẻ kinh ngạc, nhưng chợt nàng cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách, nghe Diệp Thí Thiên tiên sinh. Nhưng mà một tên đan sư, hơn nữa tôn sư còn ở vùng lân cận. Nàng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Tự nhiên, Diệp Thần đúng sự thật đáp, cái này bản liền không có gì giấu giếm, hắn muốn xem phải, Trịnh San Thanh xảy ra kia bước cờ. Tôn sư cái này mấy ngày, có từng trở lại U Thiên cổ thành. Đúng như dự đoán, Trịnh San Thanh cái này hỏi một chút, tựa như đang hỏi, cũng là đang suy nghĩ cùng Diệp Thần hợp tác giá trị ở đâu, nếu như chỉ là một mình hắn. Như vậy còn chưa xứng vào cuộc. Diệp Thần bưng lên một chung trà, nhẹ nhàng thổi liền thổi,
phiêu thơm vào cổ họng, lúc này mới nhẹ giọng đáp lại, gia sư đã tin tới, ít ngày nữa sẽ đến. Trịnh San Thanh mắt sáng chớp mắt, xem ra chúng ta tới giữa, tựa hồ có khả năng hợp tác. À, Diệp Thần cố làm kinh dị, ta tới đây U Thiên Cổ Thành, bất quá là vì cầu lấy U Minh Thánh Hoa mà thôi, tại sao hợp tác nói. Trịnh San Thanh nhưng là che miệng cười khẽ, hơi có mấy phần xinh đẹp vận, nói, xem ra Khương gia cũng là cầm Diệp huynh làm người ngoài. Lời này hiểu thế nào? Diệp Thần ám niệm, giỏi một cái miệng mồm lanh lợi nha đầu, cái này liền bắt đầu gây xích mích ly gián. Ít ngày nữa sau đó, U Thiên Cổ Thành có một di tích mở, ta hy vọng có thể cùng Diệp huynh hợp tác, ngươi thực lực cường đại lại là đan đạo thiên tài, tôn sư chắc hẳn vậy sẽ đối với thượng cổ đại năng còn để lại đồ cảm thấy hứng thú. Sau khi chuyện thành công, bên trong di tích tất cả dược liệu linh bảo, tất cả thuộc về ngươi. Trịnh San Thanh rốt cục thì nói rõ ý đồ. Diệp Thần im lặng, con bé này vậy giữ lại một tay, ngậm miệng không sách võ đạo luân hồi đồ sự việc, nếu không phải trước thời hạn biết được tình báo, sợ rằng còn thật sẽ bị mông lừa gạt. Nghe rất mê người điều kiện, vậy các ngươi mưu đồ gì? Diệp Thần hiển nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, hắn chăm chú nhìn hỏi. Cần sư phụ ngươi thừa cái nhân tình, ngày sau gia phụ phá vô lượng lúc đó, mong rằng tôn sư, không tiếc ra tay, lần này bên trong di tích nơi được, tất cả thuộc về tôn sư, coi như là ta Trịnh gia tiền cọc. Trịnh San Thanh trả lời cũng là giọt nước không lọt, về tình về lý, cũng là không thể bắt bẻ. Diệp Thần chưa trả lời, cười một tiếng đứng dậy đi, Trịnh San Thanh cũng không làm bất kỳ giữ lại, mặc cho hắn rời đi, đi tới cuối hành lang Diệp Thần nhưng là quay đầu lại. Chăm chú nhìn Trịnh San Thanh. Yêu tinh này tựa như đã sớm biết Diệp Thần sẽ quay đầu, đã là cười gương mặt nghênh. Ta cùng Khương gia cũng không thâm giao, cân nhắc thiệt hơn lấy, có thể không? Diệp Thần cũng không có gấp đáp ứng, vậy không có cự tuyệt. Có thể, Trịnh San Thanh mỉm cười đợi. Nhìn Diệp Thần bóng người biến mất ở cuối hành lang, âm thầm bóng dáng trầm giọng nói, tiểu thư, có cần hay không ra tay? Nếu như sau lưng hắn thật có cường giả chấn giữ, này phần đại lễ hắn sẽ động tâm, nếu như không có, đến lúc đó còn không phải là tùy ta cửa cầm nặn. Bây giờ có thể đáp ứng hắn, ngày sau đổi ý cũng có thể. Mấy ngày gần đây không nên đắc tội hắn, nhất không tốt, thánh cổ di tích trước, không nên để cho hắn cùng chúng ta đứng ở phía đối lập. Thiếu nữ bóng người đứng dậy rời đi, bóng dáng cũng không có đi theo. Ngược lại thì nhìn ngoài cửa sổ tích tích lịch lịch mưa nhỏ, ánh mắt phiêu hướng phương xa. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị hồi Khương gia, nhưng là phát hiện cái gì, hướng một phương hướng đi. Phốc, chẳng biết lúc nào, tích tích lịch lịch mưa nhỏ bên trong, chấm đỏ thấm chảy ở Diệp Thần dưới chân, bốn bề vắng lặng trong đường phố, một đạo thân ảnh đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất. Chính là Trịnh Ngật. Hắn vùng vẫy đứng dậy. Một chuôi sắc bén trường kiếm nhưng là vèo một tiếng xuyên ngực mà qua, đem vậy tám xích thân thể cùng đá vụn trải xây mặt đất vững vàng đinh chung một chỗ. Tiểu thư, tiểu thư. Trịnh Ngật trong miệng vẫn đang thấp giọng la lên. Một bóng người từ âm thầm đi tới, vậy đem diện mạo tất cả đều che đậy đi hắc y nhân trong tầm mắt hướng Trịnh Ngật thời điểm, đen nhánh con ngươi bên trong có chút lộ vẻ xúc động, hắn thần sắc phức tạp nhìn trên đất người, người cái này tâm tính, ngược lại cũng để cho ngươi thiếu mấy phần thống khổ. Ngươi có thể không biết, là trong miệng ngươi tiểu thư, muốn mạng ngươi. Nói xong, liền muốn cấp cho một kích chí mạng. Hai chuôi ngắn dao găm xuyên qua yết hầu mà qua, Trịnh Ngật hoảng sợ trợn to trong mắt, hắn chết cũng không nghĩ tới, trước nhất đuổi giết hắn người, chính là mình nhất thờ phượng chủ nhân, mình tâm niệm tiểu thư Trịnh San Thanh. Kiếp sau đừng làm Trịnh ra người. Hắc y nhân thuận lợi, trôi giạt trở lui. Diệp Thần, cứu hắn. Ngay tại hắc y nhân xuất thủ ngay tức thì, một mực không mở miệng Linh Nhi lo lắng hô. Diệp Thần có chút nghi ngờ, Linh Nhi vì sao sẽ đối với một tên phế nhân sinh ra hứng thú, còn để cho mình cứu. Tại sao? Diệp Thần nói. Linh Nhi nhưng là kích động nói, tên này lại là Trần Diệt Kiếm Thể. Người biết Trần Diệt Kiếm Thể ý vị như thế nào sao? Nếu như người này tu luyện Trần Diệt Cửu Kiếm, tuyệt đối sẽ là người một lớn trợ lực. Diệp Thần càng phát ra nghi ngờ, cái gì Trần Diệt Cửu Kiếm? Cái gì Trần Diệt Kiếm Thể? Chẳng lẽ so Si Xui một kiếm mạnh hơn? Linh Nhi nhưng là lo lắng nói, ta cũng không giải thích được, dù sao người này tiềm lực rất đáng sợ, ở Khương gia sợ rằng một mực bị mai một, nếu như người này tu luyện Trần Diệt Cửu Kiếm thành công,
bộc phát ra thứ cửu kiếm oai, thậm chí có thể trợ giúp đối phó Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần ngẩn ra, nói, nhưng mà ta không có Trần Diệt cửu kiếm công pháp à? Linh Nhi liếc một cái Diệp Thần nói, ta có, ở phía trước đi Hoa Hạ trước, ta đi liền qua rất nhiều địa phương, bất ngờ lấy được Trần Diệt cửu kiếm công pháp, chỉ tiếc cái này Trần Diệt cửu kiếm người ngoài không thể tu luyện, chỉ có Trần Diệt kiếm thể người có thể tu luyện, ta lúc này mới không có nói cho ngươi. Tuyệt đối không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi khí vận quá kinh khủng. Lại thật bị ngươi gặp Trần Diệt kiếm thể, ngươi thật không hổ là luân hồi chi chủ. Trước kia ta không tin ngươi có thể đối kháng Vũ Hoàng cổ đế, hiện tại ta thật tin. Chớ ngẩn ra đó, mau cứu người. Không lâu lắm, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở tại chỗ, nhìn nằm ở lạnh như băng mặt đất bên trên, sức sống tan rã Trịnh Ngật, thần sắc ngưng trọng. Diệp Thần không khỏi có chút cảm khái, bị trung thành chủ nhân đuổi giết, là bực nào thê lương, bất quá nếu Linh Nhi muốn hắn cứu, vậy thì cứu, hắn bát quái thiên đan thuật thi triển. Đồng thời một giọt máu tươi trượt nhập đối phương trong miệng. Mình máu nhưng mà hàm chứa từng tia luân hồi huyết mạch cùng với mạnh mẽ hồi phục lực, thắng được hết thảy đan dược. Đồng thời, linh bia sử dụng, trôi lơ lửng ở Trịnh Ngật trước người. Vậy mắt thường có thể thấy được vết thương, lại bắt đầu chậm chạp khép lại. Trịnh Ngật vậy tan rã ý thức, vậy bắt đầu dần dần khôi phục, hắn mở to tròng mắt, nhìn Diệp Thần, không nói. Lúc trước xem ngươi cùng Khương Thần Vũ đánh một trận, thuần dựa vào man lực cùng bản năng, mới vừa sa sút, cái này Trần Diệt cửu kiếm ngươi khỏe sinh tu tập, như tu luyện thành công, đem ngươi lột xác. Diệp Thần chỉ điểm một chút ở Trịnh Ngật ấn đường, ngay tức thì một cổ cường đại tin tức lưu chui vào Trịnh Ngật đầu óc, tích tích lịch lịch mưa nhỏ vỗ mưa hoa mà bắn ở Trịnh Ngật trước mắt. Phải biết thuở nhỏ thẳng tới trời cao trí, từng rất nhiều nhân gian thứ nhất lưu. Núi biển tự có quay về kỳ. Mưa gió tự có gặp nhau, ý khó dằn, cuối cùng sẽ hòa giải, vạn sự, vậy cuối cùng sẽ như ý. Diệp Thần đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho Trịnh Ngật một cái bóng lưng, trong mưa vậy lượn vòng không rõ bóng người lại cũng không thấy rõ, nhưng âm nhưng là nhiều tiếng lọt vào tai. Diệp Thần cũng không muốn nhiều lời gì, Trịnh Ngật tim đã chết, chỉ có chính hắn phá cuộc. Còn như Linh Nhi trong miệng Trần Diệt kiếm thể có rất trâu bò, hắn không biết. Bất quá hắn nhớ tới ở lôi đài thời điểm, Trịnh Ngật không hiểu kiếm đạo, lại có đến gần xi xui một kiếm khí thế, chỉ sợ cũng và Trần Diệt kiếm thể có liên quan đi. Nhưng mà, người này sau này thật có thể trợ lực mình đối kháng Vũ Hoàng cổ đế. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một đạo phi kiếm truyền thư đột nhiên xuất hiện, cái này đạo phi kiếm truyền thư trên là Nhâm Phi Phàm nhân quả. Dẫu sao mình đối với ngoại giới rất nhiều cái kế tiếp mạnh đại sư phó lời nói dối. Nếu như người sư phó này ở chỗ đó mở trước không xuất hiện, sợ rằng muốn lấy được võ đạo luân hồi đồ, rất khó. Luân hồi mộ địa đại năng phần lớn lấy thần niệm tồn tại, rất khó độc lập xuất hiện. Vậy âm ma thiên thạch ở giữa đại ma càng không thể xuất hiện. Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão cũng không được. Cho nên, hôm nay chỉ có thể phiền toái đi nữa Nhâm Phi Phàm. Nếu có Nhâm Phi Phàm trợ lực, chắc hẳn đạt được vậy võ đạo luân hồi đồ, cực kỳ đơn giản. Bất quá lần này, Nhâm Phi Phàm thật sẽ xuất hiện lại sao? Diệp Thần con người đông lại một cái, không do dự nữa, mở ra phi kiếm truyền thư, diễn cảm có chút cổ quái. Nhâm Phi Phàm ở truyền thư bên trong giao phó không dự định dính võ đạo luân hồi đồ nhân quả. Còn như để cho hắn hồi đến chỗ này trang mình một chút sư phụ, vậy không quá có thể. Bất quá Nhâm Phi Phàm nhưng là để lại một khối hình người ngọc bội. Hơn nữa nói này ngọc kết hợp Linh Nhi liền có thể giải quyết hôm nay tình trạng. Diệp Thần đối khối này hình người ngọc bội có chút không nhìn thấu, chỉ có thể lần nữa câu thông Linh Nhi. Linh Nhi, người có biết khối ngọc bội này có tác dụng gì? Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Linh Nhi chính là xuất hiện một đạo kêu lên tiếng, hóa thần thiên ngọc. Vật này ở thái thượng thế giới cũng không có mấy cái, Nhâm Phi Phàm lại tùy ý đưa ngươi một quả. Thủ bút này cũng quá lớn liền đi. Diệp Thần tựa hồ cảm giác được này ngọc nhân quả, liền nói, mượn này ngọc, người có thể trang ta sư phụ. Linh Nhi gật đầu một cái, này ngọc đối với chiến đấu không có quá lớn chỗ dùng, nhưng lại giỏi về ngụy trang, nếu như mượn vật này, tự nhiên có thể man thiên quá hải. Chuyện này, người giao cho ta. Ta hiện tại liền mượn này ngọc hóa thành ngươi sư phụ. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần phát hiện trong tay hóa thần thiên ngọc lại toát ra ánh sáng sáng chói. Hoàn toàn tiêu tán. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản buồn tẻ cô độc,
mưa nhỏ vỗ tùng thạch đường phố, Diệp Thần bên người thêm một tên đầu đội nón lá bà lão. Chính là Linh Nhi mượn Nhâm Phi phàm hóa thần Thiên Ngọc biến thành. Giờ phút này dậy, ta chính là ngươi sư. Bà lão thanh âm khàn khàn mở miệng đáp, một tiếng này, đem Diệp Thần kéo về thực tế, dẫu sao ước chừng một mắt, Diệp Thần liền phát hiện cái này Linh Nhi biến thành bà lão hơi thở như biển, thậm chí có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Quả nhiên, Nhâm Phi phàm cho mình đồ, tuyệt sẽ không có vấn đề. Diệp Thần hai tròng mắt kiên định, nhìn một cái trước mặt hóa thành bà lão Linh Nhi, khẽ mỉm cười, nói, Linh Nhi sư phụ, hiện tại trở về Khương gia. Cùng lúc đó, Khương gia, bầu không khí ngưng trọng. Người có từng biết được, Trịnh San Thanh cùng Diệp Thí Thiên nói chuyện với nhau nội dung. Thời khắc này Khương Thần Vũ ở đình đài bên trong đi qua đi lại, hắn phái đi ra ngoài tai mắt, không nghi ngờ chút nào chỉ là thấy được Diệp Thần đi trước trà lâu. Nhưng càng nhiều hơn đầu mối, chính là chưa từng nắm giữ. Ngay tại Khương Thần Vũ suy nghĩ để gặp, thuộc hạ người đột nhiên tới bẩm báo. Thiếu chủ, Diệp Thí Thiên trở về, hắn còn mang liền một người. Ừ, chẳng lẽ là hắn một mực nói sư tôn. Khương Thần Vũ thần sắc căng thẳng, hư không chập chờn, thân hình tại chỗ biến mất, liền hướng phủ đệ cửa chỗ đi. Khương huynh, Diệp Thần ở thấy được Khương Thần Vũ xuất hiện bóng người lúc đó, chính là mở miệng nói. Khương Thần Vũ trên mặt vẻ mặt chưa nâng lên, khoảng cách Diệp Thần đám người khoảng cách thượng còn có mấy trượng ra ngoài lúc đó, chính là chút nào lại không thể động đậy. Lúc này thủ vừa nhìn dưới, chẳng biết lúc nào, mình phụ thân cùng nhị thúc đã xuất hiện ở hắn bên người, một chạm ở hắn bên người, một người khác ngón trỏ điểm ở trán hắn, tỏ ý Khương Thần Vũ không được gần thêm nữa chút nào. Hình ảnh như ngừng lại trong một cái chớp mắt này, tích tích lịch lịch mưa nhỏ vẫn đang không ngừng giống giận. Các hạ là người nào? Khương gia nhị gia mở miệng hỏi nói, hắn ở Linh Nhi hóa thành bà lão trên mình, cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở, không nghi ngờ chút nào, cái này bà lão so hắn cũng là muốn cường thượng rất nhiều, nhưng hẳn còn không có đạt tới vô lượng cảnh. Khương gia thánh chủ thần sắc ngược lại là thản nhiên. Nhưng hắn cũng là không cho phép rất nhiều mình con trai cục cưng tới gần nơi này cái xa lạ cường giả, chợt hắn ánh mắt bắt đầu trên dưới quan sát bà lão tới. Tích tích lịch lịch mưa nhỏ rơi xuống, bà lão vạt áo đều là không gặp nửa điểm mà nước đọng, mà quanh thân của nàng, không gặp chút nào quy tắc bọc, thậm chí mơ hồ chung quanh không gian đều phải bị bà lão tùy ý bề tan tành. Nơi này chính là thất lạc thời không, có thể như vậy nắm trong tay hư không quy tắc, tuyệt không phải tên yếu. Khương gia hai huynh đệ đầu óc bên trong đồng thời nổi lên hai chữ, cường giả. Hơn nữa người này nếu là Diệp Thí Thiên sư phụ, chỉ sợ cũng là một vị đan đạo chí tôn. Đan đạo chí tôn, võ đạo thực lực kinh thiên, hơn nữa còn nắm giữ cực kỳ kinh khủng không gian quy tắc. Loại người này, tuyệt đối không thể chọc. Khương gia thánh chủ đây là mới phản ứng được, mở miệng nói, dám hỏi ngài nhưng mà Diệp Thí Thiên tiểu hữu sư. Chính phải. Bà lão thanh âm khàn khàn mở miệng, chỉ có hai chữ, không nhiều lời nữa. Diệp Thần diễn cảm không có bất kỳ biến hóa, dùng nụ cười che giấu lúng túng, hướng về phía trước mặt ba người nói, bẩm tiền bối, chính là gia sư, lão nhân gia không quá yêu phát biểu, làm phiền. Khương thị hai huynh đệ, liếc nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, không có từ xa tiếp đón, mời. Một phen lúng túng hàn huyên khách sáo xuống. Phòng khách bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Tiền bối, đây là Diệp Thí Thiên tiểu hữu ngày trước nơi tìm U Minh Thánh Hoa, xin hãy nhận lấy. Khương gia nhị gia cầm ra một đàn mộc tơ vàng bảo hạp, khóa trừ chưa mở ra, một cổ thơm dịu chính là truyền tới. Dịch Dung Linh Nhi tròng mắt chớp mắt, chóp mũi nhẹ ngửi, liền nhàn nhạt nói, 1200 hơn 3 năm, cái này niên đại U Minh Thánh Hoa, nhưng mà không nhiều gặp. Khương gia thánh chủ trong mắt trải qua một vẻ kinh ngạc, chợt mở miệng nói, đại nhân quả thật thật là thủ đoạn. Như vậy cũng có thể thức được linh dược. Khương gia chủ quá khen, tiếp xúc nhiều, vậy thì có kinh nghiệm, chuyện hôm nay, ta thừa một mình ngươi ân tình, ngày sau nếu có điều cần, cứ mở miệng chính là. Bà lão dành cho Khương gia một cái cam kết, cái này làm được Khương thị hai huynh đệ mừng rỡ như điên. Cường giả như vậy, một khi dính nhân quả, tuyệt đối có thể để cho Khương gia ở trên trời u cổ thành quật khởi. Nhưng cái này mặt vui vẻ là hơn nửa, chỉ nghe được bà lão phân phó Diệp Thần nói, đồ nhi, chuyện chỗ này, người theo ta cái này liền rời đi đi. Diệp Thần cố nén nụ cười, khoan hãy nói, Linh Nhi không thua thiệt ở Hoa Hạ nán lại nhiều năm,
cái này diễn viên công phu, sợ rằng cũng có thể đánh giá là Oscar ảnh hậu. Hắn nhẹ hụ một tiếng, liền cung kính đối bà lão nhẹ giọng nói. Dạ, sư tôn. Chợt quay đầu hướng về phía Khương thị hai huynh đệ chắp tay một cái, nói, gần đây tới, đa tạ tiền bối khoản đãi. Khương gia nhị ra mắt gặp Diệp thần và Linh Nhi phải đi, vội vàng cho đại ca nháy mắt. Khương gia thánh chủ suy nghĩ luôn mãi, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói, đại nhân có thể hay không dừng bước, Hưng Triệt có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Ừ, bà lão rời đi nhịp bước tạm hoãn, quay đầu lại nhìn Khương thị hai huynh đệ. Khương gia thánh chủ do dự luôn mãi, hay là đem di tích và võ đạo luân hồi đồ sự việc nói ra. Nguyên lai là võ đạo luân hồi đồ xuất thế. Cái này Khương gia thánh tổ ngược lại cũng là người hào sảng, đem nơi có tình báo một cổ não toàn bộ cho biết liền Diệp thần các người, cũng không nhún nhường, cùng Diệp thần từ Ngọc Khanh Âm nơi đó hiểu được, không có bất kỳ xuất nhập nào. Có thể hay không để cho đứa nhỏ cùng ái đồ chung nhau đi, thánh cổ bên trong di tích nơi có vật, chúng ta có thể toàn bộ dâng lên. Khương gia thánh chủ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp thần cũng là cả kinh, ra tay thật lớn cùng khí phách. Khương gia nhị gia cũng là sững sờ. Bà lão ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Khương gia chủ nghiêm trọng, tiểu bối, đi học hỏi kinh nghiệm cũng không sao, cái này võ đạo luân hồi đồ thích hợp người tu võ. Bà lão trầm ngâm hồi lâu, tiếp tục nói, tuy là chí bảo, nhưng tại ta thầy trò cũng không chỗ dùng, nếu có thượng cổ linh tài, quay về chúng ta là được. Tất nhiên hẳn, Khương gia thánh chủ nghe vậy vui mừng, vội vàng đáp ứng nói, như vậy, ta cái này thì an bài chỗ ở, lặng lẽ đợi mấy ngày, con ta cùng Diệp thí thiên tiểu hữu chung nhau đi. Bà lão gật đầu một cái, nhìn một cái Diệp thần, liền hai tay chắp sau lưng hướng bên ngoài đi. Diệp thần tự nhiên hiểu Linh Nhi ý, vậy đi theo ra ngoài. Khương gia thánh chủ nhìn Diệp thần cùng hai người rời đi hình bóng, lẩm bẩm nói. Cái này bà lão không vấn đề gì, ta cố ý đem võ đạo luân hồi đồ tặng cho, nhưng nàng nhưng chút nào không là động tâm, đúng là đan đạo cự phách không thể nghi ngờ. Có thể yên tâm hợp tác, người đi an bài, Vũ Nhi cùng Diệp Thí Thiên, ít ngày nữa đi thánh cổ di tích tranh đoạt vậy võ đạo luân hồi đồ. Rất nhanh, Diệp Thần liền và Linh Nhi trở lại bên trong nhà. Diệp Thần dùng trận tử quyết bố trí đại trận, ngăn cách hết thảy. Mới vừa thiếu chút nữa lộ ra chân tướng, lão này, lại cầm võ đạo luân hồi đồ thí ta. Nếu không phải bổn cô nương gặp qua cảnh đời, còn thật liền bị lão này gây khó dễ. Lúc này bên trong căn phòng, bà lão tư thái Linh Nhi nhưng là phát ra non nớt đồng thanh, cho người một loại chẳng ra gì cảm giác. Tiến vào cơ hội tới tay, tiếp theo, nên nhân cơ hội đi tìm một chút Ngọc Khanh Âm tung tích của bọn họ, theo lý mà nói, nhiều ngày như vậy, các nàng hẳn là đã vào thành mới đúng. Diệp thần ngưng trọng nói, mấy ngày kế tiếp, ta bất tiện cùng ngươi hành động, chỉ cần ta ở nơi này, Khương gia liền không người hoài nghi ngươi, ta tác dụng không phải là cho Khương gia ăn một viên thuốc an thần, phía sau xem chính ngươi. Linh Nhi dặn dò, Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị ra nghe Ngọc Khanh Âm tình huống lúc đó, ngoài cửa lại truyền tới người làm tiếng gõ cửa. Diệp thí thiên đại sư, Khương gia phủ đệ bên ngoài, có người cầu gặp. Diệp thần nghi ngờ nhìn Linh Nhi cũng là cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, tình huống gì, chẳng lẽ là Ngọc Khanh Âm mình đã tìm tới cửa. Người đi trước xem tình huống, ta trấn giữ phía sau. Chân thực không được, ta mang người biến dạng hư không rời đi là được. Linh Nhi nhẹ giọng nói. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, chậm rãi hướng cửa đi tới, không lâu lắm, một đạo to con bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nguyên lai là hắn. Diệp thần treo tim lúc này mới buông xuống. Có chuyện gì không? Diệp thần nhìn trước mắt nam tử, nhàn nhạt nói. Người tới chính là Trịnh Ngật. Bất quá hắn vậy đôi mắt vô thần con ngươi, ở thấy Diệp thần ở một chớp mắt kia, như là thấy được hy vọng, màu xám cho sẫm con ngươi bên trong, lại là nổi lên một chút ánh sáng. Từ hôm nay, đi theo tại ngươi. Tám thước nam nhi trong mắt bên trong đều là nhiệt thành, cùng trước kia vậy rốt nát vô chi nô lệ so sánh. Thời khắc này Trịnh Ngật, có mấy phần liếm hết sức thế gian tang thương trầm ổn vẻ. Diệp thần mặt không đổi sắc, vậy chưa trả lời, chỉ là lãnh đạm đứng, yên lặng nhìn trước mặt cái này thiết tháp vậy người đàn ông. Trần Diệt Cửu Kiếm chỉ là lời nói đầu, liền để cho ta dục hỏa sống lại, từ hôm nay, nguyện đi theo Diệp tiên sinh cỡ đó, hiệu khuyển mã chi lao. Trịnh Ngật ánh mắt bên trong,
kiếm ý như ẩn như hiện, một cái tu vi bị phế người, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này mặc dù xa xa không như mặt nước phẳng lặng một kiếm, nhưng lại cho Diệp Thần một loại tương lai sắp đến gần si xui một kiếm cảm giác. Gặp Diệp Thần vẫn như cũ là không nói, trong mưa Trịnh Ngật yên lặng đứng lặng, chợt quỳ một chân trên đất cất cao giọng nói, cảm ơn tiên sinh cứu mạng cùng theo yêu cầu ân, Trịnh Ngật từ hôm nay, không lưu luyến nữa thế tục, một lòng hướng võ, thề lên đỉnh đỉnh. Diệp Thần giờ phút này rốt cuộc mở miệng nói, không hối hận. Như sinh phản bội hối chi tâm, mời Diệp tiên sinh ban cho cái chết. Trịnh Ngật ánh mắt vô cùng kiên định lại ung dung, con người trong suốt bên trong giờ phút này không chứa chút nào nghĩ bậy. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Chu Uyên. Chu Uyên hôm nay còn ở 10 cướp thần ma tháp, cũng nên đi cứu hắn. Ngươi là thân tự do, đi thôi. Diệp Thần nói xong, chính là rời đi, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là võ đạo luân hồi đồ. Trịnh Ngật nhìn Diệp Thần hình bóng, im lặng không lên tiếng, bên cạnh canh phòng thấy vậy, cũng không tốt nhiều lời, chỉ là liếc mắt nhìn trước phủ phát sinh một màn. Cùng lúc đó, Trịnh gia. Như thế nói, thật là có cái này kinh khủng sư tôn tồn tại. Trịnh San Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nói. Người nọ vào Khương gia phủ đệ sau đó, chính là bị Khương gia thánh chủ phụng vì chỗ thượng khách, cái này Diệp Thí Thiên, thân phận căn bản tọa thật. Bóng dáng đáp. Có còn hay không cái khác tin tức, Trịnh San Thanh đối với cái kết quả này, đổ vậy không có quá nhiều bất ngờ, cùng Diệp Thần gặp nhau lúc đó, cũng đã biểu đạt có lòng tốt, làm gì lựa chọn, nàng cho tới bây giờ không quan tâm. Đơn giản đến lúc đó vong hồn dưới đao lại tăng mấy tia mà thôi. Âm ma thánh điện cùng U Thiên Điện, tựa hồ đang bí mật bắt người nào, vậy từng mời ta Trịnh gia ra tay, nhưng gia chủ khéo léo từ chối. Trịnh San Thanh nghe vậy, cũng là khoát tay một cái. Ngày trước nghe U Thiên Cổ Thành lấy Bắc địa phương, U Thiên Điện vốn là thông gia kết minh ra chuyện rắc rối, Hắc Ám Thánh Nữ chạy trốn, tựa hồ bị một cái nắm trong tay hủy diệt đạo ấn cùng không gian quy tắc lực người cứu đi. Cử động như vậy chắc cũng là vì Thánh Cổ di tích, không liên quan chúng ta mưu đồ, kỳ vọng chúng ta ra tay, thật muốn đẹp. Trịnh San Thanh tựa hồ không quá nguyện ý trong vấn đề này hơn làm suy nghĩ, nàng mặc dù không tự xưng là cái gì thánh khiết cao nhã người. Nhưng lại vậy coi thường U Thiên Điện cái này một yêu tộc thế lực điệu bộ. Người chuyển giới thủ đồ, chung quy là một đám mở trí xúc sinh thôi, phiền toái không chọc tới trên đầu chúng ta, không cần để ý tới sẽ. Trịnh San Thanh chỉ là cho một cái như vậy thái độ, còn như cái này Diệp Thí Thiên nhưng là phiền toái. Ngoài miệng nhưng là nhẹ giọng nỉ non, đi ra ngoài. Hình ảnh quay về, Trịnh gia. Ừ, vậy bị ta phế bỏ người tới nhận Diệp Thí Thiên làm chủ. Khương Thần Vũ hiển nhiên cũng là nghe nói Trịnh Ngật chuyện, cái này U Thiên Cổ Thành đỉnh lưu tới giữa câu chuyện, đơn giản chính là như thế một chút. Trịnh San Thanh giết người diệt khẩu sự việc, hắn cũng là biết được. Diệp Thí Thiên như thế nào hồi phục, đây mới là Khương Thần Vũ giờ phút này quan tâm hỏi đề. Vậy báo cáo thuộc hạ học có chiêu có thức, Khương Thần Vũ cũng là không khỏi mỉm cười, nhìn trước mặt so đấu hoa vạch hộ vệ, hắn ngược lại là cũng vui vẻ được nhìn xem. Cự tuyệt, Khương Thần Vũ khẽ mỉm cười, vậy cùng phế vật, tất nhiên sẽ không nhập một tên đan đạo và thiên tài kiếm đạo pháp nhãn, nhưng còn có những chuyện khác bẩm báo. Hồi thiếu chủ, U Thiên Điện cùng âm ma thánh điện người ngày hôm nay thường xuyên qua lại ở U Thiên Cổ Thành, tựa hồ đang siêu tầm người nào, vậy hướng ta Khương Phủ cầu viện tăng phái người. Canh phòng nghiêm mặt nói, dưới mắt còn chưa tới thánh cổ di tích mở lúc đó, chẳng lẽ bọn họ người phát hiện cái gì dị thường? Khương Thần Vũ suy đoán nói, U Thiên Điện gần đây những chuyện kia, ta cũng nghe nói, xem tới nơi này mặt có mở ám. Hắn tự định giá luôn mãi, cự tuyệt đám này yêu tộc cầu viện, sau đó âm thầm phái người theo vào, một có tình huống, lập tức cùng ta báo cáo. Đêm đến, Diệp Thần bên trong nhà hư không chập chờn, tại chỗ biến mất, thoáng qua tới giữa, Diệp Thần liền xuất hiện một ngọn núi bên trên. Hư Linh Thần Mạch, mượn nữa giúp Linh Nhi lực lượng. Có một số việc đích xác rất đơn giản. Đáng tiếc, Linh Nhi không gian năng lực khống chế cũng không phải là tuyệt đối, càng không thể trực tiếp mang Diệp Thần đi đạt được vậy võ đạo luân hồi đồ. Mà trên ngọn núi, tựa hồ chỉ có một người. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn bề ngoài mặc dù cự tuyệt, trong đó âm thầm thông báo cho Trịnh Ngật, chẳng lẽ Trịnh Ngật thay đổi chủ ý. Diệp Thần mắt gặp Trịnh Ngật còn chưa có xuất hiện, nghĩ tới điều gì, liền dùng trận tự quyết bày một đạo trận pháp.
sau đó móc ra tuyết táng tinh trần, chuẩn bị luyện hóa. Tuyết táng tinh trần, bề ngoài giống như là một viên bụi bặm, lộ ra băng tuyết vậy màu sắc, tràn ra ti ti lũ lũ rùng mình, ngắm nhìn viên này bụi bặm thời điểm, để cho người có dũng khí tâm thần cảm giác yên lặng. Pháp bảo này, đối đạo tâm tu vi, có cực lớn tăng thêm. Luyện hóa cái này tuyết táng tinh trần, ta cảnh giới tu vi, cũng có thể đột phá chứ. Có lẽ đối với này lần võ đạo luân hồi đồ, cũng có thể phần thắng mấy phần. Diệp thần trước đây thức tỉnh hư linh thần mạch, lại luyện thành đại thiên trọng lâu trường, sau đó lại đạt được một khối thánh hồn mảnh vỡ. Thật ra thì võ đạo tích lũy đã đủ, nhưng không có đột phá, là bởi vì là đạo tâm còn chưa đủ viên mãn. Mà hiện tại, cái này tuyết táng tinh trần, đối đạo tâm có cực lớn tăng thêm, nếu là có thể hấp thu, đủ để cho hắn đột phá tu vi. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, đem viên này bụi bặm đánh vào trong miệng, trực tiếp uống luyện hóa. Tuyết táng tinh trần vừa vào miệng, Diệp thần liền cảm giác nuốt vào một món băng tuyết, thật giống như có một đường nước đá rót vào trong bụng, cả người băng lạnh buốt. Oanh! Sau đó, tuyết táng tinh trần ở trong cơ thể hắn nổ lên, nho nhỏ một viên bụi bặm, nhưng bộc phát ra ngập trời khí lạnh. Diệp thần cả người nhất thời lạnh như băng, thật may hắn sớm có chuẩn bị, viêm bia sử dụng, long viêm thần mạch mở, từng tia nóng rực ngọn lửa năng lượng, đem vậy tuyết táng tinh trần khí lạnh điều hòa. Lấy Diệp thần trước mắt nội tình, thế gian pháp bảo binh khí, các loại kỳ chân vân. Vân, đã rất khó lại làm bị thương hắn, vô luận pháp bảo gì, hắn đều có thể ung dung luyện hóa. Cái này tuyết táng tinh trần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở ngắn ngủi một ngày thời gian sau đó, tuyết táng tinh trần hoàn toàn hòa tan, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, dung nhập vào Diệp thần trong huyết mạch. Diệp thần luân hồi hồn thể, đạo tâm vân, vân, ở trong nháy mắt đạt được to lớn tăng thêm, cả người tựa như đặt mình vào ở mùa đông tuyết bay dưới, tâm cảnh trong sạch, thần hồn tinh khiết như nước tẩy vậy. Mà theo đạo tâm tiến bộ, Diệp thần tu vi hơi thở, cũng là mãnh liệt tăng vọt, từ hoàn chân cảnh 8 tầng thiên. Một lần hành động đột phá đến 9 tầng thiên cảnh giới. Rốt cuộc đột phá sao? Diệp thần mở mắt ra, nắm quyền một cái, cảm thụ tự thân hùng hồn rất nhiều linh khí, nội tâm một hồi mừng rỡ. Hiện tại hắn cảnh giới tu vi, đã đạt đến hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào quá chân cảnh. Bước này, chỉ sợ không dễ dàng à. Diệp thần bàn tư trước, từ hoàn chân cảnh 9 tầng thiên, đến quá chân cảnh. Là đại cảnh giới đột phá, tự nhiên muốn so với cảnh giới nhỏ đột phá, phải gian nan rất nhiều. Mộ chủ đại nhân, đợi chuyện nơi đây giải quyết, tiếp theo liền đi một chuyến nhân gian cấm thành đi. Luân hồi mộ địa bên trong, cửu U Tà Quân Thạch Kình Thiên đề nghị. Luân hồi võ đạo đồ mặc dù trọng yếu, nhưng luân hồi hồn thể cũng là cực kỳ thật muốn tồn tại. Diệp thần gật gật đầu nói, ta cũng đang có ý đó, bất quá trước hết bắt được võ đạo luân hồi đồ. Lấy Diệp thần trước mắt tu vi, thông thường thiên tài địa bảo, đã rất khó để cho hắn tiến bộ, trừ cái này võ đạo luân hồi đồ, người nọ gian cấm trong thành, có một khối nhân gian hồn đạo thánh hồn mảnh vỡ, nếu như có thể bắt được vậy mảnh vụn nói, đối hắn tu vi rất có ích lợi. Ngay tại lúc này, Diệp thần cảm giác được cái gì, một đạo thân ảnh từ đàng xa tới. Dĩ nhiên là vậy Trịnh Ngật. Trịnh Ngật, người nguyện đi theo tại ta, trước mắt, đúng là có chuyện cần ngươi đi làm. Phát động ngươi ở Trịnh gia đã từng là quan hệ, điều tra một ít chuyện. Diệp thần nói đến chỗ này, trầm ngâm hồi lâu, U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện động tĩnh, một khi phát hiện bọn họ ở tìm người, lập tức thông báo ta. Trịnh Ngật cũng không nhận ra Ngọc Khanh Âm, tìm hiểu nguồn gốc điều tra U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện, nói không chừng có thể phát hiện Ngọc Thị huynh muội hai người tung tích, khoảng cách thánh cổ di tích mở, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Trịnh Ngật gật đầu một cái. Biến mất ở tại chỗ. Mặc dù ta đổi thân phận, nhưng những thế lực kia tựa hồ buông tha đối với ta đuổi giết, cái này mấy ngày tới gió êm sóng lặng, có cái gì không đúng. Âm Ma Thiên Thạch cũng chịu bỏ qua, chẳng lẽ nói, Ngọc Khanh Âm trên mình còn có lớn hơn bí mật. Không nghĩ nhiều nữa, hư linh thần mạch vận chuyển, rất nhanh Diệp Thần liền trở lại bên trong nhà. Khoảng cách thánh cổ di tích mở cửa cũng không còn lại mấy ngày, người điều tra cái đó nha đầu, còn không có tin tức. Linh Nhi chữ bên trong hành gian, khó tránh khỏi đối Diệp thần lo âu. Theo Diệp thần nói, cái này Ngọc Khanh Âm có thể trên mình còn ngoài ra có dấu bí mật, nếu như bại lộ đưa đến di tích chuyến đi không may xuất hiện, liền chính bọn họ sợ là cũng không tốt thoát thân,
Trước mắt Linh Nhi, thực lực chiến đấu còn xa không phải những cường giả kia đối thủ. Chớ nói chi là nơi đây những cường giả kia còn không ít. Trước mắt còn không có gì tin tức, nơi đây cũng không cách nào ngược dòng nhân quả, đây cũng chính là ta lo lắng địa phương. Diệp Thần giờ phút này ngồi ở trước bàn, thần sắc ngưng trọng, không biết ở tự định giá chút gì. Có thể hay không vận dụng Khương gia thế lực tìm thử một lần. Linh Nhi hóa thành bà lão, giờ phút này nhưng là mở miệng nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có từ đâu tới đi chú ý Ngọc Khanh Âm, chỉ sẽ bỗng dưng trêu chọc tới hiểm nghi, huống chi âm ma thánh điện cái lão già đó, khẳng định vậy sẽ không bỏ qua ta, tiết lộ bất kỳ tiếng gió nào, đối với chúng ta đều không lợi. Nhâm tiền bối để cho ta không muốn quá nhiều dính nhân quả, tất nhiên là có nguyên nhân. Hắn đầu óc bên trong nhớ lại cái đó màu máu trường bào hình bóng, vậy đôi thấy âm ma thiên thạch thời điểm, nóng bỏng hai tròng mắt. An tâm một chút không nóng này, chờ đợi Trịnh Ngật tin tức đi, U Thiên Điện nếu như muốn bắt người, ắt phải sẽ vận dụng nhiều sức người, những thứ này vòng ngoài tin tức, là không thể nào giấu được. Diệp Thần đứng dậy, không nghĩ nhiều nữa. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần cùng Trịnh Ngật lần nữa chạm mặt. Diệp Thiên Sinh, đã điều tra xong, U Thiên Điện gần đây quả thật tăng phái không ít nhân thủ, đang siêu tầm cái gì. Trịnh Ngật lấy ra một chồng sách, bên trong đánh dấu U Thiên Điện tất cả đội ngũ gần đây tới hành động tuyến đường, tựa hồ là xác định Ngọc Thị huynh muội đã ở trong thành không chỗ có thể trốn. Đường dây này, Diệp Thần nghe được Trịnh Ngật nói, vội vàng nhận lấy sách, cái này nhìn một cái xem dưới, chân mày không khỏi được lại là vạn thành xuyên chữ. Phỏng đoán hai người rất nhanh sẽ bị phát hiện, Diệp Thần nhìn trong tay tuyến đường đi, đầu óc bên trong đại khái có một cái phán đoán. Cái này bản đồ hắn cũng là lần đầu tiên thấy, nơi đây không quen, Ngọc Khanh Âm các nàng khẳng định cũng giống vậy. Nhắm lại hai tròng mắt, Diệp Thần cảm giác được cái gì, lẩm bẩm nói, đường dây này, tựa hồ cố ý đem các nàng đi thành Nam ép. Diệp Thần vội vàng lần nữa lật xem, quả thật như vậy, chỉ có thành Nam lộ một cái mịt mờ con đường sống, lấy Ngọc Khanh Âm ý nghĩ của các nàng, khẳng định sẽ từ nơi này đột phá. Trịnh Ngật, thành này Nam là vậy một bên. Diệp Thần cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn về Trịnh Ngật, đồng thời chỉ trong tay trên sách một khối khu vực. Thành Nam, bên kia cũng không việc gì, chính là ra cửa, có 108 cây thông thiên liên khóa cầu treo, lại lùi sau, chính là cửu u rừng rậm. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt sáng lên, như thế nói, vậy Thành Nam chính là hắn tới thời điểm nơi đi ngang qua địa giới, Ngọc Khanh Âm các người bị đuổi bắt, muốn chạy ra khỏi thành, thế tất yếu đi qua vậy cầu treo. Không tốt. Diệp Thần than thầm một tiếng gay gâu, chợt nghiêng đầu hướng về phía Trịnh Ngật nói, cái này mấy ngày ngươi trước an tâm tu luyện, khôi phục cảnh giới, chờ ta liên lạc ngươi, vô luận nghe được bất kỳ tiếng gió nào, không cho phép lú đầu. Diệp tiên sinh, Trịnh Ngật tuy chẳng biết tại sao, nhưng từ Diệp Thần trong ánh mắt, hắn thấy được nguy hiểm tín hiệu, nhưng vẫn là cung kính gật đầu, khom người hỏi thăm. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Diệp Thần bóng người đã là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trịnh gia trà lâu. Tiểu thư, U Thiên Điện người dặn dò ở thành Nam cầu treo, tựa hồ là vậy hắc ám thánh nữ bị đuổi bắt, chúng ta phải chăng phải ra tay. Giờ phút này U Thiên cổ thành bên trong trà lâu, bóng dáng đang hỏi ý Trịnh San Thanh ý kiến. Vậy đạo bóng đẹp mắt sáng chớp mắt, nói, không cần, theo bọn họ nháo đi. Đồng thời, Khương gia phủ đệ, Khương thần vũ vậy giống vậy nhận được tin tức, hắn phác họa một đạo nụ cười, có ý tứ. Xem ra cái này hắc ám thánh nữ trên mình, còn có dấu bí mật. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Hắn cùng Trịnh San Thanh làm ra hoàn toàn bất đồng phản ứng, nếu như vô sự, liền quyền làm tham gia náo nhiệt, nhưng trong này thật nếu là có mở ám, Khương gia ắt phải sẽ chen ngang một gậy. Cùng lúc đó, cổ thành phía nam. Tiện nhân, còn không bó tay chịu trói. Dẫn đầu hắc y nhân một trưởng vung ra, mãnh liệt sức lực gió lay qua, Ngọc Khanh Âm một cái sơ sẩy. Sau lưng miễn cưỡng bị một trường. Ngay sau đó Ngọc Khanh Âm bóng người đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất. Hừ, người áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng, hướng về phía cách đó không xa Ngọc Khanh Âm đi tới, ngay tại hắn muốn đưa tay đi bắt thiếu nữ trước mặt lúc đó, vậy ngã xuống đất bóng người đột nhiên mở mắt, hư không chập chờn, trong miệng khạc ra một đạo thật nhỏ phi kiếm. Vèo, chỉ gặp hàn mang chớp mắt, người quần áo đen giữa cổ họng lau một cái đỏ thẫm bắn ra. Hắn trợn to con người gắt gao nhìn chằm chằm trên đất thiếu nữ, trước khi chết kinh hoàng liếc qua thấy ngay.
Ngọc Khanh âm vùng vẫy đứng dậy, ói liền một ngụm máu tươi, không ngừng vỗ vào ở trên mặt, giọt mưa rất nhanh đem vết máu dung đi. Không cần vùng vẫy, ngày hôm nay, người đi không hết. U Thiên Điện Thánh Tử U Minh, đã dẫn đội chạy tới. Bó tay chịu trói đi, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi một mạng, cùng ta trở về. U Minh thần sắc phức tạp nhìn một mắt Ngọc Khanh Âm, trầm giọng nói. Dẫu sao Ngọc Khanh Âm nếu như không phản bội, sẽ trở thành là hắn thê tử. Lão đảo đứng dậy, Ngọc Khanh Âm không nói, trong tay hàn nhận lần nữa lấy ra, sát ý cùng nhau, nàng dùng hành động thực tế nói cho U Minh, thề không hàng. Ngọc Khanh Âm, ngươi thật là có thể chạy à? Ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm yêu mị vang lên, âm ma thánh điện một vị khác thánh nữ chạy tới, sau lưng chính là một đám âm ma thánh điện canh phòng. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm rơi vào cục hẳn phải chết, mây đen đè thành thành muốn tồi. Ngọc Khanh Âm ở thấy âm ma thánh điện người đến lúc đó, trên mặt đã treo lên vẻ tuyệt vọng mỉm cười, xem ra, thật chấm dứt. Có thể sự việc xa xa không chỉ như vậy, lại một giọng nói vang lên. U Thiên Cổ Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kiếm mang chớp mắt, xé ra mấy đợt người khoảng cách, một chuôi hàn mang lòe lòe trường kiếm thẳng tắp cắm ở cầu treo bên trên. Chính là Khương Thần Vũ. Cái này bàn tốt cờ, tại sao có thể không có ta Khương Thần Vũ? Khương Thần Vũ bóng người giờ phút này vậy là xuất hiện ở cầu treo bên trên, các phe đội ngũ tụ tập, trong bóng tối Diệp Thần sắc mặt đổi được âm trầm. Quả nhiên, cái này Ngọc Khanh Âm trên mình tuyệt đối có đại bí mật. Nếu không tuyệt sẽ không như thế nhiều thế lực ra tay tranh đoạt. Bất quá Diệp Thần suy đoán, Khương Thần Vũ chỉ biết là Ngọc Khanh Âm trên người có đại bí mật, cũng không biết cụ thể. Sớm ở Khương Thần Vũ hiện thân thời điểm, U Thiên Điện Thánh Tử U Minh cũng đã ánh mắt có chút âm u, kế hoạch đã định U Thiên Điện chỉ là phụ trách phụ trợ âm ma thánh điện bắt người mà thôi. Ở U Minh trong kế hoạch, hắn dự định trước tiên tìm được trước Ngọc Khanh Âm, khuyên nàng quy hàng, chân thực không được, khác làm dự định cũng có thể. Nhưng chuyện cùng mong muốn, không nghĩ tới mình phương này đội ngũ ngược lại là bị Ngọc Khanh Âm toàn bộ giết ngược, cùng mình lúc chạy đến, những người khác vậy đều đến. Đáng chết! U Minh ánh mắt không ngừng đánh giá tại chỗ tất cả người, gió lớn cuốn mưa xối xả vỗ đám người áo quần, Khương Thần Vũ ngược lại là thần sắc rừng rưng, thưởng thức trước bên hông vỏ kiếm, hàn xương kiếm liền đứng ở trước người hắn, sâu cắm sâu vào cầu treo cầu thể bên trong. Vốn là U Minh tưởng, chân thực không thể là. Hắn đã có tự mình để cho chạy Ngọc Khanh Âm dự định, âm ma thánh điện vì một cái thánh nữ, có thể ở thánh cổ di tích mở ra giờ phút quan trọng trên đuổi giết nàng. Có thể gặp trên người bí mật không bình thường, rất có thể bị bắt sẽ chết. Hắn đối với mình cái này quan hệ thông gia thê tử mặc dù không quá mức biết rõ, nhưng là đã sớm sinh lòng ái mộ ý, nếu không thông gia cũng sẽ không đến phiên hai người bọn họ trên đầu. Ha ha ha, Khương Thần Vũ, ngươi cũng muốn nhúng tay ta âm ma thánh điện chuyện. Mọi người ở đây ngắm nhìn để gặp, âm ma thánh điện một vị khác thánh nữ lên tiếng. Ngươi là âm ma thánh điện yêu mị thánh nữ đi. Khương Thần Vũ nhún vai một cái, nhẹ giọng hỏi nói. Cô gái nghe vậy, khinh thường bĩu môi môi, không có tiếp Khương Thần Vũ mà nói, ngược lại là quay đầu nhìn về đã bị đám người trận ở trong góc, giống như đợi làm thịt dê con Ngọc Khanh Âm nói, cùng ta trở về. Lần này, nàng giọng bên trong tràn đầy lãnh đạm. Rất nhiều một bộ một lời không hợp liền đại khai sát giới ý. Ngọc Khanh Âm cắn chặt hàm răng, hướng về phía âm ma thánh điện đám người nghiêm giọng nói, nằm mơ. Đã như vậy, vậy ngươi vậy không việc gì tồn tại giá trị, người chết, là sẽ không tiết lộ bí mật. Yêu mị thánh nữ thần sắc run lên, làm bộ liền muốn động thủ. Đinh! Nhưng mà, nhất kích rơi vào khoảng không, nàng quay đầu nhìn về sau lưng, lại là một đạo thân ảnh từ cầu treo bên trên chậm rãi tới. Vậy ngăn lại yêu mị thánh nữ một kích chí mạng, cũng chính là trước mặt nam tử. Khương Thần Vũ vọng đến người, cũng là không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng dưới mắt chính gặp thánh cổ di tích mở ra giai đoạn, oan gia nên cởi không nên buộc, cái này giờ phút quan trọng mà trên, với ai kết thù đều là không sáng suốt lựa chọn. Diệp Thí Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất hiển nhiên, Khương Thần Vũ đối với cái này đột nhiên đến thăm đồng minh rất là kinh ngạc. Người tới chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng đi tới Khương Thần Vũ trước mắt, thấp giọng dì tai nói, người phụ nữ này trên mình, có đại bí mật, rất có thể cất giấu liên quan tới thánh cổ di tích đầu mối. Chỉ lần này một lời, Khương Thần Vũ tròng mắt đông lại một cái. Diệp Thần cũng không có nói láo,
mặc dù không biết Ngọc Khanh Âm vì sao đưa tới Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện liên thủ tập sát, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, khả năng lớn nhất chính là sắp muốn mở ra thánh cổ di tích. Âm Ma Thánh Điện đang dở trò. Diệp Thần hướng về phía Khương Thần Vũ nói, cái này nha đầu không thể chết được, cũng không thể để cho đối phương mang đi. Còn như vì sao, chờ ta lát nữa làm tiếp giải thích. Diệp Thần cho Khương Thần Vũ một cái tin tưởng ta, ánh mắt, Khương Thần Vũ nhìn một chút Diệp Thần, lại xem Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện đội ngũ, cũng là làm ra quyết định. Đã như vậy, ngươi là đồng minh của ta, ta tin tưởng ngươi. Khương Thần Vũ ào ào cười một tiếng. Hàn Xương kiếm tựa hồ có cảm ứng vậy, thẳng bay đến Khương Thần Vũ bàn tay phải tim, kỳ phong mang càng tăng lên. Yêu Mị Thánh Nữ ánh mắt cũng là dâng lên một chút sát ý, từ nơi này kêu Diệp Thí Thiên Nam Tử xuất hiện, hết thảy đều là đổi được khó biết rõ đầu đuôi đứng lên, liền bây giờ Khương Thần Vũ, đều là bắt đầu đứng đội chuẩn bị ra tay. Khương Thần Vũ, ngươi là chuẩn bị cùng ta Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện là địch. U Minh giờ phút này mở miệng nói. Khương Thần Vũ ngược lại cũng là tự nhiên hào phóng, nhẹ khẽ gật đầu, làm sao, chỉ cho phép các ngươi liên thủ. Một khắc sau, trong tay Hàn Xương kiếm cũng đã là một chút hàn mang đã xuất. Kinh thiên kiếm ý rơi xuống. Mặc dù Khương Thần Vũ khoảng cách xi xui một kiếm rất là xa xôi, nhưng không khỏi không thừa nhận, Khương Thần Vũ kiếm đạo rất khủng bố, thậm chí có thể không thua kiếm vô danh. Cùng lúc đó, Khương Thần Vũ hướng về phía Diệp Thí Thiên truyền âm nói, Diệp huynh. Giờ phút này chỉ có thể dò xét một phen, như chết chiến, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, Khương Thần Vũ sở dĩ ra tay, là bởi vì là hắn chẳng muốn phá hoại trước mắt kết minh hoàn cảnh, U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện đã liên thủ, hắn nếu như không đồng minh, thánh cổ di tích đem sẽ thua thiệt. Khương Thần Vũ là bị Diệp Thần lôi cuốn, bất đắc dĩ làm. Ta rõ ràng, Khương huynh người kéo U Thiên Điện người, ta bắt con người toàn vẹn liền mau rút lui. Diệp Thần đáp lại, chợt hắn một cái bước dài xông lên trước, thì phải đối Ngọc Khanh Âm ra tay. Một bên Yêu Mị Thánh Nữ thần sắc run lên, làm ta không tồn tại sao? Nói xong, nàng tay áo vung tay lên, mấy đạo lanh lợi giết mang chớp mắt, Diệp Thần cấp vội vàng tránh ra, đúng như dự đoán, không rõ cho nên Ngọc Khanh Âm vậy là đối Diệp Thần triển khai công kích. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần lấy sức một mình đối kháng Yêu Mị cùng Hắc Ám hai đại thánh nữ. Là ta, người giữ trạng thái, tiếp tục đối với ta ra tay, ta đã ở đáy biển bày trận pháp, ta diễn xuất khổ nhục kế, chúng ta thoát thân. Diệp Thần bên chiến bên hướng về phía Ngọc Khanh Âm truyền âm nói. Đúng như dự đoán, Ngọc Khanh Âm xuất thủ động tác rõ ràng một lần, chợt mấy cái lắc mình lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm sao, chuẩn bị bó tay chịu trói. Diệp Thần giờ phút này mở miệng, hướng về phía Ngọc Khanh Âm nói. Ngọc Khanh Âm nghe vậy, hướng về phía Diệp Thần phun một cái nước miếng, Diệp Thí Thiên đúng không? Đừng hòng từ ta nơi này đạt được bất kỳ tình báo. Giả vờ trang tuyệt vọng Ngọc Khanh Âm khí thế cưỡng ép nhảy lên tới trình độ cao nhất, cưỡng ép sử dụng nhất kích ảnh sát, nhưng là bị Diệp Thần trận tự quyết phá rõ ràng. Diệp Thần một tay xông phá phong tỏa, một cái tay khác trưởng đã vững vàng bấu vào Ngọc Khanh Âm cổ tới giữa, chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, nàng liền hương tiêu ngọc vẫn. Khương Thần Vũ thấy vậy, nhất kích bức lùi U Minh, liền người nhẹ nhàng về phía sau rút lui đi, đã thuận lợi, giờ phút này tái chiến, không có chút ý nghĩa nào. Yêu Mị Thánh Nữ mắt gặp Ngọc Khanh Âm bị bắt, ngón tay bắt pháp quyết, ôm hận ra tay, sử dụng lá bài tẩy yêu hoàng giáng thế. Ngay lập tức, ở sau lưng nàng, một cái con rơi to lớn yêu hư ảnh chớp mắt, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xông về Diệp Thần. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần vì diễn trò. Chỉ là hơi làm chống cự, cưỡng ép đón đỡ Yêu Mị Thánh Nữ một kích chí mạng, kẹp theo Ngọc Khanh Âm, hai người bóng người đổ bay ra, thuận thế ngồi gió lớn rơi vào gào thét sóng biển bên trong, lại cũng không gặp bóng người. Thật ra thì Diệp Thần hôm nay thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép đám người, chỉ là một khi bại lộ thân phận, không chỉ sẽ đưa tới sau lưng tồn tại. Thậm chí có thể để cho Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện mình tồn tại. Khương Thần Vũ cùng U Minh nhìn một màn này, đều là mắt choáng váng. Một bộ ăn thịt người diễn cảm nhìn về Yêu Mị Thánh Nữ, vội vàng gian sau lưng cấp cho vậy một kích chí mạng, ở trong mắt của bọn họ, Diệp Thí Thiên để không đỡ nổi. Truy đuổi. Hai tiếng sau đó, an toàn chi địa. Diệp Thần nhìn về phía Ngọc Khanh Âm nói, ca ngươi đâu? Bị vây truy đuổi trận đoạn ở thông thiên cầu treo trên,
chỉ có Ngọc Khanh Âm một người, còn như Ngọc Giác, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua. Ngọc Khanh Âm khẽ cắn môi mỏng, không trả lời. Diệp Thần tựa hồ cũng có thể nghĩ đến một ít nguyên nhân, cũng không có trong chuyện này làm nhiều hỏi, hắn rất xác định, Ngọc Khanh Âm trên mình có dấu đại bí mật. Vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hai bên kế tiếp quan hệ hợp tác. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Diệp Thần cũng không có dùng nhìn kỹ vậy ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, ngược lại hai tay chắp sau lưng, chờ đợi cái gì? Âm ma thánh điện cái lão già đó, biết ta có âm ma thiên thạch, nhưng vẫn là lựa chọn thả qua ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt sống ngươi, hẳn là cùng vậy sắp mở ra thánh cổ di tích có liên quan chứ? Thấy Ngọc Khanh Âm tình thế khó xử rõ vẻ mặt, Diệp Thần tự nhiên mở miệng nói. Ta, nhìn cách đó không xa lãnh đạm người đàn ông, từ lần đầu tiên gặp mặt dậy, tựa hồ Diệp Thần chưa bao giờ đối nàng từng có bất kỳ lòng trắc ẩn. Tóm lại mà nói, hắn là trước mắt thích hợp nhất đồng bạn hợp tác. Trong một cái chớp mắt này, Ngọc Khanh Âm hoàn toàn tháo xuống đối Diệp Thần phòng bị. Ngươi đoán không sai, đích xác là có liên quan thánh cổ di tích. Ngọc Khanh Âm rốt cục thì chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng. Mắt đẹp bên trong dâng lên lau một cái lượng sắc, nhìn về hai tay chắp sau lưng Diệp Thần, mở miệng nói, võ đạo luân hồi đồ, không phải dễ cầm như vậy. Diệp Thần nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thành tựu luân hồi chi chủ, tự nhiên biết võ đạo luân hồi đồ tuyệt không dễ dàng lấy được. Sợ rằng tiếp theo Ngọc Khanh Âm mà nói, mới là điểm mấu chốt. Ngọc Khanh Âm cũng là chậm rãi đi tới Diệp Thần phụ cận, cùng hắn sóng vai mà đứng, giờ khắc này, nàng lại nữa che giấu mình. Thánh cổ bên trong di tích, có một tôn đã từng vô thượng đại năng, xem như vậy di tích, thật ra thì thất lạc chi hải chi địa, có rất nhiều, đều là đã từng cường đại nhất một nhóm cổ xưa tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, thời kỳ viễn cổ U Thiên cổ thành bên trong rất nhiều gia tộc, lại là trong một đêm cũng nhân gian bốc hơi. Nói đạt tới nơi này, Ngọc Khanh Âm cũng là một lần, những thứ này đều là thượng cổ truyền lưu một ít trên phố đề tài câu chuyện, nhưng ta nhưng là rõ ràng, nói không ngoa. Bởi vì mấy ngày sau sắp mở ra thánh cổ di tích, liền cùng gia tộc ta có liên quan. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là sững sờ, cái này thật đúng là một trái bom nặng ký. Chẳng lẽ Ngọc Khanh Âm và võ đạo luân hồi đồ có liên quan? Ngươi, trong chốc lát liền hắn cũng là chố mắt nghẹn họng, chỉ nghe được Ngọc Khanh Âm tiếp tục nói, xác thực nói, là tộc ta trốn cũ, là tổ tiên đã từng sinh hoạt địa phương. Niên đại quá lâu xa, ta cũng không từng đặt chân qua. Càng chẳng biết tại sao xem tộc ta cường đại như vậy cổ tộc, rối rít chết tại lịch sử sông dài. Lần này thánh cổ di tích chuyến đi, ta muốn lấy lại tộc ta đã từng là chí bảo, nặng chấn động ta Ngọc Thị nhất tộc. Ngọc Khanh Âm nói tới chỗ này thời điểm, tâm trạng rõ ràng có chút kích động. Cái này cũng khó trách, dẫu sao là nhà mình tổ địa, hôm nay nhưng là gặp tới bát phương đội ngũ mơ ước, muốn lấy lại thuộc về mình đồ, nhưng là như vậy chật vật, thậm chí là thiếu chút nữa làm bỏ mạng. Cái gì chí bảo? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi nói. Ngọc Khanh Âm lắc đầu một cái, chỉ biết là một chuôi không kém gì tám đại thiên kiếm kiếm và một quyển bí tịch, tu thành là được du ngoạn tuyệt điên, lại xuất hiện tộc ta huy hoàng. Liên liên chính nàng, cũng là chưa từng gặp qua gia tộc truyền thừa bảo vật, chỉ là ở trên cổ tịch, có chút chữ viết ghi lại mà thôi. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi lấy được võ đạo luân hồi đồ. Ngọc Khanh Âm mở miệng nói. Thánh cổ di tích bên trong thật có võ đạo luân hồi đồ không giả, nhưng phải là tộc ta dòng chánh huyết mạch mới khá mở, người ngoài, là mang không ra. Bộ kia võ đạo luân hồi đồ, cũng là ta tổ tiên bất ngờ nơi được. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Nói cách khác, âm ma thánh điện đuổi giết ngươi, còn cần phải cầu sinh bắt, là vì võ đạo luân hồi đồ chìa khóa. Ngọc Khanh Âm nhẹ khẽ gật đầu, cha mẹ ta bị âm ma thánh điện sát hại. Liền liền chính ta đều là đã từng bị xuống cấm chế, phong đi trí nhớ. Bộ phận này trong trí nhớ, hẳn bao hàm võ đạo luân hồi đồ đầu mối, cho nên bọn họ mới hiểu, lúc trước để cho ta cùng U Thiên Điện thông gia, cũng là vì thế. Âm ma thánh điện vừa mới bắt đầu chỉ là vì lợi dụng U Thiên Điện, cũng không biết ta nắm giữ võ đạo luân hồi đồ đầu mối, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ thật giống như đạt thành một hiệp nghị nào đó, lại vậy bắt đầu đuổi giết tại ta. Ngọc Khanh Âm chăm chú nhìn suy tư, Diệp Thần nhưng là cắt đứt nàng, cần phải là của ta xuất hiện, làm rối loạn âm ma thánh chủ an bài đi, âm ma thiên thạch cùng võ đạo luân hồi đồ hắn đều cần, cho nên có thể từ trong sử dụng thủ đoạn gì. Đây hết thảy biến số,
chính là Diệp Thần tự mình. Ca ngươi đâu? Hắn rất an toàn, ta mục tiêu so sánh với hắn, quá rõ ràng, lúc này mới chia nhau hành động, chưa đến nỗi truyền thừa vô vọng. Cùng lúc đó, như thế nào, người tìm được chưa? Âm Ma Thánh Điện yêu mị thánh nữ, U Thiên Điện U Minh Thánh Tử, Khương gia Khương Thần Vũ các người trên mặt mũi nhưng là vẻ lo lắng phân bố. Bọn họ dọc theo thất lạc chi hải lần tìm đếm gặp, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Dưới so sánh, Khương Thần Vũ mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng hắn cũng là biết rõ quan hệ lợi hại, lưu lại mấy cái người làm tiếp tục theo dõi sau đó, tự mình cấp tốc hướng Khương Phủ đi, chuyện này phải cho biết trưởng bối trong nhà. Trở về bẩm báo điện chủ, U Minh cùng yêu mị thánh nữ nhưng là nơi nơi rét lạnh, Ngọc Khanh Âm chạy trốn, bọn họ phải gánh vác toàn trách. Trịnh gia trà lâu. Ừ, còn có một màn này phát sinh, vậy Diệp Thí Thiên giờ phút này không có rơi xuống. Vẫn như cũ là vậy một gian trà lâu, bóng dáng đem nhất tình huống mới cho biết liền Trịnh San Thanh. Âm thầm bóng dáng không gặp bóng người, thanh âm lại truyền tới, Khương Thần Vũ đã, hót, tốc chạy về Khương gia. Xem ra cái này Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện, có không thể cho người biết bí mật. Cha! Trịnh San Thanh sắc mặt có chút không được tự nhiên, nguyên bản mình cũng không để ý chuyện nhỏ, không nghĩ tới phía sau lại sẽ là như vậy phát triển. Xem ra chuyện này dính dấp khá sâu. Hình ảnh quay về. Hiện tại các phe đội ngũ, khẳng định cũng đang siêu tầm chúng ta rơi xuống. Đại khái biết tất cả tình huống Diệp Thần, bắt đầu ở trong lòng an bài kế hoạch của mình. Ngọc Khanh Âm cắn chặt hàm răng, cau mày nói, chúng ta tìm một cơ hội phối hợp đến trong di tích đi. Lời nói này dễ dàng, nhưng làm được nhưng là khó như lên trời. Nhất là hiện tại hai người còn ở các phe đội ngũ vây truy đuổi trận đoạn dưới, có thể hay không lần nữa đi vào U Thiên Cổ Thành còn muốn đánh cái dấu hỏi, chớ nói chi là phối hợp đến thánh cổ di tích bên trong đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vỗ vỗ bụi đất trên người, ta có biện pháp. Âu, nói nghe một chút, Ngọc Khanh Âm cũng là sắc mặt vui mừng. Thời khắc này Khương gia đại sảnh nghị sự bên trong, Khương Thần Vũ đem sự tình nguyên nhân hậu quả đều là từng cái nói rõ ràng. Đợi nghe Khương gia thánh chủ xử trí. Như thế nói, cái này bé gái trên người có bí mật quả nhiên không bình thường. Khương gia thánh chủ, Khương gia nhị gia, cùng vậy Linh Nhi hóa thành bà lão đều là tại chỗ, nghe xong Khương Thần Vũ nói, ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về Linh Nhi. Ý kia rất đơn giản, hết thảy các thứ này đều là ngươi học trò xuất hiện ở hiện trường xúi dục, sau đó người liền biến mất. Thế nào vậy được cho cái giải thích chứ? Mặc dù đám người suy nghĩ trong lòng, nhưng làm một tên cường giả, người phần tôn quý, xa xa là không thể đang làm quyết đoán trước, tùy tiện đắc tội. Bầu không khí tạm thời tới giữa lâm vào lúng túng tình cảnh. Lớn như vậy phòng nghị sự bên trong, chỉ có mấy người đều tiếng hít thở, còn như vậy Linh Nhi hóa thành bà lão, chính là chau mày, không nói một lời. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua, rốt cuộc Khương gia nhị gia là lại cũng không nén được tức giận. Vội vàng ánh mắt nhìn về bà lão, đại nhân, Diệp Thí Thiên tiểu hữu chuyện này nên xử lý như thế nào? Lời còn chưa dứt, bà lão nhíu chặt chân mày chính là giãn ra, chợt đầu ngón tay tại chỗ vạch qua, hư không chập chờn, lau một cái lưu quang thoáng qua, bà lão sau khi xem, chính là nhẹ giọng hướng về phía Khương gia mọi người nói, không dối gạt mấy vị, xảy ra chuyện đột nhiên, ta cũng có chút kinh ngạc, mới vừa liệt đồ truyền tin tới, đã không ngại. Khương gia đám người nghe vậy. Đều là thở phào nhẹ nhõm, Khương gia thánh chủ trận lại nói, Diệp Thí Thiên giờ phút này là ở nơi nào? Mới vừa hắn truyền tin tại ta, nói là tình báo tới tay, thừa dịp bóng đêm quay về, chớ niệm. Bà lão nhẹ giọng nói, Khương gia thánh chủ còn muốn cẩn thận tuân hỏi chút gì, Khương Thần Vũ nhưng là ánh mắt trận lại phụ thân, dẫu sao tình huống hiện trường hắn cũng là người trong cuộc, có một số việc, không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng, tăng thêm hiểu lầm cùng kẽ hở. Thực là ngu. Khoảng cách thánh cổ di tích mở, còn dư lại 3 ngày thời gian, cùng Diệp Thí Thiên trở về, cực kỳ bàn một tí kế tiếp hành động an bài. Làm đêm, Diệp Thần thừa dịp bóng đêm, hắn cùng Ngọc Khanh Âm lần nữa đặt chân U Thiên Cổ Thành, hướng Khương Phủ đi. Khương gia đại sảnh nghị sự, Ngọc Khanh Âm đem tất cả tình báo đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Đây cũng là Diệp Thần kế hoạch một phần chia. Võ đạo luân hồi đồ chìa khóa. Bao gồm Khương gia thánh chủ mấy người ở bên trong người biết chuyện nhân viên, nghe vậy tất cả giật mình, Diệp Thần mang về tình báo, chân thực quá mức rung động, muốn thật là như vậy,
vậy võ đạo luân hồi đồ còn tranh cái gì sức lực. Khương Thần Vũ giờ phút này ngược lại là đứng dậy, nhìn trước mặt Sở Sở động lòng người Ngọc Khanh Âm, chất vấn nói, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm không giúp ánh mắt nhìn về Diệp Thần, chưa mở miệng, nhưng là nghe được Khương Thần Vũ tiếp tục nói, ngươi không cần xem Diệp huynh, hắn là người hiền hòa, vui kết thiện duyên, ta dĩ nhiên là tin qua, nhưng ngươi nói. Ý nói, hắn đối Ngọc Khanh Âm mà nói, cầm nghi ngờ thái độ. Khương gia những người còn lại cũng là đối Khương Thần Vũ nói, khá là đồng ý, Diệp Thần nhưng phảng phất là đã sớm liệu được như vậy kết cục. Diệp Thần lúc này mới lên tiếng nói, Khương huynh, đối với con bé này mà nói, ta thật ra thì cũng không phải hoàn toàn tin hết. Ừ, Diệp huynh có cái khác dự định, Khương Thần Vũ nghi ngờ nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói âm ma thánh điện cùng U Thiên Điện không tiếc giá phải trả cũng phải bắt sống, con bé này trên mình ắt phải có dấu bí mật, đây là khẳng định. Nhưng nàng lần này nói, nhưng là chưa chắc là thật. Diệp Thần tự mình nói, một bên Khương Thần Vũ gật đầu liên tục, ta cũng đang có ý đó. Nhưng người có nghĩ tới hay không, Khương huynh, thà tin có không thể không tin, con bé này hôm nay bị chúng ta lấy được, không tạo nổi sóng gió gì, người đến lúc đó đem nàng mang nhập di tích là được. Khương Thần Vũ liếc mắt một cái thời khắc này Ngọc Khanh Âm nói, đây cũng là chuyện nhỏ, nhưng là ngươi làm thế nào? Khương gia chỉ có thể mang một người. Ngươi nói, Trịnh gia biết tin tức này, sẽ như thế nào? Diệp Thần cười thần bí, ngươi muốn lợi dụng Trịnh gia. Khương Thần Vũ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ta hiểu ý, nếu nàng đã nói như vậy, vậy chúng ta liền tương kế tự kế, nếu như con bé này không nói giả, như vậy người ở trong tay chúng ta, nàng vậy không tạo nổi sóng gió gì. Nếu như nàng có mở ám, di tích bên trong, Trịnh gia thay chúng ta đỉnh lôi. Khương Thần Vũ không hổ là Khương gia thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, Diệp Thần chỉ là một chút rút, hắn cũng đã rõ ràng. Người hiểu ta, Khương huynh vậy. Diệp Thần khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, nhìn về mọi người ở đây. Khương gia thánh chủ cùng Khương gia nhị gia cũng là trước mắt sáng lên, cái này vô luận như thế nào đều là một cái nhất cho thỏa đáng thiếp phương pháp. Làm sao để cho Trịnh San Thanh yêu nữ kia mắc câu? Nàng nhưng mà không ngu ngốc, Khương Thần Vũ nhướng mày một cái, thành tựu đối thủ cũ, dĩ nhiên là biết gốc tích. Đây cũng chính là tại sao ta phải thừa dịp bóng đêm bí mật đi vòng vèo. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười. Người thông minh đều có một cái đặc điểm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, Khương Thần Vũ cũng là bừng tỉnh hiểu ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Diệp huynh, vậy thì kính nhờ. Khương huynh, người đây có thể được thay ta đánh tốt che chở. Kế tiếp trong hai ngày, U Thiên Cổ Thành các thế lực lớn cũng là hiểu được thứ nhất tin tức, Khương gia chỗ thượng khách Diệp Thí Thiên Thành Nam đánh một trận. Cùng âm ma thánh điện hắc ám thánh nữ Ngọc Khanh Âm cùng rơi xuống sông, đến nay không gặp tung tích. Mà Khương phủ từ sau đó, đóng cửa không tiếp khách, đối ngoại giới hết thảy thanh âm cự chưa trả lời vậy không thừa nhận. Trịnh gia trà lâu. Màu vàng đen hoa văn câu khiếm phong cách cổ xưa nơi cửa chính, một vị nhìn như ước chừng hơn 20 tuổi thiếu nữ đứng chắp tay. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cùng đời vô tranh trên gương mặt không nhìn ra nàng thời khắc này nội tâm độc trắng. Chỉ có vậy song tuyệt đẹp bên trong đảo dùng mình hai tròng mắt, ở tuyên cáo cái gì? Thiếu nữ bưng lên ly trà trong tay, nhàn nhạt nói, gần đây tin tức này, nhưng mà đối với Khương gia khá là hơn tim. Âm thầm bóng dáng không nói, Trịnh San Thanh rất nhanh tiếp tục nói, bất quá là điểm này mà thủ đoạn thôi, tự biên tự diễn. Tiểu thư, gần đây liên quan tới vậy Diệp Thí Thiên tiếng gió, cũng là không ngừng, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Bóng dáng đáp. Trịnh San Thanh trầm ngâm hồi lâu, để cho ngươi chuyện điều tra thế nào. Không có tin tức xác thật, nhưng có thể khẳng định, Diệp Thí Thiên cùng Hắc Ám Thánh Nữ biến mất, sau lưng nơi quan hệ đến, là Thánh Cổ Di Tích. Trịnh San Thanh ly trà trong tay một lần, nói, khoảng cách Thánh Cổ Di Tích mở, còn dư lại 3 ngày thời gian. Nếu liền ngươi cũng không tra được, thuyết minh trong này có ẩn tình. Càng người thông minh, đối với mình phán đoán cho tới bây giờ sẽ không nghi ngờ. Có một chút tin tức, Trịnh Ngật tựa hồ cùng Diệp Thí Thiên có tiếp xúc qua. Bóng dáng nhẹ giọng đáp. Ừ, hắn còn sống, Trịnh San Thanh giọng bên trong, có một chút rét lạnh, đây là nàng đối bóng dáng làm việc bất lực bất mãn. Âm thầm bóng dáng một lần, nói tiểu thư bất giận, hôm đó ta đã đem Trịnh Ngật đánh chết, nhưng tựa hồ sau đó bị Diệp Thí Thiên cứu,
bởi vì ngài dặn dò không thể cùng hắn là địch, ta liền chưa từng ngăn cản. Ít ngày nữa trước, Trịnh Ngật đã từng đến Khương Phủ đi tìm qua Diệp Thí Thiên, theo con đường này, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Bóng dáng ý đồ rất rõ ràng, Diệp Thí Thiên ở chỗ này cuộc sống không quen, chỉ cần không chết, khẳng định sẽ có hành động. Vứt đi Trịnh Ngật rõ ràng cho thấy nhất có thể bị lợi dụng đối tượng. Cha, Trịnh San Thanh không nhiều lời nữa, chỉ là một chữ, nhưng là đầy ắp trông đợi cùng khao khát. Cùng lúc đó, một ngọn núi bên trên. Hai đạo thân ảnh đứng, trong đó một đạo lãnh đạm lại thần bí, chính là Diệp Thần. Ngươi cùng ta gặp mặt sự việc, phỏng đoán không lâu liền sẽ bị người biết được, người vậy sẽ gặp nguy hiểm, ngươi sợ không? Diệp Thần hướng về phía Trịnh Ngật mở miệng nói, lần đầu gặp mặt lúc đó, hắn còn chỉ là một nô lệ, hôm nay thế sự biến đổi, đã từng là Trịnh Ngật đã thành Trần Diệt kiếm thể. Trịnh gia tại ta đã mất ân oán, Diệp tiên sinh phân phó, ta làm theo chính là. Trịnh Ngật từ trải qua Trịnh gia chuyện kiện sau đó, tính cách cũng trở nên lạnh lùng không thiếu, không biết là tâm cảnh hay hoặc là phương pháp tu luyện, tóm lại giống như là đổi một người. Giữ ta nói làm là được, chớ để cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, có chuyện hết sức cố gắng từ chối đến trên người ta. Diệp Thần dặn dò, Trịnh Ngật nhưng là không nói, mắt sáng chớp mắt hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp tiên sinh lần này đi trước thánh cổ di tích, có thể gặp nguy hiểm. Diệp Thần im lặng, Trịnh Ngật thành tựu Trịnh gia người, đối với thánh cổ di tích sự việc, vẫn là có biết chút chút. Sẽ có đi, hồi lâu, Diệp Thần nhìn bầu trời trên một vòng trăng tròn, trong trẻo lạnh lùng lại hàn. Trịnh Ngật gật đầu một cái, nói, đã như vậy, ta cũng đi. Ngươi, Diệp Thần nhìn một chút trước mắt to con người đàn ông, khoát tay một cái, ngươi tu vi không thể giúp ta cái gì. Ý nói chính là Trịnh Ngật tu vi mới vừa bị phế, như vậy hiểm cảnh không khác nào tự tìm đường chết, nhưng lời còn chưa dứt, Diệp Thần chính là phát hiện một cổ nội liễm vô cùng kiếm ý. Đây là, Diệp Thần có chút khiếp sợ, loại cảm giác này, hắn chỉ đang nghiêm túc Khương Thần Vũ trên mình cảm thụ qua. Hơn nữa so Khương Thần Vũ còn kinh khủng hơn. Phải biết Khương Thần Vũ tu vi, cũng không yếu à. Không chỉ như vậy, Diệp Thần tựa như còn cảm nhận được liền một chút đến gần si xui một kiếm cảm giác. Dù là chỉ có một chút, vậy cực kỳ khủng bố. Trần Diệt kiếm pháp thức thứ nhất, Vong Xuyên. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, Trịnh Ngật đan điền bị phế, không có bất kỳ tu vi, chỉ là một người bình thường thôi, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào, thời khắc này Trịnh Ngật có thể ung dung chém xuống Khương Thần Vũ đầu lâu. Đây là kiếm trình độ cao nhất. Kiếm thay thế tu vi, kiếm thay thế quy tắc. Coi như là Diệp Thần mình vậy không nhất định tại chưa có tu vi dưới tình huống làm được như vậy. Chỉ có thể nói rõ, Trần Diệt kiếm thể so Linh Nhi nói còn kinh khủng hơn được hơn. Trải qua đau đớn, mới biết chúng sanh đau đớn, từng có ràng buộc, vậy liền một chút cũng không có ràng buộc. Tu kiếm trước tu tâm, một kiếm gió tuyết một kiếm binh. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhìn về Trịnh Ngật con ngươi cũng là tràn đầy khẳng định, nói tốt nhất thức Vong Xuyên. Một kiếm này lực lượng, ta hy vọng có thể ở thánh cổ di tích bên trong lãnh hội được. Một câu nói này, đại biểu Diệp Thần đáp ứng Trịnh Ngật thỉnh cầu. Đa tạ Diệp tiên sinh, Trịnh Ngật khom người, kích động nói. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì, lộ ra một đạo nụ cười, phân phó nói, người Trịnh gia rốt cuộc ra tay, đoán chừng là hướng về phía ta tới. Cũng tốt, phỏng đoán bọn họ sẽ nghĩ biện pháp mang ta đi, cái này vừa vặn bớt đi một chút phiền toái, Trịnh Ngật, đối phương bỏ mặc nói gì, ngươi cũng phải phối hợp. Trịnh Ngật ngẩn ra, lại ngẩng đầu lúc đó, vậy ban đầu cùng hắn tịnh lập bóng người, chẳng biết lúc nào, đã biến mất không thấy. Trịnh Ngật đứng tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng Diệp Thần mới vừa nói, lẩm bẩm nói, từng có ràng buộc, vậy liền một chút cũng không có ràng buộc. Hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy kiên định. Bị Diệp Thần tự mình đồng ý lại đáp ứng đi thánh cổ di tích, lúc này Trịnh Ngật không khỏi được nội tâm thoải mái, đây là hắn cái này nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được bị người yêu cầu cảm giác, không còn là nô lệ, mà là đồng bạn. Bất quá Diệp tiên sinh nói Trịnh gia người lại ở nơi nào? Người đã đi đâu? Ngay tại lúc này, một tiếng lạnh nhạt chất vấn tiếng nổ vậy ở Trịnh Ngật vang lên bên tai, hắn chợt nhìn lại, nhưng là bốn bể vắng lặng. Giữa lúc Trịnh Ngật quay đầu chậm thần để gặp, hắc ám bên trong một đôi chân đã đạp thật mạnh ở hắn trên lồng ngực, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Trịnh Ngật hơi thở nhanh chóng uể oải. Còn là một phế vật,
xem ra Diệp Thí Thiên chỉ là cứu ngươi tánh mạng, tạm thời để cho ngươi tham sống sợ chết thôi. Như vậy hạng người xấu, ngươi còn có mặt mũi giúp hắn. Âm thầm bóng dáng chậm rãi bước ra, hướng về phía trước mặt Trịnh Ngật, hắn vậy mặt nạ dưới ước chừng lộ ra hai tròng mắt đều là tràn đầy khinh thường. Trịnh Ngật vùng vẫy đứng dậy, đôi mắt vô thần. Tiểu thư lên tiếng, nể tình ngươi là Trịnh gia không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ngươi có thể lần nữa trở về gia tộc, chúng ta vậy sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục thực lực. Đúng như dự đoán, Trịnh Ngật nghe vậy, trong mắt bên trong dâng lên lau một cái lượng sắc, trong miệng tự lẩm bẩm tiểu thư, tiểu thư. Bóng dáng tràn đầy khinh thường, nói kẻ ngu, mang ta đi tìm Diệp Thí Thiên, chúng ta ba người, cùng hồi Trịnh gia. Trịnh Ngật thần sắc vui sướng leo lên ở trên gương mặt, vội vàng gật đầu. Bóng dáng xoay người về phía sau ở một chớp mắt kia, hắn không nhìn thấy là Trịnh Ngật trong mắt chớp mắt rồi biến mất tinh mang cùng nội liễm sát ý. Theo tình báo phân tích, Diệp Thí Thiên lúc trước đánh một trận, bị trọng thương, có thể thật không? Bóng dáng hỏi nói, hắn tự thân thực lực, cũng bất quá là bách giả cảnh trung kỳ thôi, đối mặt khỏe hẳn Diệp Thí Thiên, trong lòng cũng không có chắc bắt sống. Trịnh Ngật vẫn như cũ là gật đầu mạnh mẽ, chỉ một phương hướng, tỏ ý bóng dáng đi trước, mình còn một bên cười một bên nhẹ hụ, lại là một bãi đậm đặc máu tươi thối ở trên mặt đất. Nhìn được việc chưa đủ bại chuyện có thừa Trịnh Ngật, bóng dáng đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, ném ra một đạo phù chiếu, lạnh lùng nói, ta ở chỗ này chờ, Diệp Thí Thiên phỏng đoán đối ngươi sẽ không có cảnh giác, ngươi vận dụng đạo bùa này chiếu cũng có thể để cho Diệp Thí Thiên hôn mê. Trịnh Ngật nhận lấy phù chiếu. Nhìn một cái, gật đầu một cái, sau đó hướng ngôi miếu đổ nát đi. Mấy tức sau đó, Trịnh Ngật liền đi ra, hướng bóng dáng gật đầu một cái. Bóng dáng ngược lại là bất ngờ Trịnh Ngật lại có thể nhanh như vậy thành công, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chợt một người hướng một gian đổ nát miếu nhỏ đi tới. Trịnh Ngật bước chân từ đầu chí cuối không có di chuyển hơn nửa bước, yên tĩnh ở ngoài miếu hậu, ánh mắt nhưng là đổi được rét lạnh đứng lên. Không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa chiến đấu, mấy tức sau đó, đầu đội mặt nạ bóng dáng liền vác một cái hôn mê bóng người chậm rãi đi ra. Hắn trên vai người, chính là biến mất mấy ngày không thấy Diệp Thần. Tại sao chỉ có hắn một người? Vậy âm ma thánh điện nha đầu đâu? Bóng dáng hỏi. Trịnh Ngật nghe vậy, hoảng vội vàng lắc đầu. Cũng được, tìm được mục tiêu chủ yếu là được rồi, người cùng ta trở về phủ. Bóng dáng khịt mũi, phân phó nói. Hai tiếng sau đó, Trịnh gia phủ đệ, một căn mật thất bên trong. Diệp Thần cảm thấy diễn được xong hết rồi, liền yếu ớt tỉnh lại, bốn bề trận pháp ra chỉ vách sát thủ không ra ra nửa điểm mà tiếng gió. Trịnh San Thanh, bóng dáng, Trịnh Ngật, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thí Thiên tiên sinh, người rốt cục thì tỉnh lại. Thời khắc này Trịnh San Thanh lại cũng không có lúc trước ở trà lâu trên ưu nhã quyến rũ, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong. Sát ý không che giấu chút nào. Kỳ ý không phân biệt từ minh, nếu là đùa bỡn hoa chiêu, trực tiếp chết. Trịnh tiểu thư, quả thật là tâm tư kín đáo, quả thật trẻ tuổi một đời tài năng xuất chúng. Diệp Thần ánh mắt còn không quên liếc hắn một cái bên người Trịnh Ngật. Các hạ khen, bây giờ có thể nói một chút, vậy âm ma thánh điện hắc ám thánh nữ trên mình, đều có chút bí mật gì chứ? Trịnh San Thanh hiển nhiên chẳng muốn ở Diệp Thần trên mình lãng phí thời gian. Cũng là thẳng vào chủ đề nói. Nếu như ta nói, ta cũng không rõ lắm đâu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đáp. Trịnh San Thanh cũng không giận giận, bình tĩnh mở miệng nói, à. Xem ra Diệp Thí Thiên tiên sinh là không dự định thật tốt phối hợp. Người tựa hồ, không có thấy rõ ràng thế cục, bóng dáng giờ phút này mở miệng nói. Diệp Thần chỉ là nhìn một cái bóng dáng, một con chó kêu, không có tư cách để cho hắn trả lời. Chỉ nghe được hắn mở miệng nói, Trịnh tiểu thư, người lúc trước mở ra điều kiện, ta đáp ứng, chúng ta hợp tác như thế nào? Trịnh San Thanh cười một tiếng, nói, Diệp Thí Thiên tiên sinh, lúc trước là lúc trước khác nay khác, người trạng thái bây giờ, cố giá trị gì? Ý nói chính là, bị thương ngươi, không có tư cách lên tiếng. Người muốn như thế nào? Diệp Thần cố làm hốt hoảng nói. Nói ra bí mật, cho ngươi lưu toàn thây, nếu không... Người biết rõ ràng vì sao U Thiên Cổ Thành người thích lén lút kêu ta yêu nữ. Trịnh San Thanh che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, quỷ dị lại rét lạnh. Người như vậy điệu bộ, không sợ ta sư phụ tới tìm thù. Người bây giờ đối với tại ngoại giới mà nói vẫn như cũ là mất tích,
hơn nữa ta nơi này chính là gia trì trước viễn cổ trận pháp, sợ rằng ngươi sư phụ vậy không cảm giác được ngươi nhân quả, cho nên, ngươi bỏ mình quan ta Trịnh gia chuyện gì. Cùng sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đích thân cầm ngươi thi thể đưa cho sư phụ ngươi, liền nói là âm ma thánh điện nơi là, nói không chừng sư phụ ngươi còn sẽ cảm ơn ta Trịnh gia vậy không nhất định chứ. Trịnh San Thanh vững vàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, rất nhiều một bộ bầy mưu lập kế nhìn hết thiên hạ dung mạo trạng thái. Đã như vậy, xem ra chúng ta quả thật không việc gì cần thiết hợp tác. Diệp Thần mắt gặp Trịnh San Thanh bộ dáng này, ngược lại cũng là tình lý bên trong. Ngươi thật lấy là, ngươi ăn chắc ta. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin lại ung dung. Người thông minh gần đây có cái nhược điểm, đó chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vừa dứt lời, Diệp Thần quanh thân khí thế ngay tức thì chính là nhảy lên tới cực điểm. Ngươi không bị thương, Trịnh San Thanh lắc người một cái, lui tới mật thất bên bờ, bóng dáng đem vững vàng bảo vệ ở sau lưng. Cho dù như vậy, ngươi vậy lật trời không được, Khương Thần Vũ cái thằng nhóc đó ngươi đều không địch, lại sao sẽ là đối thủ của ta? Trịnh San Thanh tròng mắt đông lại một cái, cuồng bạo khí thế bén nhọn cũng là dần dần leo lên, bất ngờ cũng là bách giả cảnh cường giả. Đi chết đi! Trịnh San Thanh vô số quy luật ý phún ra ngoài, không biết trời cao đất rộng. Tránh thoát không xiềng Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, vẻ sát ý xông lên đầu, hư không chập chờn. Nếu nơi này viễn cổ trận pháp gia trì, vậy cũng nên để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân thật. Nháy mắt tức thì, tựa hồ chuyện gì xảy ra, nhưng lại cái gì đều không phát sinh. Bóng dáng cao mày, đang suy nghĩ bước kế tiếp hành động lúc đó, chỉ gặp bụi bẩm tẫn tán. Trịnh San Thanh thi thể đã rơi xuống đất. Không tệ, chính là thi thể. Vị này U Thiên Cổ Thành cùng Khương Gia Thần Vũ cùng nổi danh cô gái thiên tài, liền Diệp Thần một chiêu đều là chiêu không ngăn được. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt, bóng dáng kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng là bị Trịnh Ngật Phong kín tuyến đường, ngươi. Lật đật dưới, còn chưa lối ra, một đạo kiếm mang thoáng qua, bóng dáng giữa cổ họng đã là một cái lỗ máu sáng, ồ ồ ứa máu. Tiên sinh, người đều chết hết, lần này làm thế nào? Trịnh Ngật mở miệng hỏi nói. Diệp Thần khoát tay một cái, không sao, ta còn có an bài, kế tiếp hành động, liền dựa vào nó. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một đạo cổ xưa phù văn. Đó là luân hồi hồn thể lực lượng. Luân hồi thánh hồn thiên mặc dù chỉ có một đạo mảnh vỡ, nhưng muốn khống chế một cái mất đi thần hồn thi thể vẫn có thể làm được. Đây cũng là luân hồi hồn thể mạnh mẽ. Cái này thánh cổ di tích, Trịnh gia cũng ở đây nhóm mời, đã như vậy, cái này Trịnh San Thanh chính là chúng ta vé vào cửa. Ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, phù văn biến mất, vậy mới vừa bị Diệp Thần xóa bỏ Trịnh San Thanh lần nữa mở ra hai tròng mắt. Vậy lần nữa đứng dậy Trịnh San Thanh, hướng về phía Diệp Thần khẽ gật đầu, chợt mang mấy người từ mật thất cửa chính đi ra. Ta đem nàng thần hồn nhốt, cùng sự việc kết thúc. Làm tiếp dự định. Diệp Thần nhẹ giọng nói, hắn những lời này, là đối Trịnh Ngật nói. Trịnh Ngật nghe vậy, kinh ngạc hai tròng mắt nhìn Diệp Thần, nói, Diệp tiên sinh, ngài là chỉ. Hắn nhìn ở đi trước dẫn đường Trịnh San Thanh, mới vừa Diệp Thần thủ đoạn, hắn là nhìn ở trong mắt, rõ ràng là mất sức sống mới đúng. Có món đồ, kêu âm ma thiên thạch, ta cũng không hoàn toàn chém chết nàng, Trịnh San Thanh thần hồn, bị ta khốn ở bên trong. Diệp Thần nhẹ giọng nói, Trịnh San Thanh tuy ác, nhưng cũng bất quá là bởi vì lợi ích, mọi người tất cả chấp một khối thôi. Thánh cổ di tích, người đi thuyết phục người phụ thân, chúng ta ba người đồng hành. Diệp Thần hướng về phía đi trước dẫn đường Trịnh San Thanh phân phó nói. Phía trước Trịnh San Thanh quay đầu, ngắm nhìn hai người, nhẹ khẽ gật đầu, không nói. Trịnh Ngật cũng là im lặng không lên tiếng, ba người lẳng lặng đi ở giữa đêm Trịnh gia phủ đệ trên đường mòn. Ánh trăng bỏ ra lau một cái thanh bần. Trịnh Ngật, người quyết định sao? Diệp Thần con người đông lại một cái, lần nữa xác nhận nói. Lần này thánh cổ di tích chuyến đi, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, hơi lơ là, đem sẽ vạn kiếp bất phục. Trịnh Ngật nghe vậy, lạnh như băng trên gương mặt lại xuất hiện có chút nụ cười, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng lại thành tâm, nói, nguyện ý đi theo Diệp tiên sinh. Diệp Thần lại nữa lời nói, tỏ ý Trịnh Ngật ẩn núp. Giả trang làm bóng dáng hình dáng. Trịnh San Thanh gõ một cái phụ thân cửa phòng, đêm đã khuya, nhưng loáng thoáng có thể xa thấy, vậy đèn đuốc như cũ sáng sủa sân. Không lâu lắm,
Trịnh gia gia chủ chính là mở cửa phòng ra, mắt thấy là mình đắc ý nhất lại yêu thích con gái, không khỏi có chút nghi ngờ. Thanh Nhi, nhưng mà có chuyện. Mắt gặp Trịnh San Thanh một bên đi theo một tên xa lạ nam tử, Trịnh gia chủ lúc này mới bắt đầu trên dưới quan sát Diệp Thần. Phụ thân, đây là Diệp Thí Thiên. Trịnh San Thanh chỉ là một lời, chính là đưa tới Trịnh gia chủ đưa mắt nhìn, rất hiển nhiên, Diệp Thí Thiên danh tự này, cùng với sau lưng hắn vị kia sư tôn, không thể khinh thường. Mặc dù không biết mình cái này con gái bảo bối muốn làm cái gì, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nghe xong. Như thế nói, người dự định mang Diệp Thí Thiên tiến vào thánh cổ di tích. Trịnh gia chủ cau mày, nguyên định là Trịnh gia phái ra Trịnh San Thanh cùng bóng dáng hai người cộng phó thánh cổ di tích, hôm nay nhiều hơn tới cái Diệp Thí Thiên, là thật có chút phiền toái. Ta sợ đến lúc đó di tích mở, không tốt lắm giao phó. Phụ thân, đây chính là ta hôm nay tìm ngài tới mục đích, có thể hay không vận hành một tí, để cho ta mang Diệp Thí Thiên nhập di tích. Trịnh San Thanh giọng không cho phép nghi ngờ, tựa như cho phụ thân tới giữa đối thoại là thông báo, mà không phải là tranh luận. Vậy quả thật, những năm gần đây Trịnh San Thanh là Trịnh gia làm ra chiến công không thể phai mờ, cái này cũng đưa đến bản thân nàng ở Trịnh gia quyền phát biểu rất lớn. Dẫu sao một cái hiểu được nhận định tình hình thiên tài, mới là một gia tộc căn bản. Ta hiểu ý, Trịnh gia chủ mặc dù có chút hồ nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin con gái mình quyết định. Dẫu sao ở trên chuyện lớn, Trịnh San Thanh chưa bao giờ ra khỏi chuyện rắc rối. Mấy ngày kế tiếp, bị muốn đặt các thế lực lớn đều là lựa chọn ẩn núp, yên tĩnh chờ đợi thánh cổ di tích mở. Thời gian này, Diệp Thần cũng là bí mật gặp mặt một lần Khương Thần Vũ, còn như nơi thương chuyện, nhưng là không rõ. Ba ngày sau, U Thiên Cổ Thành trung tâm trên quảng trường, như biển người. Chuyện gì xảy ra, không phải nói di tích này chính là cực kỳ bí mật sao? Thế nào sẽ có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Diệp Thần cùng Trịnh Ngật xen lẫn trong Trịnh gia đội ngũ bên trong, đi theo Trịnh San Thanh bên người, nhìn đoàn người lui tới, vô cùng náo nhiệt. Nghe nói không, chúng ta cổ thành bên trong có di tích thượng cổ mở, nghe trong đó có hàng loạt báu vật, có là được phi thăng thái thượng thế giới. Cát, cái này phúc người cũng có mệnh hưởng thụ mới được, tất cả gia tộc lớn đối với lần này mắt lom lom, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngại mệnh dài. Chính phải, chúng ta tán tu, vẫn là ngắm nhìn là hơn. U Thiên Điện Điện chủ đến. Trên hư không, đối với kim xí che đậy mặt trời, gào thét tới, trên đó là U Minh Điện Thánh Tử cùng với hai vị hơi thở kinh khủng yêu tộc thánh mạnh. Âm Ma Thánh Điện Điện chủ đến. Đúng như dự đoán, đám người bên trong, Diệp Thần híp đôi mắt một cái, lại là huyết sắc kia trường bào thiếu niên bóng người, khô đét môi đỏ mỏng hạ, yêu dị hiện ra hết. Vậy đôi nhiếp nhân tâm phách con người vạch qua đám người, ở Diệp Thần trên mình dừng lại mấy giây, rồi sau đó chậm rãi rời đi. Hô, Diệp Thần sau lưng, ướt đẫm mồ hôi áo quần, chỉ là vội vã liếc một cái, chính là cũng như này cảm giác bị áp bách. Cũng may có luân hồi huyết mạch và cửu U Tà Quân cựu Nhật thời đại thuật pháp trợ giúp, nếu không thật sẽ bị phát hiện. Khương gia thánh chủ đến. Trịnh gia thánh chủ đến. Hai vị nhân tộc cường giả ở thấy huyết sắc kia trường bào thiếu niên bóng người sau đó, cũng là một hồi cau mày, không nghi ngờ chút nào, Âm Ma Thánh Điện cái này, cho đám người khó mà vượt qua cảm giác bị áp bách. Vạn Kim Thương Hội đến. Đồng dạng là một vị khí chất chắc tuyệt người trung niên, Diệp Thần trước đây cũng không tiếp xúc qua, chỉ là nghe, cái này U Thiên Cổ Thành bên trong, một nửa trở lên sản nghiệp đều là quay về hắn người tất cả, đồng thời cũng là nắm trong tay toàn bộ U Thiên Cổ Thành tổ chức dưới đất. Không nghĩ tới, vạn lão bản hôm nay sẽ đích thân tới. Ta nhưng mà nghe nói người trước đây không lâu tựa hồ đi thất lạc thời không tìm bầu trời long hồn có từng tìm được. Quảng trường ở giữa chỗ ngồi, vậy xít sao nhắm mắt màu máu trường bào thiếu niên đột nhiên mở ra hai tròng mắt, thanh âm khàn khàn nói. Vậy được gọi làm vạn lão bản người trung niên cười nhạt, nói, bầu trời long hồn kia như thế dễ dàng tìm được, bất quá hôm nay trận này chiến đấu, chính là tại hạ làm ra. Ta không xuất hiện, nói thế nào lại đi. Giờ khắc này đám người bên trong, bộc phát xôn xao. Ta nói sao, lúc đầu cực kỳ bí mật di tích hôm nay làm được mọi người đều biết. Âm Ma Thánh chủ tà mị cười một tiếng, cũng không có trách phạt ý. Những nhà khác gia chủ nhưng là đối với vạn lão bản điệu bộ khá là không vui, vẻ tức giận rối rít biểu hiện tại trên mặt. Xem ra ta ngày hôm nay thật tốt tốt cùng các vị giải thích một phen.
Vạn lão bản đành phải cười khổ một tiếng, chợt ưu nhã bóng người chậm rãi đi lên trung tâm quảng trường. Tiếp theo đến công bố ngày hôm nay cuối cùng để thách đố thời khắc. Vạn lão bản thanh âm so lúc bình thường cao mấy cái decibel. Thánh cổ di tích cơ duyên. Bên trong sân mọi người ánh mắt dần dần lửa nóng lên. Hôm nay có mấy kiện tín vật tin tưởng mọi người sẽ cảm thấy hứng thú, càng thì nguyện ý vì thế, tiêu phí không rẻ đạo tinh. Toàn trường người tất cả đều trợn mắt, có ý gì? Hiện trường buổi đấu giá. Có lẽ mọi người đối với ta nói có chút mê muội, nhưng kế tiếp thứ nhất tình báo, tặng miễn phí cho các vị ở tại đây. Vạn lão bản một cái ưu nhã khom người, hắn cố ý chỉnh liền như thế vừa ra, không người biết sau lưng mục đích. Thời kỳ viễn cổ, thất lạc thời không khu vực, các tộc hưng thịnh, hiện ra một nhóm lớn nhân vật thiên tài, ở đó một máu và lửa thời đại bên trong, bọn họ lựa chọn mỗi người là vương. Trong võ giả, đều xuất hiện trình độ cao nhất tu võ người. Bất luận công pháp cùng võ kỹ, vậy cũng là một cái vô cùng phồn vinh thời đại, thậm chí vượt qua hôm nay cửu thiên thần thuật. Nhưng mà vậy vô cùng phồn vinh đại thế, lại gặp phải không biết tên biến cố, rất nhiều trong mắt thế nhân thần chết, máu loãng văng đầy thất lạc chi hải chi địa, huyết quang che đậy mặt trời ròng rã một cái kỷ nguyên không cách nào tản đi. Lại là có truyền thuyết, cái này thất lạc chi hải hàng năm phiên trào sóng lớn, chính là chúng thần máu tươi sở ngưng. Vạn lão bản bắt đầu lấy nặng nề thanh âm, nói ra ngày xưa xúc động lòng người biển máu ca. Thẳng đến đời sau, ta thế hệ làm trọng đúc tổ tiên vinh quang, không ngừng hướng vậy lịch sử xuất phát, lần nữa chinh chiến. Ta thất lạc chi hải U Thiên Cổ Thành, ngày hôm nay tại chỗ thì có mấy vị có thể nói, yêu nghiệt, thiên tài, cho dù là dõi mắt cả tòa đại lục, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Vô số thiên tài như măng mọc sau cơn mưa vậy hiện thế. Cho dù là lần nữa trải qua thượng cổ huyết kiếp, ta thế hệ cũng có tất thắng chi tâm. Vạn lão bản từng chữ từng câu, thanh sắc vô cùng nghiêm túc bày tỏ. Thượng cổ huyết kiếp, Diệp Thần lẩm bẩm nói, vì sao thánh cổ di tích mở, sẽ dính dấp ra vực ngoại đã từng là bí văn. Vạn lão bản tiếp tục nói ra câu chuyện, không có ai biết cái đó thời kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian này bí mật tựa hồ là bị cao nhất cường giả dùng đại thần thông lao đi. Cha mất tâm hành động có thể tìm ra. Cho đến 3 tháng trước, ta Vạn Kim Thương Hội chỉ có 3 tên cường giả đỉnh phong từ thất lạc thời không bên trong trở về, phát hiện thứ nhất kinh thiên bí văn. Thượng cổ huyết kiếp, có ẩn tình khác. Thất lạc thời không khu vực, vẫn tồn tại một cái khác võ đạo văn minh. Mà nắm trong tay vậy võ đạo văn minh nhân vật lớn thậm chí đến nay vẫn có thể thưởng tích chữ. Đám người bị vạn lão bản một phen lời nói kinh được cầm rớt đầy đất. Vạn Kim Thương Hội có khu vực này tân tiến nhất thủ đoạn cùng người thứ nhất tài nguyên tình báo, nếu không có thể chắc ly theo, đoạn không dám hạ lời ấy bàn về đầu độc nhân tâm. Đoạn này chuyện cũ, có thể là thật. Cái thời đại kia tiêu diệt là người phương nào nơi là? Vị đại nhân vật này sao? Khương Thần Vũ hỏi. Hiện tại phân tích tới xem, không có kết luận, thượng cổ kỳ nguyên tiêu diệt, họa dậy căn nguyên cùng với quá trình chúng ta không thể nào tra tìm. Vạn lão bản ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta chỉ biết là kết quả, đó chính là che đậy mặt trời huyết quang. Trịnh San Thanh nhẹ giọng nói. Tốt lắm, cái này thì tình báo di tích miễn phí tặng cho mọi người, tiếp theo chính thức giới thiệu hôm nay nhân vật chính thánh cổ di tích. Mà ngày nay thánh cổ trong di tích an nghỉ vị kia, ta căn cứ một ít tin tức biết được, hắn có thể đến từ một cái thời đại viễn cổ tổ chức, tên là Luân Hồi Huyền Võ Quân. Còn như cái này Luân Hồi Huyền Võ Quân lai lịch ra sao, ta cũng không biết, không quá ta mơ hồ suy đoán, cái này cùng hôm nay ở địa tâm vực Luân Hồi Chi Chủ có liên quan. Nói tới chỗ này, vậy vạn lão bản tựa hồ hướng Diệp Thần phương hướng nhìn một cái, bất quá rất nhanh rời đi. Tương truyền, cái này Luân Hồi Huyền Võ Quân bên trong có 4 người cực mạnh. Diệp Thần nghe được câu này diễn cảm hơi đổi, cái này Vạn Kim Thương Hội lại liền những thứ này đều biết. Bất quá cái này Luân Hồi Huyền Võ Quân là cái gì, hắn cũng không biết, hắn không khỏi nhìn về phía Ngọc Khanh Âm. Nếu như Ngọc Khanh Âm tổ tiên thật và cái này Luân Hồi Huyền Võ Quân có liên quan, vì sao hắn không có cảm giác được một chút nhân quả? Khương Thần Vũ nhìn bên người kinh ngạc Ngọc Khanh Âm, không nghi ngờ chút nào, cái này thì bí văn, liền nàng đều là chưa từng biết được, nàng tộc tổ tiên, thậm chí có như thân phận này. Vạn lão bản tiếp tục nói, không sai. Cái này thánh cổ di tích người sở hữu chính là Luân Hồi Huyền Võ Quân một vị trong đó. Cụ thể là vị nào, thượng không biết,
bất quá lấy cái này vì tiền bối lúc còn sống tu vi, cho dù là quy luật chỏi nhau, vậy chân tàng tài nguyên cùng kinh nghiệm tu luyện vậy đủ để đào tạo bất kỳ một vị vô lượng cảnh cường giả. Có lẽ là cái này vì tiền bối đang chọn người thừa kế, muốn có người có thể thừa kế hắn y bát, cố truyền xuống ba phần tín vật lấy khảo nghiệm hậu nhân. Nếu không vậy không cần có như thế nhiều quy tắc. Quy tắc, có người phát ra nghi vấn. Căn cốt hạn chế. Vạn lão bản nói ra, Diệp Thần nhưng là người thấy một cổ không giống tầm thường mùi vị. Thánh cổ di tích hiện thế lúc đó, nhằm vào khắp thành võ giả mở cửa, tất cả người đều có cơ hội tham dự. Cầm huyền vũ tín vật người, sẽ có phá lệ cơ duyên. Vạn lão bản khẽ cười nói, phần thứ nhất tín vật giá khởi đầu, 10 triệu mất mát nói tinh. Cái này mất mát nói tinh và thiên nhân vực đạo tinh có chút tương tự, nhưng lại thật khó khai thác, 10 triệu không hề coi là một cái con số nhỏ. 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, vạn lão bản vừa dứt lời, ra giá tiếng bên tai không dứt. Khác thường là Khương gia, Trịnh gia, Âm Ma Thánh Điện cùng U Thiên Điện người nhưng lại im lặng không lên tiếng. 35 triệu, đây là đám người nghe được cuối cùng ra giá tiếng. Bốn thế lực lớn đều là im lặng không lên tiếng. Vào giờ phút này ra giá đã đạt đến 50 triệu đạo tinh, cho dù là tất cả trong đại gia tộc bất kỳ một nhà, đây cũng là nhiều năm qua tồn kho sản lượng. Người tin chắc, chúng ta không cần vật này. Khương Thần Vũ liếc mắt nhìn bên người Ngọc Khanh Âm, thiếu nữ chỉ là lắc đầu một cái, ta trong ký ức, không có liên quan tới thánh cổ di tích những thứ này ghi lại, ta là dòng tránh huyết thân, không cần tín vật. Nhìn lại Âm Ma Thánh Điện U Thiên Điện, đều là không có động tĩnh. Nhưng cũng không đại biểu không có ai tranh đoạt phần cơ duyên này, chỉ là chốc lát thời gian, ba phần tín vật chính là bị U Thiên Cổ Thành bên trong, ngoài ra mấy thế lực lớn giành mua đi. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Ngọc Tông, Phong Tình Cốc, cùng với Tinh Thần Hội. Cái này ba thế lực lớn đều có một vị cự phách chấn giữ, so với Âm Ma Thánh Điện tuy có chỗ không kịp, nhưng cũng coi là thất lạc thời không một dãy bá chủ. Ba phần tín vật, tất cả có thuộc về. Ngày mai lúc này, đúng là thánh cổ di tích phòng ấn yếu bớt lúc đó, đến lúc đó Vạn Kim Thương Hội đem mời tất cả cường giả ra tay xé ra vị diện kẽ hở, di tích cửa đem ngắn ngủi mở, tất cả điều kiện phù hợp võ giả đều có thể vào bên trong, tranh đoạt cơ duyên. Trừ phi có người đoạt được tạo hóa, nếu không phòng ấn cửa đem không cách nào mở, nói cách khác, không người đoạt được cơ duyên, tất cả người đem bị khốn đốn thánh cổ di chỉ, giam giữ suốt đời. Vạn lão bản thanh âm lạnh như băng từ trung tâm quảng trường truyền ra. Vạn Kim Thương Hội người nắm quyền, giờ phút này bộc phát ra khí thế, làm được mọi người tại đây quanh thân linh khí vận chuyển đều có chút ngưng động chậm. Thú vị, kế hoạch cứ theo lẽ thường. Màu máu trường bào thiếu niên dương mắt liếc mắt một cái Vạn Kim Thương Hội vạn lão bản, hướng về phía U Thiên Điện mấy vị người nắm quyền truyền âm nói. Thánh cổ di tích tại ngày mai mở. Ngụy Trang Diệp Thần giờ phút này cũng là khá là không rõ ràng, thánh cổ di tích lại cùng Luân Hồi Huyền Võ Quân liên hệ quan hệ, cái này thì trở nên có chút không giống tầm thường. Dẫu sao Luân Hồi Huyền Võ Quân, chính là cấm kỵ từ ngữ. Có người nói Luân Hồi Huyền Võ Quân chính là cứu đời quân, cũng có người nói, bọn họ tống táng một cái thời đại. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ để gặp, bên tai lại truyền tới một giọng nói, Diệp Thiên Sinh, xin đến phía sau đài một tự. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là hướng phương hướng của thanh âm đi. Luân Hồi Chi Chủ, người tới. Đạo thanh âm kia chủ nhân mở miệng lần nữa, cùng trước kia bất đồng chính là, giọng lại nữa lạnh như băng, trong đó nhưng là ẩn chứa một chút tán thưởng. Chính là Vạn Kim Thương Hội Vạn Lão Bản, cái này nhất là người thần bí, ở thánh cổ di tích trước giải phóng một ngày, thả ra kinh thế tình báo người. Luân Hồi Chi Chủ, người bất quá hoàn chân cảnh, nhưng này cùng tu vi cùng tầm mắt. Dõi mắt toàn bộ vực ngoại, có thể cùng ngươi tranh phong người, sợ là bất quá một bàn tay. Đạo thanh âm kia mở miệng lần nữa. Diệp Thần cả kinh, chỉ vì là trước mắt không người đoán được người phần, mà vậy vạn lão bản đối hắn gọi chính là Luân Hồi Chi Chủ. Cái này mấy ngày Diệp Tiên Sinh bố trí, có thể là đặc biệt thú vị đâu, nếu như Diệp Tiên Sinh vận dụng Cửu Thiên Thần Thuật và Đại Thiên Trọng Lâu Trường, hết thảy sợ rằng sẽ đơn giản hơn. Bất quá Diệp Tiên Sinh không dùng tới. Hẳn là không muốn để cho Thái Thượng Thế Giới Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện nhân quả đi. Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, thậm chí sinh ra một chút sát ý. Cái này vạn lão bản chân thực quá thông minh. Vạn lão bản khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Diệp Thiên Sinh,
bỏ ra võ đạo, ta bất quá coi là thương nhân, ta đối Vũ Hoàng cổ đế có thể không có hứng thú gì. Ta đối luân hồi chi chủ Diệp tiên sinh ngược lại là hứng thú rất đây. Diệp thần một thân một mình đứng ở trống không chủ trên đài, lãnh đạm bóng người tựa hồ thành cái này u ám bên trong không gian duy nhất lau một cái lượng sắc. Mà cùng Diệp thần đối thoại người nọ, nhưng là chỉ nghe tiếng, không gặp người. Tiền bối khen mậu, Diệp thần đúng mực trả lời, nếu đã bị khám phá, dứt khoát hào phóng thừa nhận, trước mắt mở, người này cũng không ác ý. Người có rất nhiều nghi vấn, chỗ tối thanh âm mở miệng nói. Diệp thần bình tĩnh đáp. Thật ra thì ta đoán, thất lạc thời không một dãy văn minh bị đột nhiên tiêu diệt, và một kiểu đồ có liên quan. Chỗ tối thanh âm mở miệng lần nữa. Diệp thần con người đông lại một cái, đoán được cái gì, hướng về phía âm thầm người mở miệng nói, ta đoán trong này, hẳn cùng âm ma thiên thạch có liên quan. Trong bóng tối yên lặng hồi lâu, một bóng người thoáng hiện ở Diệp thần trước mắt, không sai, ta điều tra phải, đột nhiên tiêu diệt và âm ma thánh điện đời trước có liên quan. Mà âm ma thần điện cái tên kia, tìm âm ma thiên thạch rất lâu rồi. Vậy nha đầu chính là thánh cổ di tích vị kia được gọi là hết sức phong thánh đem hậu nhân, nàng có thể chỉ dẫn ngươi đến gần võ đạo luân hồi đồ, nhưng là kích hoạt võ đạo luân hồi đồ, cần âm ma thiên thạch. Đây cũng chính là vì sao, âm ma thánh điện cái lão già đó, không có gấp đối ngươi ra tay nguyên nhân. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Diệp thần lúc này mới nhớ tới mới vừa lão già kia vội vã liếc một cái, lúc đầu hắn sớm nhìn thấu mình thân phận, chẳng qua là không lên tiếng thôi. Vạn lão bản tựa hồ là nhìn thấu Diệp thần ý tưởng, liền mở miệng giải thích, cái này võ đạo luân hồi đồ, có thể thức tỉnh luân hồi huyền võ quân lưu lại nơi này thế gian bảo tàng. Này một lời, Diệp thần im lặng, chỉ một cái thánh cổ di tích, hết sức phong thánh đem bảo tàng đã đưa tới vô số người mơ ước. Xem ra cái này võ đạo luân hồi đồ, giá trị vượt xa hết thảy. Một vấn đề cuối cùng, Diệp thần nhẹ giọng nói. Tại sao nói cho ngươi những thứ này? Vạn lão bản tựa hồ xem thấu Diệp thần ý tưởng, mở miệng cười nói. Diệp thần im lặng, vạn lão bản tiếp tục nói, ta đến từ tại một cái cổ xưa tổ chức, phụng mệnh điều tra thượng cổ huyết kiếp đầu mối, ta có một cái sứ mạng, đó chính là âm ma thánh điện quyết không thể đạt được võ đạo luân hồi đồ, cũng may cái này âm ma thiên thạch ở tay ngươi. Diệp thần đầu óc bên trong ý tưởng nhanh chóng xoay tròn, xem ra trước mặt cái này vạn lão bản cũng không phải cái gì hiền lành, âm ma thánh điện lai lịch không bình thường, cái này võ đạo luân hồi đồ bọn họ không thể dính tay, sợ rằng sự việc sau khi kết thúc, cái lão gia hỏa này đến lượt đối tự mình ra tay. Ngươi yên tâm đi, có lẽ người ta có một ngày sẽ đứng ở phía đối lập, nhưng tuyệt không phải dưới mắt hoặc là phụ cận. Vạn lão bản tựa hồ có thể xuyên thủng Diệp thần suy nghĩ trong lòng. Cái này làm cho hắn rất không tự tại. Ngày mai di tích liền sẽ mở, bằng tâm tính của ngươi cùng thực lực, đoạt được võ đạo luân hồi đồ không khó lắm, trở về cực kỳ chuẩn bị đi. Vạn lão bản nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cùng Diệp thần đáp lại, bóng người đã tại chỗ biến mất, không gặp tung tích. Diệp thần trở lại Trịnh gia, hai tay chắp sau lưng, suy tính cái gì? Diệp tiên sinh, nhập di tích sau đó, Khương Thần Vũ có thể hay không giao cho ta xử trí? Trịnh Ngật chẳng biết lúc nào, đi tới Diệp thần bên người, nhẹ giọng hỏi nói. Ngày xưa đánh một trận, Khương Thần Vũ kiếm đạo nghiền ép Trịnh Ngật, cái này thành hắn tư tưởng, này kết chưa trừ diệt, kiếm ý khó vào. Được, Diệp thần nhìn sáng trong ánh trăng, bên cạnh mình chỉ có Trịnh Ngật, gừng Trịnh hai nhà sự việc giao cho hắn xử trí, lại cho thỏa đáng thiếp bất quá, mình rút người ra tới ứng đối âm ma thánh điện cùng U Thiên Điện, bắt lại võ đạo luân hồi đồ liền rút lui. Còn như thế nào ứng đối di tích bên ngoài nhìn chằm chằm rất nhiều cường giả chặn đánh, Diệp thần tự nhiên có hắn biện pháp. Ngày thứ hai, U Thiên cổ thành trung tâm trên quảng trường, đã là đầu người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Mau xem, đó là vong tình cốc Lạc Hà tiên tử, nghe nói hôm qua các nàng tông môn lấy được rồi thánh cổ di tích tín vật. Đám người bên trong, luôn có một nhóm chỉ đứng ở nơi đó, liền sẽ chiếu lấp lánh tồn tại, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên trổ mã cao gầy, bạch sam làm sợi bông cô gái đứng chắp tay. Thiên Ngọc Tông và Tinh Thần Hội hai người thiên tài yêu nghiệt cũng tới. Mau xem, bọn họ ở nơi đó. Đám người bên trong Diệp thần dương mắt liếc mấy người một mắt, còn người híp lại, nhàn nhạt nói cái này thất lạc thời không một dãy võ đạo ngược lại cũng không yếu, đều là thanh niên tài tuấn. Khương Thần Vũ và Trịnh San Thanh. Trên quảng trường lại là một hồi xôn xao, không thể nghi ngờ.
cái này hai người nhưng mà U Thiên cổ thành chân chính quyền thế mạnh nhân vật. Dẫu sao Khương gia cùng Trịnh gia sau lưng, có thể là có cường giả chấn giữ. Là U Thiên điện thánh tử U Minh, còn có. Đó là âm ma thánh điện truyền nhân sao? Vì sao trước chưa bao giờ gặp qua? Ở nơi này trở thành thế giới, chưa từng gặp mặt người, luôn là sẽ dẫn đầu đưa tới mọi người chú ý. Đám người bên trong Ngọc Khanh Âm ở thấy âm ma thánh điện người đến sau đó, rõ ràng cũng là ngẩn ra, rất hiển nhiên, nàng vậy không nhận biết người này. Tin đồn âm ma thánh điện có 7 vị thánh nữ, thiên tư chắc tuyệt, làm sao hôm nay cái này cùng trường hợp, lại là một cái chưa tới. Xem thân hình này, rõ ràng cho thấy một tên nam tử à. Mọi người dưới đài ngươi một lời ta một lời, đều là đối âm ma thánh điện vị này thần bí nam tử cảm thấy tò mò. Trà trộn trong đó Diệp Thần cũng là đồng cảm, nhìn vậy mặt nạ màu đen che đi dung nhan nam tử, hắn luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng tạm thời tới giữa nhưng là không nhớ nổi ở nơi nào thấy qua. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này chung nhau mở thánh cổ di tích, luân hồi huyền võ quân cũ địa điểm, các vị thiên kiêu có thể đoạt được tất cả loại cơ duyên, mời biểu hiện thân thủ. Một tiếng sét, một bóng người cướp tới, chính là hôm qua ném ra trái bom nặng ký vạn kim thương hội lão bản. Các vị theo ta cùng, biến dạng phong ấn, thánh cổ di tích, hiện. Vạn lão bản một tiếng quát to, dẫn đầu một trưởng đánh vào trung tâm quảng trường một nơi trên hư không, theo sát phía sau, cả tòa U Thiên cổ thành bốn phương tám hướng đều là rung rung. Dưới chân mặt đất không ngừng ông minh, trên bầu trời, một kẽ hở tách ra ra tinh mang. Các vị, cùng ra tay. Khương gia thánh chủ, Trịnh gia thánh chủ, U Thiên điện ba vị điện chủ. Liền liền thời khắc này ngụy trang linh nhi đều là ngang trời một trưởng đánh ra. Bầu trời bên trong, vậy ban đầu xé ra một đạo vết rách khe hở ở một đám cường giả đánh xuống, bất ngờ biến thành một cái kinh khủng lỗ lớn, đen nhánh vậy vọng không gặp bờ bên kia tinh không cửa đang lấp lánh. Đại bàng trùng nhỏ kế, cũng dám ở chỗ này múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Ngay tại rất nhiều cường giả nghi ngờ, vì sao sau lưng không gặp thánh cổ di tích lúc đó, huyết quang che đậy mặt trời. Một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới. Ngay sau đó một đạo màu máu trường bào thiếu niên bóng người trên không hiện ra, chăm chú nhìn nhìn vậy cửa không gian sau lưng hắc động. Mở, một tiếng quát chói tai, thiếu niên bóng người cấp tốc cướp tới, một móng hung hăng vỗ vào ở cửa không gian, trên đó, loại nào đó u ám không lưu loát minh văn tách ra sáng lên. Âm ma thánh tổ ánh mắt híp một cái, thì ra là như vậy. Hắn một vươn tay ra. Đem cánh tay phải đưa vào tản ra uy áp kinh khủng cửa không gian sau lưng, nhẹ nhàng kéo một cái, năng lượng khổng lồ ở hắn ngăn trở hạ, bắt đầu tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời, một tòa hùng vĩ thành xuất hiện ở trong mắt mọi người, lộng lẫy và tuyệt vời. Giờ phút này giống như thiên là kính, chiếu ngược trên đất thành. Đó là thánh cổ di tích, là thời đại thượng cổ U Thiên cổ thành. Đám người nhìn cái này cùng hiện tại có mấy phân chỗ tương tự cổ xưa thành trì. Không khỏi một tiếng cảm thán. Âm ma thánh tổ bóng người cái đầu tiên thoát ra, ngay tại hắn muốn vượt qua vách không gian chướng lúc đó, vậy do đám người hợp lực xé ra cửa không gian một hồi lay động. Quả nhiên, màu máu trường bào thiếu niên vậy bộ dáng lão ra khàn khàn thanh âm vang lên, căn cốt hạn chế. Khương gia thánh chủ thấy vậy, nhưng là tự lẩm bẩm, nhiều năm như vậy không gặp, người này thực lực đã xa trên ta xa. Một bên Trịnh gia thánh chủ cũng là cau mày không nói. Tin tưởng giờ phút này đối với âm ma thánh điện cái lão gia hỏa này cái nhìn, cũng là như vậy. Linh Nhi thấy vậy, trong lòng dâng lên lau một cái dự cảm bất tường, địch nhân thực lực, chiếu trước mắt tới xem, so tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Nàng mới vừa rồi sử dụng một trường, cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không có người chú ý. Huyết bào thiếu niên nhất kích liền lui, hắn chợt hướng về phía dưới âm ma thánh điện thần bí kia nam tử mở miệng, ngay lập tức. Miệng mang mặt nạ thần bí nam tử cũng đã là bay lên trời, hoành độ hư không. Tứ ngược bạo gió chảy loạn ở nam tử bóng người đến gần cửa trong nháy mắt, không ngừng cắt hắn thân xác, nam tử nhưng là dâu ria không nhúc nhích, chỉ có một góc ống tay áo bị cắt nhỏ, người nhẹ nhàng mà vào, không gặp bóng dáng. Cắt, bất quá như vậy, ta cũng đi. Đám người bên trong, Thiên Ngọc Tông một tên bách gia cảnh đệ tử mắt gặp bị người nhanh chân giành trước. Cũng là không cam lòng yếu thế, bóng người cấp tốc lướt vào. À, mọi người ở đây dự định lên đường để gặp, vậy cửa không gian trên, lau một cái máu tươi bão tố bắn. Âm ma thánh tổ nhìn vậy bị không gian chảy loạn cắt thành khối vụn,
chết không toàn thây người tuổi trẻ, giọng khàn khàn thở dài, cho dù là bách gia cảnh, trình độ cũng là khác nhau trời vực, tầng thứ này người, liền lưu cái mạng tham sống sợ chết đi. Thiên Ngọc Tông lần này dẫn đội, chính là một tên trưởng lão, nghe vậy, mặt xanh trắng không chừng, dẫu sao trên hư không vậy thiếu niên vậy bộ dáng người, bọn họ toàn bộ tông môn đều là không đắc tội nổi. Mới vừa chết đi kia nam tử, chính là đệ tử của hắn. Giờ phút này, Thiên Ngọc Tông thiếu chủ tiến lên một bước, nói, sư thúc, để ta đi. Một bộ màu xám cho đồ xanh vù vù vang dội, không cùng Thiên Ngọc Tông trưởng lão kia lên tiếng, trẻ tuổi chàng trai bóng người chính là nhô lên. Đám người nhìn phía bầu trời trên cửa không gian, lúc trước vừa chết một thành công, không biết người trẻ tuổi này sẽ là cái gì kết quả. Lên, vậy trên hư không Thiên Ngọc Tông truyền nhân ở đặt chân một khắc kia, cũng là bị gió lốc chảy loạn cắt kim loại, hắn phấn khởi phát lực, cuối cùng khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, thành công tiến vào. Thiên Ngọc Tông người thấy vậy, vặn chân mày lúc này mới có mấy phần giãn ra, nói trời ơi, mạnh như sư huynh như vậy, cũng là bị tổn thương. Còn dư lại Thiên Ngọc Tông đệ tử, đều là chố mắt nhìn nhau. Cục cục, đám người bên trong, có người nuốt nước miếng một cái, Thiên Ngọc Tông Vương Nghiêu đều là như vậy, chúng ta đặt chân, tất thành bụi bặm. Có người thối lui ra, liền sẽ kích động một nhóm lớn võ giả sinh lòng khiếp ý. Hừ, tu võ trước tu tâm, sợ, vẫn là cút về đi. Một đạo hàn xương khí thoáng qua, Khương Thần Vũ chân đạp hư không hoành độ lên, ở hắn bên người, còn mang một tên tu vi mất hết thiếu nữ. Vậy uyển chuyển vóc người ở cuồng gió mạnh thổi phất vạt áo dưới, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Mặc dù cô gái đeo mặt nạ, nhưng vẫn bị âm ma thánh tổ một mắt nhận ra, Khương Thần Vũ mang người, chính là Ngọc Khanh Âm. Dưới đài Khương gia thánh chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không huyết sắc kia trường bào bóng người, không nghi ngờ chút nào, hắn chỉ cần có phân nửa dị động, vị này cường giả liền sẽ xuất thủ. Tựa hồ là cảm nhận được liền Khương gia thánh chủ hơi thở, âm ma thánh tổ suy nghĩ luôn mãi, một tiếng hừ lạnh, trên hư không bóng người ngồi xuống xem cuộc chiến đài, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kiếm ý phá không, Khương Thần Vũ một tiếng quát to, trôi giạt bóng người đặt chân cửa không gian, cuồng bạo không gian chảy loạn tựa hồ bất mãn hai người đủ độ, gào thét thanh âm hơn nữa thê lương, uy năng có gấp bội tăng trưởng. Mang một cô gái yếu ớt hoành độ, Khương Thần Vũ nghĩ như thế nào? Dưới đài người, tất cả đều là liếc mắt. Chỉ gặp vậy đặt chân cửa không gian đã hơn phân nửa hai người, quanh thân kiếm ý bao phủ kiếm cương đã bắt đầu dần dần vỡ nát. Ừ, liền Khương Thần Vũ cũng là không ngờ tới, cái này không gian chảy loạn lại sẽ bá đạo như vậy, trước kia hắn vậy không thiếu hoành độ hư không, đều là tự nhiên tự tại. Hôm nay cái này không gian chảy loạn, lại không thể không nghiêm túc đối đãi. Dưới chân hắn tăng nhanh nhịp bước, tán, ác liệt kiếm cương ngay tức thì vỡ nhỏ, hóa thành từng đạo mảnh vỡ vạch về phía không gian chảy loạn, hai cái lực đạo đụng vào nhau, cọ sát ra chói mắt ánh sáng, không thấy rõ trong đó đầu mối. Một hồi tiếng vang lên sau đó, cửa không gian chỗ, hai người bóng người đã biến mất. Không có vết máu, Khương Thần Vũ thành công, thật là bá đạo kiếm tu. Đám người bên trong, tiếng thán phục bên tai không dứt. Khương gia thánh chủ trên mặt, treo đầy tự hào thần sắc, giờ khắc này, đến từ những gia tộc khác tâng bốc tiếng, để cho hắn rất là hưởng thụ. Vèo, một đạo tiếng xé gió vang lên, sắp đến đám người không có phản ứng kịp, một đạo cường tráng bóng người liền kích động mà qua, thông qua nữa vậy cửa không gian lúc đó, thậm chí liền gió bão chảy loạn đều là không có kích thích, chính là qua lại mà qua, không thấy bóng dáng. Âm thầm Diệp Thần cười một tiếng, lúc trước đạo nhân ảnh kia chính là Trịnh Ngật. Hắn ở Khương Thần Vũ đặt chân thời gian đầu tiên, chính là bị Diệp Thần bày mưu đặt kế, nhanh chóng thông qua. Cái này không gian chảy loạn hắn rõ ràng nhất bất quá, Trịnh Ngật bị phế, cả người tu vi tang tẫn, là sẽ không dẫn động gió bão cắt. Còn như Trần Diệt Cửu Kiếm, chính là giao cho hắn cường đại thân xác cùng tốc độ cực hạn. Người nào, tựa hồ có một cái bóng đen bay qua. Mọi người ở đây khá là buồn bực để gặp. Dưới đài giữ lại có nắm chắc trẻ tuổi một đời cường giả đều là bắt đầu vượt qua. Dẫu sao, sớm một phần tiến vào, liền hơn một phần cơ duyên. Trịnh San Thanh, U Thiên Điện Thánh Tử U Minh, Phong Tình Cốc truyền nhân, Tinh Thần Hội truyền nhân đều là chấm dứt đỉnh tư thái cường thế tiến vào. Khương gia thánh tổ nhìn không nhúc nhích Diệp Thần, vội vàng truyền âm nói, Diệp Thí Thiên Tiểu Hữu, ngươi cái này. Diệp Thần nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại.
con ngươi trong suốt nhìn về Khương gia thánh chủ, càng giống như là nhìn về sau lưng hắn âm ma thánh tổ. Màu máu trường bào theo gió lay động, kỳ chủ như có cảm ứng, khinh miệt cười một tiếng, ở hắn nhìn soi mói, Diệp Thần bóng người chậm rãi biến mất. Dưới đài đám người thậm chí đều không từng phát giác, đã có người ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, tiến vào di tích. Thật là mạnh không gian quy tắc, âm ma thánh tổ nhẹ giọng líu díu, chợt đứng dậy rời đi, thủ đoạn này, nhưng mà có chút khó giải quyết. Liền liền Khương gia thánh chủ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ biết cái này Diệp Thần, còn có thủ đoạn như vậy. Hắn trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại dự cảm bất tường. Nhìn lại vậy Linh Nhi hóa thành bà lão, tầm mắt chính là chưa bao giờ ở âm ma thánh tổ trên mình di động nửa bước. Theo kế hoạch làm việc, phong tỏa nơi đây không gian. Đây là màu máu trường bào xuống người nọ, đối U Thiên Điện ba vị yêu tộc thánh mạnh truyền âm. Cùng lúc đó, Khương Thần Vũ tỉnh lại, hắn con người đông lại một cái, phát hiện bên người trừ hôn mê Ngọc Khanh Âm, bốn phía lại không sức sống, vừa nhìn bao la hạo hàn sa mạc, dưới ánh nắng chiều, dị thường chói mắt. Không người biết truyền thuyết này ở giữa thánh cổ di tích rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, dù sao cũng tiến vào nhóm lớn thanh niên tài tuấn, đều là bị phân tán đến bất đồng địa vực. Chỉ chốc lát sau, chính là bóng đêm bao phủ. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là hoàn toàn mở mắt ra. Được mau sớm tìm được Ngọc Khanh Âm, hết sức phong thánh đem di tích tuyệt không đơn giản, di tích này nhìn như tinh mỹ tuyệt luân, nhưng thực thì ý định giết người tứ phía. Đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng rậm, Diệp Thần xích trần thần mạch kích hoạt, bước nhanh đi vào. Hụ hụ, lại là đi tiếp một khoảng cách, Diệp Thần chỉ cảm thấy được lồng ngực có chút cáu im lìm, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Ban đầu cũng không chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, mùi máu tanh. Nơi đây quy luật lại đã tràn ngập đến loại trình độ này, liền trong không khí đều có hủy diệt lực lượng. Thời khắc này Diệp Thần mới bừng tỉnh hiểu ra. Từ bước vào di tích một khắc đó trở đi, linh khí chung quanh mỗi hút một cái nhập trong phổi, đều ở đây cắt rời cơ năng thân thể. Chủ ý này là bởi vì là, hắn là một vị duy nhất hoàn chân cảnh bước vào. Nếu không phải mình tu luyện hủy diệt đạo ấn, lại hủy diệt đạo ấn cửu trọng thiên, sợ rằng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bất quá bách gia cảnh tu vi những cái kia tồn tại, hẳn tình huống sẽ tốt nhiều, nhưng giống vậy nguy hiểm. Giờ phút này, Khương Thần Vũ mang Ngọc Khanh Âm. Không thể nghi ngờ, cũng là gặp tình huống giống nhau, Trịnh Ngật cùng U Minh Thánh Tử chờ ở di tích bên trong qua đêm toàn bộ người, đều là gặp giống nhau cảnh ngộ. Đây là thánh cổ di tích đối bọn họ đạo thứ nhất khảo hạch. Người thắng tiếp tục, người thua bỏ mình. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới mọc tựa hồ tại chưa có ánh trăng giáp nhau ban đêm lộ vẻ được phá lệ buồn tẻ, lại là dâng lên một chút đỏ tươi vẻ. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm Diệp Thần vươn vai một cái. Lần nữa đứng dậy, nhỏ gió mạnh thổi phất qua gò má, lộ vẻ được phá lệ tinh thần. Tối hôm qua một đêm, ở hắn phát hiện dị thường thời điểm, cũng đã là lợi dụng mình hủy diệt đạo ấn và viên mãn luân hồi huyền bi ở giữa linh bia, đồng hóa trong cơ thể hủy diệt khí, một đêm thời gian, thậm chí là làm được từ mình cửu trọng thiên hủy diệt đạo ấn mơ hồ cường đại mấy phần. Ngươi không có gì đáng ngại chứ? Ngọc Khanh Âm nhìn bên người Khương Thần Vũ, liếc mắt hỏi. Dù sao không phải là ai cũng xem Diệp Thần vậy, nắm giữ hủy diệt đạo ấn cửu trọng thiên, đối mặt như vậy ý định giết người tứ phía đêm, hắn chỉ có thể là lựa chọn chống cự, kiếm khí vào cơ thể, một đêm đánh cờ chém giết. Thời khắc này Khương Thần Vũ hơi có vẻ chật vật, nhưng cũng không đáng ngại. Nhìn lại cả người tu vi 10 không tích chữ một Ngọc Khanh Âm, ở nơi này ý định giết người tứ phía đêm, ngược lại thì bình yên vô sự, giờ khắc này. Cũng là hơn nữa chắc chắn liền Khương Thần Vũ ý nghĩ trong lòng, quả thật là dòng tránh huyết mạch, không có ở đây chu diệt nhóm. Nếu không, bằng nàng giờ phút này, sớm đã là một bộ hài cốt. Không ngại, mau sớm tìm Diệp huynh hội họp. Khương Thần Vũ trong mắt híp một cái, trầm giọng nói, hắn vậy nhìn ra, mới là vừa mới bắt đầu, liền bá đạo như vậy, nếu không tìm kiếm tiếp viện, một cây chẳng chống vững nhà. Theo mờ mịt sa mạc một đường đi tới. Khương Thần Vũ thấy được không thiếu chết ở ven đường trẻ tuổi bóng người, không một ngoại lệ, đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Trong cơ thể tràn đầy hủy diệt lực. Cái này thánh cổ di tích, thật là bá đạo. Chỉ là một dạ quang cảnh, khắp nơi chính là hài cốt chưa lạnh vong linh, liếc nhìn lại, có Thiên Ngọc Tông, Tinh Thần Hội, cũng có U Thiên Điện yêu tộc. Nhưng mấu chốt nhân vật,
tỉ như U Minh Thánh Tử các loại, nhưng là một cái không gặp, dự đoán bọn họ thực lực, tuyệt sẽ không ngã ở cái này vừa mới bắt đầu đêm. Theo sáng ngày thứ hai tiến về phía trước, người bất đồng theo bất đồng đường, nhưng là chút nào không ngoài suy đoán cũng đi tới cùng một chỗ điểm hội hợp. Diệp Thần bóng người từ lá phong trong rừng lộ ra, đặt ở trước mặt, là sáng tỏ thông suốt thậm chí là vọng vô giới hạn một tòa cổ thành. Đây là cái thời đại kia U Thiên cổ thành. Diệp Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, hết thảy trước mắt, cùng hắn lần đầu giao thiệp với U Thiên cổ thành lúc đó, độc nhất vô nhị. Bất quá, vậy 108 cây thông thiên liên nơi giá rách dưới cầu treo, nhưng là chừng 3 tòa. Diệp Thần chỗ ở trong một tòa, bên cạnh còn có 2 tòa, một trái một phải, gào thét gió biển cùng sóng lớn, vỗ vào ở rách dưới cầu treo bên trên, tựa hồ so thực tế bên trong còn muốn hung mãnh. Mấy người một không lưu ý, chính là bị sóng biển vỗ xuống cầu treo, dung nhập vào mờ mịt biển khơi, hải cốt không còn. Lục tục 3 tòa cầu treo bên trên, đều là không ngừng có người chạy tới. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, âm ma thánh điện thần bí kia nam tử cùng U Thiên điện thánh tử U Minh, giờ khắc này ở bên trái nhất cầu treo bên trên, còn có vong tình cốc tuyệt đẹp truyền nhân các loại, bọn họ cả đám các loại, phân biệt ở bất đồng trận doanh, đều là đã sắp hoành độ liền cầu treo, đến trước cửa. Bên phải cầu treo bên trên, bóng người muốn tương đối thưa thớt một ít, hắn thấy được tinh thần hội truyền nhân còn có Trịnh San Thanh các người cùng với. Đó là Ngọc Giác bóng người. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cách sông nhìn ra xa Trịnh San Thanh gật đầu một cái, giống như là nhận được loại nào đó chỉ thị vậy. Nhìn lại giờ phút này Diệp Thần chỗ ở cầu treo bên trên, chỉ có linh linh đốm nhỏ mấy người mà thôi, còn cũng không có leo lên cầu treo, lựa chọn ở ngắm nhìn. Xem ra chúng ta bên này, độ tiến triển chậm nhất. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đối hắn đều là cười một tiếng, rất hiển nhiên, có thể tới chỗ này mọi người đều là có vốn để chảnh, nếu không cũng đều chết sớm ở màu máu ban đêm. Đối với vị này gần đây tới danh chấn U Thiên cổ thành Diệp Thí Thiên, tất cả mọi người đều là rõ ràng, rối rít ném ra cành ô liu, kỳ vọng Diệp Thần có thể gia nhập bọn họ trận doanh. Diệp Thí Thiên huynh, có thể hay không cùng đi tới trước? Có một người mở miệng, những người còn lại chờ đều là rối rít tiến lên, còn có quá mức mấy tên vong tình cốc cô gái xinh đẹp, làm duyên làm dáng tới mị hoặc. Diệp công tử, chúng ta mời ngươi cùng đi tới trước, vô luận làm gì, đều có thể đâu. Miệng phun rối rít mấy người phụ nữ liền muốn tiến lên khoác ở Diệp Thần cánh tay. Vèo, tiếng xé gió vang lên, vậy trước còn ở mị tiếu mấy người phụ nữ đầu lâu chính là phóng lên cao. Thi thể tách ra trên mặt như cũ tràn đầy lúc trước vậy phóng đãng nụ cười. Cái gì con mèo, con chó, cũng xứng tới quấy rầy Diệp huynh. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần cười một tiếng, hắn biết, là Khương Thần Vũ đến. Đúng như dự đoán, một bộ màu đen trường sam hơi có vẻ chật vật Khương Thần Vũ, quanh thân nhưng là tràn đầy mạnh mẽ sát ý. Trên cầu đám người bắt đầu lường được dậy người bên người thực lực tới, nhất là đi qua màu máu một đêm. Người còn sống sót còn có nhiều ít chiến lực, có người đã là nỏ hết đà, bên ngoài mạnh trong rỗng, lúc này mới nóng lòng tìm đồng minh, bảo vệ tánh mạng là hơn. Khương Thần Vũ sấm sét nhất kích, làm tại chỗ tất cả người tránh lui 90 dặm. Thời khắc này hắn những thứ khác người so sánh, trạng thái không muốn thật tốt hơn nhiều, Ngọc Khanh Âm đi theo Khương Thần Vũ bên người, cũng là không bị thương chút nào. Khương huynh, chúng ta độ tiến triển tựa hồ rơi xuống. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, tỏ ý hắn xem cái khác hai đạo nhân mã. Đúng như dự đoán, bên trái nhất âm ma thánh điện các người, đã muốn đến gần cửa. Phía bên phải Trịnh San Thanh các người, vậy đi tiếp hơn nửa. Chỉ có bọn họ đoàn người, còn chưa đặt chân cầu treo. Ba tòa cầu treo, chỉ sợ là đối ứng lúc trước vậy ba phần tín vật, vong tình cốc truyền nhân ở bên trái nhất, Thiên Ngọc Tông Vương Nghiêu ở chúng ta bên này. Tinh thần hội truyền nhân vậy nhất phía bên phải. Ngọc Khanh Âm giờ phút này mở miệng nói. Đám người nghe vậy, tất cả đều liếc mắt nhìn Thiên Ngọc Tông truyền nhân Vương Nghiêu. Vương Nghiêu theo bản năng rời đi khoảng cách, chăm chú nhìn đám người. Hắn chìa khóa là mở cửa thành mấu chốt, ta đề nghị, chúng ta hợp lực độ cầu, qua liền sau đó, làm tiếp dự định. Thời khắc này Diệp Thần vậy đã nhìn ra Vương Nghiêu phòng bị, nếu là giờ phút này ra tay, liền hoàn toàn lộn xộn. Ta tán thành Diệp Thí Thiên ý, sóng gió này có cổ quái, đối linh lực còn có áp chế tác dụng, nếu không cái khác hai đội nhân mã cũng sẽ không như vậy chậm chạp.
Khương Thần Vũ trong mắt bên trong vẻ giảo hoạt vẻ chảy qua, khẳng khái mở miệng nói. Tất cả người nhìn về Khương Thần Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy khao khát, hắn là nơi đây mạnh nhất chiến lực cùng với thân phận, nếu như có thể dựa vào hắn, nói không chừng thật có thể vượt qua cái này độ cầu. Còn như mở cửa thành ra tín vật, cũng không phải là hiện tại nên suy tính vấn đề. Vương Nghiêu thấy Khương Thần Vũ một phiến nhiệt tình vẻ, suy nghĩ mấy phen, cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Chỉ như vậy, bọn họ đoàn người, bước lên hủy diệt sóng gió tàn phá bừa bãi cầu treo. Khương Thần Vũ ở phía trước, Diệp Thần Lân, ở hắn phía sau là Ngọc Khanh Âm, đáng liền nói chính là, ở nơi này cây đội ngũ sau cùng, một đạo cường tráng bóng người chẳng biết lúc nào đi theo phía sau nhất, không có đưa tới người bất kỳ nhìn chăm chú. Mở. Một hồi sen lẫn hủy diệt lực sóng lớn hung hăng đánh tới, Khương Thần Vũ trong tay hàn xương kiếm quang mang đại thịnh, một đạo ác liệt kiếm mang đem cơn sóng thần miễn cưỡng cắt ra một vết thương, đám người cấp tốc đi lại. Cái này đã không biết là Khương Thần Vũ lần đầu tiên ra tay, may là hắn, thể lực cũng là biểu hiện ra không dấu hiệu, cũng không biết thật giả. Bởi vì ở bọn họ hai bên cầu treo bên trên, đã bắt đầu nội đấu, chết liền khá hơn chút người, trừ thi thể, những người còn lại đều đã vào thành. Chút nào không ngoài suy đoán, cuối cùng mấy chục mét sau đó, bọn họ bên này gặp phải, cũng là vô tình nội đấu cùng chém giết. Người thắng tiếp tục, người thua bỏ mình. Khương huynh, cất giữ thể lực, đợi hồi dựa vào thành cửa, ta giúp ngươi cướp đoạt Vương Nghiêu tín vật, người đoạt nhanh chóng vào thành khôi phục thể lực, ta tới cản ở phía sau. Diệp Thời Nhào tâm ném cho Khương Thần Vũ một viên thuốc, truyền âm nói. Khương Thần Vũ nghe vậy vui mừng. Nói, người hiểu ta Diệp huynh vậy, ta ở trong thành tiếp ứng, cứ như vậy, làm phiền Diệp huynh. Mấy chục mét khoảng cách, nói gần không gần, nói xa không xa. Đi. Không biết ai trước một tiếng gào thét, vậy nguyên bản đoàn kết thành như tường vậy đội ngũ, lập tức tản ra mỗi người vi doanh. Lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, nhất là Vương Nghiêu đội ngũ, ngay tức thì trở thành đối tượng đả kích. Đạo Linh Lửa, Nhan Tuyền Nhi, ra tay. Diệp Thần một tiếng quát chói tai, dưới chân bay lên nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì đánh tan tất cả mọi người trận doanh, đám người rối rít nhảy lấy đà trôi lơ lửng tới không trung. Diệp Thần trước mắt còn chưa đến nỗi bại lộ lá bài tẩy, hắn phải làm một cái chim sẻ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Thừa dịp hiện tại, Khương huynh. Một tiếng này, Vương Nghiêu than thầm không ổn, nhưng đã là lúc đã chậm, một đạo kiếm mang thoáng qua, xuyên ngực ra. Còn như Vương Nghiêu trong tay tín vật, sớm đã là Khương Thần Vũ vật trong túi, ngay sau đó, Diệp Thần biển lửa bạo tán ra, mãnh liệt lửa mang che khuất bầu trời, đám người mất đi mục tiêu. Đi! Diệp Thần một tiếng quát to, Khương Thần Vũ cầm thơ vật dẫn đầu xông về cửa thành, bóng người chớp mắt rồi biến mất không gặp. Theo hắn rời đi, cao vút trong mây cửa thành bắt đầu chậm rãi đóng cửa, mấy tức tới giữa. Đã là để lại một cái ước chừng cho phép mấy người vào bên trong cái miệng nhỏ. Diệp Thần một kích kia, cũng không hạ tử thủ, bất quá là vì che người tai mắt dương đông kích tây thủ đoạn, đám người kịp phản ứng sau đó, đã là có mấy người xông vào bên trong thành. Diệp tiên sinh, Trịnh Ngật bóng người đi tới phụ cận, vừa muốn mở miệng, Diệp Thần nhưng là vỗ vỗ bả vai hắn, Khương Thần Vũ giao cho ngươi, tên kia đan dược có thể là thật. Diệp Thần cười dặn dò. Trịnh Ngật gật đầu một cái, thắng không anh hùng hắn cũng là khinh thường, cường tráng bóng người ở cửa thành đóng cuối cùng ngay tức thì, người nhẹ nhàng mà vào. Lần này, nên làm cái gì? Diệp Thần quay đầu, nhìn bên người hắn Ngọc Khanh Âm, mở miệng nói. Hắn vận dụng hư linh thần mạch thật ra thì có thể tiến vào trong đó, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nghe được Ngọc Khanh Âm truyền âm, cảm giác võ đạo luân hồi đồ có thể không ở bên trong. Ta cảm giác không đi vào là đúng. Chắc có những địa phương khác lối vào, cẩn thận tìm một tí, luôn sẽ có biện pháp. Ngọc Khanh Âm yêu kiều cười một tiếng, lúc trước nàng đối Diệp Thần truyền âm, tận lực chế tạo cảm giác cấp bách, để cho tất cả người đặt chân cửa thành. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm đi tới Diệp Thần phụ cận, nói, này. Cái gì? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cổ quái nói. Ngươi dự định, để cho ta cái bộ dáng này duy trì bao lâu? Ngọc Khanh Âm bất đắc dĩ nói. Diệp Thần lúc này mới ý thức được, lúc trước vì diễn trò, lấy thuật pháp phòng ấn Ngọc Khanh Âm toàn thân tu vi. Một giây kế tiếp, hắn chỉ điểm một chút ở Ngọc Khanh Âm ấn đường, trận tự quyết bùng nổ, chợt ánh sáng nhập vào cơ thể ra, xông vào vân tiêu. Theo vậy ánh sáng biến mất,
Ngọc Khanh âm tu vi, vậy đang nhanh chóng khôi phục, mấy tức sau đó, hoàn toàn ổn định ở trước đây đỉnh cấp tu vi. Trước mặt kế hoạch đều thành công, hôm nay liền xem tự chúng ta. Diệp Thần chăm chú nhìn nhìn Ngọc Khanh âm, thiên thời địa lợi, phải chăng người và, ở chỗ này đánh cuộc một lần. Hai người lần nữa quay trở về sóng gió vỗ vào cầu treo bên trên. Lần này, Diệp Thần đối mặt sóng gió, vui mừng không sợ. Cùng lúc đó, đan dược này, quả thật bá đạo. Vào thành Khương Thần Vũ thời gian đầu tiên ẩn nặc hành tung, bắt đầu khôi phục linh lực, đan dược vào miệng, bất quá là chốc lát quang cảnh, đã là khôi phục được đỉnh cấp. Cũng không biết Diệp Thí Thiên đi vào không, sau này muốn lợi dụng hắn địa phương còn rất nhiều, trước mắt còn không thích hợp kết thù, cùng gặp phải giải thích nữa đi. Khương Thần Vũ cũng không có đi vòng vèo tìm Diệp Thần đám người ý, nơi đây đã là chân chánh thánh cổ bên trong di tích bộ, hắn muốn đi tìm thuộc về hắn cơ duyên. Mấy phen hỏi dò dưới, lúc này mới phát hiện liền một ít đầu mối. Ba thần giáng thế, tử thủ cô thành, nếu có thể là, đời thần chấp trường. Ba tòa cầu treo ba tòa trong thành, cơ hồ tất cả vào thành võ giả đều là lấy được câu này nhắc nhở. Tạm thời tới giữa, nhấc lên đồ sộ sóng lớn. Ba thần, hẳn là chỉ cái thời đại kia thần, nơi này có bọn họ lưu lại cơ duyên, chỉ phải lấy được, là được thay thế thần chấp trưởng di tích cổ thành. Có một người nghĩ như vậy, dư luận liền sẽ đường hướng mọi người trong lòng đẹp một mặt tốt, liền liền thông minh tuyệt đỉnh Khương Thần Vũ cũng giống vậy. Ở cường đại lực lượng cám dỗ trước mặt, cái gì đều là không đáng giá để ra. Hàn Xương kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, hắn hướng trong thành chỗ sâu nhất lướt đi. Ở hắn bóng người mới vừa biến mất không lâu tại chỗ, một đạo cường tráng bóng người dừng lại ở Khương Thần Vũ lúc trước đứng vững trên vị trí, cúi đầu không nói. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Như thế nào, nơi này là chủ điện sao? Ngoài ra một tòa thành bên trong, hiển nhiên U Thiên Điện Thánh Tử U Minh cùng âm ma thánh điện thần bí kia nam tử cũng giống như vậy lấy được ba thần tin tức. Thần bí nam tử nhìn trong tay màu đỏ tươi tinh hạch, giờ phút này nhưng là ảm đạm không sáng. Hắn thanh âm bén nhọn hô, không thể nào, mới vừa rồi cầu treo trên còn có tin tức. Trong chúng ta kế, cái này võ đạo luân hồi đồ, không có ở đây ba tòa thành bất kỳ một tòa bên trong. Thần bí nam tử thanh âm bén nhọn nói, cái này cái gọi là ba thần, không bao gồm hết sức phong thánh đem, hắn võ đạo luân hồi đồ, không ở chỗ này. Trận pháp như thế nào, máu ngươi khí lực, có được hay không ra tay? U Minh nhướng mày một cái, lên tiếng hỏi. Thần bí kia nam tử hừ lạnh một tiếng, quản tốt chuyện của chính ngươi, cùng ta ra khỏi thành, vậy cơ quan, còn ở bên ngoài. Nói xong, chính là xoay người rời đi. U Minh nghe vậy, hai quả đấm nắm chặt, như dã thú trong con ngươi tràn đầy sát ý cùng không cam lòng, hắn cũng là nhất tộc thánh tử, so với Khương Thần Vũ, Trịnh San Thanh các người, chỉ mạnh không kém, hôm nay nhưng là bị người trước mắt này hô tới quát lui. Nhưng vì kế hoạch lâu dài, hắn vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Chỉ có âm ma thiên thạch có thể thức tỉnh võ đạo luân hồi đồ. Ta tới trễ một chút, cũng không sao. Mặt nạ màu đen người thần bí trôi giạt trở lui, U Minh cũng là theo sát phía sau. Khắp nơi đều tìm khắp, không có bất kỳ đầu mối. Diệp Thần cũng là chân mày co rút nhanh, bắt đầu hoài nghi mình, muốn là thật lầm, như vậy hiện tại trong thành. Hắn cũng là không dám tin tưởng võ đạo luân hồi đồ đã bị người phát hiện cũng cướp đoạt cảnh tượng. Yên tâm đi, ta huyết mạch cảm giác sẽ không sai, chỉ có nơi đây mới mãnh liệt nhất, đến gần vậy cửa thành, loại cảm giác này liền biến mất, nói cách khác, chúng ta tìm đồ, tuyệt không ở sau cửa. Ngọc Khanh âm chắc chắn nói. Tất cả địa phương cũng đã tìm, cái này cầu treo bên trên, trận pháp gì đều là không có, chẳng lẽ? Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi. Đột nhiên con ngươi nhìn phía bầu trời. Ngọc Khanh âm thấy hắn bộ dáng này, cũng là một mặt mờ mịt, có ý gì? Ta là nói, có khả năng hay không ở chúng ta nơi không nhìn thấy. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tỏ ý Ngọc Khanh âm ngẩng đầu. Thiếu nữ dương mắt nhìn lên, 108 cùng thông thiên liên nối thẳng tiêu hán. Ý ngươi là, ở phía trên này, Ngọc Khanh âm há miệng một cái, đầy mặt không tưởng tượng nổi. Trừ cái này ra, đừng không phải hắn đường. Diệp Thần chăm chú nhìn, tựa hồ là lần nữa xác nhận mình ý tưởng, một lát sau, hắn lần nữa mở miệng nói, sẽ không sai, ở nơi này phía trên. Chúng ta lên đi. Ngọc Khanh âm nhìn Diệp Thần không chút nào giọng đùa giỡn, ngẩng đầu lên nhắm mắt cẩn thận cảm giác phía trên.
không khác biệt đường ra, có thể thử một lần. Thiếu nữ cũng là vào giờ khắc này, tin Diệp Thần trực giác. Chỉ như vậy, hai đạo thân ảnh ở cơn sóng thần vỗ vào dưới, bay lên vậy nối thẳng chân trời xiềng xích. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần diễn cảm liền biến, coi như mình có hư linh thần mạch cũng không cách nào bay lên. Nơi này lại như cũ có cường đại cấm chế hạn chế. Đã như vậy, chúng ta leo lên. Thời khắc này U Thiên Cổ Thành trung tâm trên quảng trường, dòng người đã không gặp, chỉ có vậy trên hư không cửa không gian, còn ở lấp lánh lóng lánh. Bên cạnh, là trọng binh canh giữ hộ vệ, một khi có nhân vật khả nghi đến gần, giết chết không bị tội. Vào thời khắc này, một đạo vi diệu tia máu chớp mắt rồi biến mất. Chờ ngươi mang ra khỏi võ đạo luân hồi đồ một khắc kia, chính là ta thành thần để gặp. Hình ảnh quay về. Sóng đánh sóng cuồn cuộn, che đậy chân trời sóng lớn không ngừng vỗ vào ở Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm trên mình. Theo hai người theo thông thiên liên tiếp tục rất gần, bên tai lôi kiếp tiếng vậy bộc phát rõ ràng. Rắc rắc. Một đạo so với to cỡ miệng chén nhỏ hủy diệt sấm sét đập ở xích sắt bên trên, sấm sét quy luật theo thông thiên liên toát ra lôi mang, ngay tức thì lan tràn đến Diệp Thần toàn thân. Xích. Diệp Thần toàn thân cũng bốc hơi lên dậy một chút xương trắng, cánh tay bắt đầu hiện ra một chút mùi khét, nhưng hắn vẫn là dùng cả tay chân, thân thể vững vàng nằm ở thông thiên liên trên, không gặp chút nào dao động. Phải biết Diệp Thần có trần bia hộ thể, vậy sấm sét căn bản không cách nào tổn thương hắn, có thể gặp cái này sấm sét chỗ kinh khủng. Giờ phút này nếu như lăng không bay cao, tùy tiện một đạo sóng hoa cũng có thể ngay tức thì đem bọn họ hai người chiếm đoạt, bọn họ không dám lấy mệnh tướng vồ. Mặc dù lôi kiếp vào cơ thể cảm giác không quá hay, nhưng so với sóng lớn chiếm đoạt vào biển sâu, mạnh hơn nhiều. Còn cao bao nhiêu? Ngọc Khanh Âm đã bắt đầu có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lần này, dòng tránh huyết mạch truyền nhân thân phận, tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng. Diệp Thần trải qua, nàng cũng giống vậy. Ngọc Khanh Âm run rẩy hai tay vẫn như cũ là vững vàng nắm chặt thông thiên liên, hai chân từng bước một chậm rãi leo lên phía trên. Nhanh, kiên trì nữa một tí. Diệp Thần cũng chỉ có thể là hơi làm an ủi, hắn dương mắt nhìn lên, tràn đầy che khuất bầu trời mây đen, sâu không thấy đáy, tầng mây bên trong, tí ti sấm sét nổ ầm. Trong tay thông thiên liên tản ra dùng mình bộc phát thấu xương, tiếp xúc ở một chớp mắt kia, tựa như đem cả thân huyết mạch đều phải đọng lại đi. Cùng lúc đó, bên trong thành. Hô! Khương Thần Vũ dựa vào góc tường, ở bên người hắn, chính là ngổn ngang không có chút nào sinh cơ thi thể. Hàn xương kiếm khiếp người sát ý ở máu tươi thấm ướt thân kiếm dưới, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Tuyệt điên bên trên, thành thần lúc. Ở hắn trước mắt, một nhóm bắt mắt chữ to khác ở toàn thân đen thui trên tấm bia đá, nó giống như một cánh cửa đóng chặt, phong cách cổ xưa nghiêm túc. Chính là khắc này ở trên tấm bia đá chữ bát, nơi này trẻ tuổi thiên kiêu đánh đập tàn nhẫn, ai cũng không muốn buông tha thành thần cơ duyên. Chém giết chạm một cái liền bùng nổ. Hàn xương thu thủy, lại là một kiếm vung ra, trước tấm bia đá 7-8 người bị lột đầu lâu, tất cả đều là thất lạc thời không khu vực xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi. Đầy đất đầu lâu tán ở trong góc, Vương Nghiêu đội bất ngờ vậy ở trong đó, cuối cùng này một đội, đều là bị Khương Thần Vũ lấy sức một mình toàn bộ tàn sát. Thời khắc này hắn cũng không khá hơn chút nào, chỗ ngực rạn nứt, vết thương sâu không thấy đáy, nhịp bước dưới chân mỗi di động một bước, đều là ồ ồ máu tươi xông ra. Cánh tay trái bị người miễn cưỡng chém đi, chỉ còn lại tay phải chống hàn xương kiếm từng bước hướng bia đá di động. Trận chiến này, Khương Thần Vũ lấy trọng thương thái độ lực chiến hơn 20 tên trẻ tuổi thiên kiêu, từng cái đổ sát. Cái này một tí, võ đạo luân hồi đồ phải là của ta. Hắn trước mắt tia máu trong con người mệt mỏi hiện ra hết, nhưng nhịp bước dưới chân vẫn là quật cường hướng bia đá đi, bên phải trên lòng bàn tay máu tươi đã sớm khô khốc. Tản ra đậm đà mùi máu tanh, năm ngón tay nhẹ nhàng đè ở phong cách cổ xưa trên tấm bia đá, một khắc sau, Khương Thần Vũ bóng người biến mất không gặp. Ở hắn sau lưng, một đạo cường tráng bóng người từ trong góc chậm rãi bước ra, nhìn Khương Thần Vũ biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, thân ảnh kia cũng là đi vào bia đá bên trong. Bia đá thế giới, khác có càn khôn, cùng Khương Thần Vũ lần nữa mở mắt ra lúc đó. Hắn đang nằm ở một tấm ấm nhuận như ngọc giường đá bên trên. Ở trước mặt hắn, có cả người phi giáp bạc tay cầm đồ sát thiên hỏa kích nam tử ở ngưng mắt nhìn hắn. Ngươi là ai?
hăm hở trẻ tuổi tướng quân gặp hắn tỉnh lại, chính là mở miệng hỏi nói. Vãn bối Khương Thần Vũ, bái kiến luân hồi huyền võ quân tiền bối. Lấy hắn thông minh tài trí, sao sẽ không nghĩ tới người trước mắt thân phận. Trên cổ tịch ghi lại, giáp bạc nứt ra thương khung, chỉ chính là cái này người khoác chiến giáp luân hồi huyền võ quân tồn tại. Lúc đầu đã là qua một cái kỷ nguyên, huyết ma tộc còn tích chữ hậu thế gian. Giáp bạc tướng quân hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn nhưng cho người tà mị cảm giác. Không từng nghe nói. Nghe vậy, giáp bạc tướng quân con người bên trong trải qua một chút khác thường, nhưng ngay sau đó Khương Thần Vũ nhưng là mở miệng nói, phải nói thất lạc thời không ma tộc, trước mắt cũng chỉ có âm ma thánh điện thế lực khá là bất phàm. Giáp bạc tướng quân cười cùng hắn bắt đầu đàm luận cổ kim, năm đó huyết ma tộc ở thất lạc thời không khu vực hoành hành, chúng ta lưu lại truyền thừa ở chỗ này bảo vệ, ta cái này tàn niệm, rốt cục thì đến lúc người có duyên. Người buông lỏng, ta đem đóng thân tu là tặng cho ngươi. Khương Thần Vũ vội vàng đứng dậy quỳ bái, nói, đa tạ thần tướng, vãn bối ổn thỏa hết sức. Thời khắc này Trịnh Ngật chân đạp một chồng xương khô, đi ở một mảnh phế tích bên trong, từ phá hoại trình độ tới xem, cái đó kỷ nguyên, nơi đây cũng đã là đổ nát. Uy nghiêm cung điện bị miễn cưỡng một móng xé đi hơn nửa, dưới chân ngói vụn bên trong, khắp nơi có thể gặp bị phân thây di hài vị trí. Xem tới nơi đây ở thời kỳ thượng cổ, chính là trải qua thảm thiết tử đấu. Trịnh Ngật gợi lên 12 phần tinh thần phòng bị, nơi đây quá mức quỷ dị, khó tránh khỏi sẽ có sinh linh oán niệm còn sót lại. Khương Thần Vũ, Trịnh Ngật chăm chú nhìn dừng chân, cách đó không xa bị lột bỏ hơn phân nửa tàn tạ cung điện vậy ảm đạm trên ngai vàng, Khương Thần Vũ chỗ ngực máu tươi đã chảy khô, lúc trước chiến đấu bị chém tới cánh tay trái, ngược lại là lần nữa nhận một chi xương khô đi lên. Sắc mặt thảm trắng lại hai tròng mắt phát ra quỷ dị tinh mang Khương Thần Vũ. Trên mình chút nào không một tia sức sống có thể nói, trong tay hàn xương kiếm, đều là mất đi nhuệ khí. T. Khương Thần Vũ tựa hồ phát hiện Trịnh Ngật bóng người, từ vậy đổ nát trên ngai vàng chậm rãi đứng dậy, không nghĩ tới còn có càng cường lực thân thể, xem ra cái này một nhóm tới bọn nhóc, còn khá cái thiên tư ngút trời. Ngươi là ai? Ngươi không phải Khương Thần Vũ. Trịnh Ngật phát hiện sự việc không đúng lắm, trước mắt Khương Thần Vũ, tựa hồ bị người nào đoạt xác. Trịnh Ngật. Ngươi lại đến chỗ này. Vậy một khắc trước đôi mắt vô thần Khương Thần Vũ, một giây kế tiếp nhưng như chim sợ ná vậy ánh mắt kinh hãi nhìn trước mặt người đàn ông to con, hắn tựa hồ lại là khôi phục thần trí. Giết ta, Khương Thần Vũ gầm hét lên, nhưng lau một cái tinh mang thoáng qua, hắn chợt lại khôi phục tà mị một mặt, xem ra các ngươi cũng là quen biết đã lâu, đã như vậy, cái này hai cổ thân thể ta liền thu nhận. Khương Thần Vũ nhắc tới trong tay hàn xương kiếm, hướng Trịnh Ngật cấp tốc tới. Giống như hai người lần đầu đối chiến lúc đó, vậy cùng thần tư. Cùng là kiếm tu, hôm nay ta giúp ngươi giải trừ thống khổ. Trịnh Ngật đã nhìn ra, người trước mắt đoạt xác Khương Thần Vũ, đã là ma tộc linh. Chân diệt cửu kiếm, thức thứ nhất, vong xuyên. Trịnh Ngật thiết kiếm trong tay dâng lên một chút hắc mang, toàn thân đen ngòm thân kiếm hướng hàn xương kiếm đâm tới. Vù vù. Tựa hồ cảm nhận được liền chủ nhân triệu hoán. Khương Thần Vũ trong tay hàn xương kiếm nhất tiếng ông minh, toát ra xanh thẫm ánh sáng, tựa như sẽ đối kháng Trịnh Ngật. Nhưng vào lúc này, Khương Thần Vũ lớn tiếng quát lên, Trịnh Ngật, người ta ngày xưa ân oán nhưng, cắt không thể để cho ma tộc xuất thế. Hắn giữ vững cuối cùng một chút trong sạch, một khắc cuối cùng lựa chọn buông tha chống cự, trong tay hàn xương kiếm kích động ra, hướng ngoài điện bay đi. Thử rồi. Đó là kiếm sắt vạch qua máu thịt thanh âm. Khương Thần Vũ đầu lâu phóng lên cao, thân thể vậy dần dần ngưng động chậm, lập tại chỗ lại nằm không nhúc nhích. Ở trên, một đạo tinh mang thoáng qua, một đoàn màu đỏ tươi đoàn năng lượng hướng trong điện thổi tới. Muốn đi, Trịnh Ngật trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua, hướng vậy đoàn quang cầu đuổi theo. Lão phu nhất thế thanh danh, lại hủy ở hai người nho nhỏ kiếm tu tay, đáng chết kia tiểu tử, liều chết cũng phải chống cự, mất thân xác, nghìn năm phong ấn. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Vậy đoàn màu đỏ năng lượng biến ảo thành một cái đầu mang vương miện người trung niên. Tựa hồ là ghi lại ở giữa ma tộc, Trịnh Ngật nhìn trước mắt nam tử, thiết kiếm trong tay lại là nắm chặt mấy phần. Không bằng ngươi ta hợp tác như thế nào, ta có thể ban cho ngươi cường đại lực lượng. Đầu kia mang vương miện người trung niên mở miệng nói. Chân diệt cửu kiếm thức thứ hai, mất đi. Trịnh Ngật không có cùng trước mắt nam tử nói qua một câu dư thừa nói nhảm.
chỉ là một kiếm vung ra, kích động dậy bụi bậm ngàn trượng. Ha ha ha, ta tuy nghìn năm phong ấn, nhưng cũng không phải ngươi cái nho nhỏ kiếm tu có thể làm sao. Người trung niên chống cự nhất kích, không chút tổn hao nào, giờ phút này cũng là mở miệng cười như điên nói. Mất đi lửa, đốt, Trịnh Ngật ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra, rơi vào trên thân kiếm, một đạo cực hạn kiếm ý xuất hiện, rồi sau đó, sâu màu đen kiếm mang bắt đầu từng luồng diệt tán chàng trai căn nguyên thần hồn. Thấu xương đau đớn tấn công tới, người trung niên rốt cuộc ý thức được không đúng, một kiếm chiêu này, đặc biệt là nhằm vào thần hồn phương pháp. Không, vậy tinh mang lộ ra nguyên bản hình dáng, chợt bị màu đen kiếm cương bắt đầu biến dạng, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Bụi bậm lắng xuống, bất quá là thoáng qua tới giữa. Trịnh Ngật ánh mắt phức tạp nhìn về vậy cụ vô đầu nhưng đứng thẳng thân thể, kiếm tu tư thế oai hùng từng là vì sao loại phong lưu, lực chém hơn 20 vị thiên kiêu khương thần vũ, giờ phút này cũng là hạ màn. Cắm ở cách đó không xa phế tích bên trong hàn xương kiếm, thân kiếm không dừng được run rẩy, chạm ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm. Trịnh Ngật đi lên trước, một cái rút ra hàn xương kiếm, nâng lên khương thần vũ đầu lâu, hướng trong điện vậy tôn đứng thẳng không ngã thân thể đi. Người ta ân oán, lúc này chấm dứt. Trịnh Ngật khẽ đọc một tiếng, lần nữa nhìn trước mặt tay cầm hàn xương kiếm, phong tư chắc tuyệt người đàn ông, nhưng chỉ có thể là than thở một tiếng, thế gian lại không khương thần vũ. Hàn xương rên rỉ, bạn chủ chìm nổi. Đinh! Một tiếng giòn giã, một đạo thân ảnh hiện ra ở đổ nát trên ngai vàng, tay cầm đồ sát thiên hỏa kích, mặc màu bạc chiến giáp. Hắn hướng về phía Trịnh Ngật nhẹ khẽ gật đầu, cái này vượt qua thời đại hỗ động, làm được Trịnh Ngật cảm thấy kính nể. Lau một cái lượng sắc chậm rãi bao phủ khương thần vũ thân thể, sau đó ảm đạm không gặp. Cuối cùng có một ngày, có lẽ người biết sống lại đi, mong đợi khi đó, chúng ta sẽ là bạn. Trịnh Ngật lần nữa nhìn lại một mắt vậy dựng thân tại đổ nát phương điện trước nam tử tư thế oai hùng, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã cách chóp đỉnh càng ngày càng gần. Phốc, sắp lên đỉnh thông thiên liên đỉnh Diệp Thần nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, làm được Ngọc Khanh Âm cả kinh. Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Ta không có sao, bất quá, trong thành xảy ra chuyện. Diệp Thần ngắm nhìn tòa thứ ba cổ thành, từ hắn thị giác kỳ vọng, bất quá là lớn chừng miệng chén thành chỉ thôi. Giờ khắc này, hắn cùng Trịnh San Thanh, mất đi liên lạc, cũng chỉ đại biểu, Trịnh San Thanh bị tru diệt. Cũng hoặc là bị đoạt xác. Thê đội thứ ba đội ngũ toàn thể thực lực không hề mạnh mẽ, Ngọc Giác phối hợp ở trong đó, coi như là đỉnh đầu nhọn chiến lực. Trừ cái này ra, Trịnh San Thanh đương kim mạnh nhất, nhưng hôm nay, nhưng là xảy ra chuyện. Cái này làm cho Diệp Thần làm sao có thể không sinh lòng chấn động, hắn nhìn về tòa thứ hai cổ thành bên trong, Trịnh Ngật phương hướng. Cùng lúc đó, tòa thứ nhất cổ thành bên trong, Phong Tình Cốc truyền nhân tuyệt diệu dáng người hạ, để lộ ra lau một cái tại ý, nói trước nghĩ biện pháp ra khỏi thành đi, võ đạo luân hồi đồ, nhất định phải đạt được. Ta đánh hơi được đồng tộc mùi vị, bọn họ cũng tới, xem ra lần này, hết sức gió nhất định phải thua. Thân ảnh yểu điệu bắn ra, hướng cửa thành chạy đi. Tòa thứ ba cổ thành bên trong, bị hắc phụ bao gồm Trịnh San Thanh tà mâu chớp mắt, nói thật là một khó giải quyết người, cùng bổn tôn liền lại việc lớn, lại tới trừ ngươi. Bách gia cảnh thân thể, cũng đủ rồi. Người Ngọc gia, đều đáng chết. Nàng liếc mắt một cái phế tích bên trong ngã xuống đất bóng người, vậy yếu ớt phập phồng ngực, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ nam tử, cười lạnh một tiếng phiêu hướng cửa thành đi. Hình ảnh quay về, Diệp Thần đã tới Vân Đính chỗ. Vậy thì là chân tránh hết sức phong thánh đem, trên cổ thần di chỉ. Diệp Thần vội vàng cầm Ngọc Khanh Âm ném lên, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này vạn trượng trên bầu trời, sẽ có một tòa thành thiên không. Yên tĩnh dưới ánh trăng, vô cùng an nhàn. So với phía dưới vậy ngút trời sóng trào, sấm tàn phá bừa bãi thảm xem, nơi này đơn giản là thiên đường nhân gian. Vậy ngôi đại điện, vạn năm tới đều là như vậy đèn đuốc sáng rực. Diệp Thần nhìn xa xa vậy một tòa rộng lớn khí thế bích ngọc cung điện, không khỏi cảm khái nói. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm nhưng là tựa như sâu sắc cảm cho đòi, bắt đầu dậm chân hướng đại điện phương hướng bước vào, vô luận Diệp Thần thế nào kêu gọi, đều là chuyện không ích gì. Này, Ngọc Khanh Âm! Diệp Thần than thầm một tiếng không ổn, vội vàng đuổi theo, nhưng là một cước đạp hụt, thiếu chút nữa rơi xuống thành thiên không, phía dưới phiên trào sóng biển,
lại là xem một tấm vực sâu miệng khổng lồ vậy chờ đợi chiếm đoạt hắn. Đáng chết, trận pháp này liền trận tự quyết đều không cách nào ứng đối, thời đại kia chẳng lẽ so cựu Nhật thời đại còn kinh khủng hơn. Diệp Thần nhìn từ từ đi xa Ngọc Khanh Âm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ huyết mạch chỉ dẫn, chính là trận pháp mấu chốt. Diệp Thần bắt đầu học Ngọc Khanh Âm bước chân, bắt đầu bắt chước theo vào, lần này đúng như dự đoán, dưới chân hắn nơi đạp mỗi một bước, đều là thật. Chỉ như vậy, hai người một trước một sau, đặt chân liền vậy đèn đuốc sáng choang bích ngọc đắp cung điện bên trong. Trường Minh đang ly bên trong dầu mè vạn năm chưa từng cháy hết, trống không trên đại điện, khắp nơi là chân bảo khí vật, trên ngai vàng, một bóng người tĩnh tọa. Từ ngươi bắt đầu lúc tới, ta cũng cảm giác được. Trên đó ấm nhuận như ngọc nam tử chậm chạp mở miệng nói. Lúc này Ngọc Khanh Âm phảng phất là khôi phục thần trí vậy, liền liền mấy bước lui về phía sau, hoảng sợ nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Mái tóc dài buộc ở sau ót, mày kiếm hơi nhíu, giọng bên trong tràn đầy gió xuân vậy ấm áp, đồ xanh trường sam hiện ra hết anh khí. Vãn bối Ngọc Khanh Âm bái kiến tổ tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọc Khanh Âm đại khái là có thể đoán ra người trước mắt thân phận, vậy núp ở huyết mạch dưới sao động, là không che giấu được. Người này chính là thượng cổ luân hồi huyền võ quân bốn lớn một trong thống lĩnh, chấp trưởng cổ U Thành Thiên hết sức phong thánh đem. Xem ra, tộc ta tàn lụi. Nam tử chỉ là nhẹ khẽ nhìn một mắt Ngọc Khanh Âm, một khắc kia, như là muôn vàn nhân quả đều là xem thấu đi, đành phải than khẽ. Diệp Thần nhưng là trước mắt cảnh giác nhìn trước mặt nam tử. Cái này chỉ có ở trong truyền thuyết, cổ tịch bên trong ghi lại nam tử. Không nghi ngờ chút nào, hắn tuyệt đối là chết, nhưng duyên vì sao vạn năm chấp niệm không cần thiết. Diệp Thần gặp qua rất nhiều chấp niệm biến thành linh thể, phần lớn đều là tang trí thất thần, thần hồn bể tan tành khó mà duy kế. Trừ phi có luân hồi mộ địa cái loại này thần vật, có thể duy trì. Nhưng luân hồi mộ địa cái loại này tồn tại, lại làm sao có thể có kiện thứ hai. Có thể trước mắt nam tử, tựa hồ giống như một cái vui sướng chân nhân, lại một mắt có thể nhìn thấu Ngọc Khanh Âm đi qua, cái này quả thực khủng bố. Hắn không nghi ngờ chút nào, trước mắt nam tử nếu là ra tay, ở di tích bên trong tất cả mọi người đều không thể nào còn sống rời đi, chẳng lẽ cái này thánh cổ di tích ban đầu chính là một cục. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thần sống lưng có chút lạnh cả người. Vậy trên ngai vàng nam tử một tay nhờ tai, nơi nơi nụ cười nhìn trước mặt Ngọc Khanh Âm. Cùng nàng giải thích bọn họ nhất tộc đã từng. Đây là liền cổ tịch cũng không có ghi lại chuyện cũ. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần toàn bộ hành trình đều là lắng nghe, không có lên tiếng quấy rầy, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng ở đây toàn thân đề phòng. Ngày xưa tộc ta huy hoàng, muốn đè ở ngươi cái này nha đầu trên vai. Trên ngai vàng nam tử, ấm nhuận mở miệng nói. Giống như là một vị hiền hòa hết sức trưởng bối. Lần này, ca ca vậy theo ta cùng tới trước, hắn. Ngọc Khanh Âm vừa muốn mở miệng, trên ngai vàng nam tử nhưng là khoát tay một cái, than nhẹ một tiếng, không còn kịp rồi, hắn đã bỏ mình. Ngọc Khanh Âm cùng Diệp Thần đều là cả kinh, Ngọc Giác cũng đã chết. Bên trong di tích này bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là không gạt được ta mắt, tòa thứ nhất cổ thành bên trong trấn áp huyết ma tộc đã xuất thế, tòa thứ ba cổ thành bên trong trấn áp huyết ma tộc vậy thoát khốn, ca ca ngươi cùng một trận chiến. Không địch lại. Trên ngai vàng nam tử nhẹ giọng mở miệng, giọng bên trong có chút rất nhiều vẻ tiếc nuối, chúng ta nhất tộc, chết đi làm sao từng là linh tinh nửa điểm mà. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm đã là nước mắt mang nước mắt, nhưng nàng nhưng là cứng rắn cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Nam tử thấy vậy, mở miệng nói, tòa thứ hai cổ thành huyết ma tộc, bị một người tuổi trẻ chém giết, đó là Trần Diệt Cửu Kiếm, thật lâu không có thấy có thể thi triển Trần Diệt Cửu Kiếm tồn tại. Lại là một cái đại thế, liền cái này hiếm Trần Diệt Kiếm thể đều là xuất thế. Người trung niên lần đầu tiên, chăm chú nhìn về Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều là bị nhìn cái thông suốt, kỳ quái. Cô bé, Ngọc Thị nhất tộc gia tộc truyền thừa, do ngươi tới thừa kế, ngày sau, bảo vệ thất lạc thời không, bảo vệ thiên u cổ thành. Người trung niên một lời ra, trên đại điện Trường Minh đăng ngay tức thì chôn vùi. Ảm đạm dưới đại điện, ngân hà không có ở đây, cảnh đẹp không có ở đây, bảo vật chân khí không có ở đây, thay vào đó là làm người ta nôn mửa máu tanh sát khí. Cái này ngưng luyện vạn năm sát ý, đều là chưa từng suy giảm,
năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Diệp Thần nhìn trước mắt biến ảo một màn, dưới chân hắn đất đai, chẳng biết lúc nào biến thành một chồng xương khô, liền liền vậy trên ngai vàng, đều là vết máu loang lổ. Đây mới thật sự là thánh cổ di tích. Trên ngai vàng người trung niên như cũ nho nhã, nhưng giọng bên trong thêm mấy phần không biết làm sao. Ngọc Khanh Âm cắn chặt hàm răng, nói ta nguyện đi nơi truyền thừa, đúc lại tộc ta quang vinh. Quật Cường thiếu nữ giờ phút này quỳ ở trên đại điện, hướng về phía đầy đất hài cốt trịnh trọng dập đầu mấy cái vang đầu. Tức khắc lúc đó, ánh sáng thẳng trùng Tiêu Hán, mỗi một cái không hàn hài cốt cũng giống như là được cảm cho đòi vậy, sát ý bắt đầu chậm rãi tan đi, bọn họ tựa hồ được thiếu nữ tâm ý, đã từng là chấp niệm dần dần buông xuống, phó thác tại liền thiếu nữ. Diệp Thần nhìn một màn này, vốn định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại chưa từng mở miệng, nhất tộc máu cướp thêm tại một thiếu nữ thân, đúng là không ổn cùng không biết làm sao, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, là thủ người trong thiên hạ an nguy nhất tộc, đáng thiếu nữ đi bảo vệ. Đi đi, ở nơi này nhất thế, ngươi sẽ rất đắng, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, ngươi là vinh quang. Trên ngai và người trung niên lần đầu tiên trong mắt dâng lên thần sắc khao khát, Ngọc Khanh Âm bóng người ở tia sáng bao phủ hạ, đi liền nơi truyền thừa. Hụ, trên ngai và người trung niên một tiếng nhẹ hụ, nguyên bản ngưng thực linh thể giờ phút này cũng là đổi được hư ảo chút, trên đại điện vô số oán linh ngưng tụ sát khí vậy giảm bớt hơn nửa mà. Hắn lần nữa dương mắt nhìn thẳng Diệp Thần, giờ phút này lớn như vậy Bích Ngọc cung điện, chỉ còn lại hai người nhìn nhau. Luân hồi chi chủ, chúng ta rốt cuộc gặp nhau, ở ta thời đại kia, từng xuất hiện qua hai đạo dị tượng. Một đạo là đỏ thắm tháng 9 cùng treo thương khung, một đạo là âm dương luân hồi, che giấu vạn thế, người sau biết bao chói mắt, cái này dị tượng sau lưng hai người, sẽ có kinh thiên thành tựu, thậm chí vượt qua chúng ta thời đại kia. Ta lấy là không thấy được tương lai hai người kia, hôm nay, nhưng là thấy ngươi, luân hồi chi chủ. Người trung niên thanh âm bình thản nói. Diệp Thần hai tay nắm chặt, than thầm một tiếng, nói thời đại kia lại bùng nổ qua dị tượng như thế. Là Nhâm Phi Phàm và ta. Vậy trên ngai và người trung niên cảm giác được cái gì, nhưng là khẽ mỉm cười, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, người nói không sai, một vị nhâm gia thiên mệnh, một vị chính là ngươi, bất quá. Nam tử lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ta không thấy rõ ngươi đường về. Nghe vậy, Diệp Thần cả kinh, nhưng trên ngai vàng nam tử tiếp tục nói, ngươi là thế gian biến số lớn nhất, ta không biết đúng hay không nên lưu ngươi. Hắn thần sắc đột nhiên rét một cái, nói còn nữa, âm ma thiên thạch ở trên tay ngươi, là thật là cái họa đoan khởi nguyên. Một khắc kia, sát ý tiệm khởi, người trung niên hốc mắt ửng đỏ, cường đại như hắn đều có chút thất thố, liền liền trong đại điện trải xây hài cốt đều là lần nữa tản mát ra khí sát phạt, không chút do dự, một khi động thủ, Diệp Thần sẽ trong phút chốc thân tử đạo tiêu. Không thể lại nương tay, Diệp Thần một tiếng quát lên, hồng mông đại tinh không thi triển. Một phiến tinh thần hiện lên, sẽ hết thêm hắn người sát khí toàn bộ triệt tiêu đi. Người trung niên trong mắt bên trong giờ phút này không gặp vẻ thương hại, nhìn Diệp Thần hai tròng mắt giống như lãnh đạm bá tánh vậy dò xét hắn. Diệp Thần cảm giác được ý định giết người, không do dự nữa, thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, xì xui một kiếm cần phải bùng nổ. Không không hơi thở, không đúng, nhưng là đến gần. Giờ khắc này... Trên ngai và người trung niên lại nữa đối Diệp Thần phóng thích ý định giết người, hắn nơi nơi vẻ khó tin, phía dưới Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy ngược. Đã như vậy, người trung niên thâm thúy con người tựa hồ muốn đem cái này đầy trời tinh thần đều là nhìn xuyên liền đi, đi qua đi lại, lẩm bẩm nói, người chắc chắn trước đây đường phải do hắn tới lãnh ngập. Được rồi, ta không nên nghi ngờ ngươi quyết định, việc đã đến nước này, ta rồi đưa hắn một tràng tạo hóa. Người trung niên tay áo vung tay lên. Một hồi gió lay qua, Diệp Thần quanh thân thương thế đều là hết bệnh tới. Cực kỳ bá đạo thủ đoạn, Diệp Thần trong lòng ngầm niệm một tiếng, cung kính hướng về phía trước mặt nam tử một bái, đa tạ tiền bối ân không giết. Hết thảy các thứ này tự có thiên định trước, người mệnh lệnh có này một kiếp, có dám xông. Trên ngai và người trung niên một tiếng kiêu ngạo trùng tiêu, lớn hỏi Diệp Thần. Luân hồi người chấp trưởng, thiên địa nhất niệm gian. Diệp Thần giờ phút này cũng là đứng yên, đúng mực, trong mắt bên trong không gặp chút nào sợ hãi. Được, người trung niên ánh mắt híp một cái, chợt mở miệng nói, đã như vậy, võ đạo luân hồi đồ ngươi có thể hay không mang ra khỏi, liền xem mình tạo hóa. Năm xưa đánh một trận, thất lạc thời không,
huyết ma tộc xuất thế, vì bảo U Thiên Cổ Thành vạn sự thái bình, ta dưới quyền luân hồi huyền võ quân chém giết tới không dư thừa một binh một chốt, mới đưa ma tộc đại quân táng nhập hư không. Vậy phiến trên chiến trường, vô số oan hồn chấp niệm, đến nay còn đang hợp lại giết không ngừng, vậy phiến chiến trường chỗ sâu nhất, chính là ta phong ấn võ đạo luân hồi đồ chi địa. Người trung niên hất tay đưa cho Diệp Thần một tàn phá bản đồ, nói, đây là ngày xưa cũ địa điểm, người hẳn dùng trên, nơi đó nguy cơ tứ phía, dùng sức mạnh, rất có thể chạm trán chết xa trường. Ở nơi đó, người sẽ gặp nhục thân của ta. Trên ngai vàng, người trung niên trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Thần cả kinh. Năm xưa đánh một trận, huyết ma tộc thiên đế cùng ta lấy mạng đổi mạng, võ đạo luân hồi đồ trấn hồn, ta lấy thân xác đè hắn thân thể. Võ đạo luân hồi đồ tuy là chí bảo, nhưng mất đi ta nắm trong tay, phong ấn lực ở dần dần cắt giảm, lại bị ma hóa. Ngươi nếu có năng lực này phá cuộc, ta liền tin ngươi, cũng tin hắn. Người trung niên con người đưa mắt nhìn phương xa, tựa hồ nhớ ra rồi cổ xưa kỷ nguyên trước khi câu chuyện, sâu xa lại lâu dài, đó là thuộc về bọn họ thời đại. Nếu như thất bại, người tử sẽ bỏ mình. Sau một lúc lâu, hắn yếu ớt mở miệng nói. Diệp Thần không có bất kỳ suy tư, bật thốt lên, vãn bối nguyện ý đi, làm phiền tiền bối. Ngươi không sợ. Sợ, Diệp Thần chắc chắn nói, nhưng cùng sợ so sánh, ta càng tôn trọng nhân quả. Càng tôn trọng nhân quả, người trung niên cười một tiếng, có ý nghĩa tiểu tử, như vậy, ngươi đi đi. Một tiếng mà qua, ngai vàng vỡ nát, ở người bên, chính là một nơi cửa không gian. Cái này phiến cổ chiến trường, giao cho ngươi. Diệp Thần nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu, bóng người nhảy một cái mà vào, biến mất không gặp. Đời này còn có như vậy tài ngút trời, người lựa chọn, thật đúng là đặc biệt. Bóng người truyền ra cuối cùng một tiếng líu díu, chậm rãi tiêu tán, vậy ban đầu đứng sửng ở thành thiên không lên Bích Ngọc Cung Điện, cũng là giống như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, thổi một cái tức tán. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra. Nơi này chính là tiền bối kia nơi nói tới. Diệp Thần bóng người mới vừa rơi xuống đất, mùi khét đi đôi với mùi hôi thối tràn vào lỗ mũi, còn chưa thấy rõ địa thế, một thanh trường kiếm đã là xuyên ngực mà qua. Diệp Thần đổ bay ra, thân thể nện ở to lớn trên nham thạch, một ngụm máu tươi hụ ra, hắn thông vội vàng đứng dậy, nói thật đúng là chiến trường, nửa điểm mà lơ là không được. Xích Trần thần mạch và thiên yêu thân thể kích hoạt, thân thể chấn động một cái. Diệp Thần một kiếm vung ra, vậy đánh lén hắn ma tộc thân xác ngay tức thì bị kiếm ý chém nát vụn, hóa thành một chồng xương trắng. Ừ, ngay tại Diệp Thần buông lỏng cảnh giác ngay tức thì, trên đất vậy một chồng xương trắng lần nữa tổ hợp sắp hàng, máu thịt hiện lên, hóa thành một cái sát ý trùng tiêu sinh linh lần nữa chém giết đi. Diệp Thần nhìn trước ngực mình đau nhói vết thương, cũng không có lập tức khôi phục, lẩm bẩm nói, những thứ này ma vật công kích là chân thực. Nhưng ta công kích nhưng không cách nào xóa bỏ chúng. Chấp niệm không cần thiết, chiến trường oan hồn không tiêu tan. Thời khắc này Diệp Thần bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện buồn tẻ vô biên mặt đất bên trên, tràn đầy chém giết bóng người, tiếng kêu gào cùng tiếng gào thét bên tai không dứt. Đây là đã từng là cổ chiến trường ảo ảnh sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm, một màn này là thật rung động, đông nghịt bầu trời bên trong tràn đầy chém giết hình bóng. Một tràng kiếp sau dư âm ngay tức thì đem Diệp Thần thổi tan đi, kể cả hắn ở bên trong vô số sinh linh đều là bị nổ bao phủ. Vẫn còn có cái loại này cấp cường giả khác tự bảo. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, cách vạn dặm dư âm, đều là đem chính hắn lật trên đất, trong cơ thể một hồi khí huyết cuồn cuộn. Hắn lật một cái bản đồ trong tay, quả nhiên, chiến trường chân chính ở bên kia. Diệp Thần chăm chú nhìn, nhịp bước dưới chân nhưng là chưa từng di động. Chỉ là dư âm ta bên có chút chiêu không ngăn được, nếu là đến gần vậy vùng trung tâm, cái này tàn hồn tiện tay nhất kích đều là có thể đem ta xóa bỏ. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác được cái gì, nói âm ma thiên thạch, người bản là ma, người phải chăng có thể giúp ta. Một giây kế tiếp, âm ma thiên thạch lại bộc phát ra một đạo hắc mang, bao quanh Diệp Thần. Ta có thể mượn dùng cổ lực lượng này, Diệp Thần ngay tức thì bước chân bước ra, bóng người nhưng là tiêu tán tại chỗ. Ma luật động chính là phương hướng của hắn. Cả tòa trên chiến trường, không ngừng chém giết không khác biệt công kích dung nhập vào hư không, nhưng là lại cũng chưa từng tổn thương đạt tới Diệp Thần chút nào. Bóng tối trong đại điện, một đạo tán dương thanh âm nói nhỏ, có năng lực, ta còn lấy là cái thằng nhóc này muốn ăn không thiếu đau khổ.
chỉ là một ngày tập kích bất ngờ, Diệp Thần cũng đã là vô hạn tiếp cận với hạch tâm chiến trường, bởi vì nơi đây, trong xung quanh trăm dặm, đều là không gặp bất kỳ sinh linh. Hủy thiên diệt địa vậy uy áp, để cho tất cả người sinh linh cũng là không dám đến gần nơi đây. Diệp Thần trong cơ thể âm ma thiên thạch lực lượng đã dùng hết, hắn thân hình từ trong hư không đánh mất. Thời khắc này trên chiến trường, mọi âm thanh yên lặng. Trong xung quanh trăm dặm đều là vô biên đất khô cằn cùng đầy trời cát vàng, không gặp sinh linh. Diệp Thần bước chân dè đặt về phía sau cùng chiến trường xuất phát, thời khắc này hắn sớm đã là lông tơ đảo thụ, không khoa trương nói, giờ phút này bất kỳ một chút xíu nguy cơ, đều đủ để muốn Diệp Thần mạng nhỏ. Đó là, ngay tại cách đó không xa phía trước, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, phong tư trác tuyệt, áo xanh bào trên vết máu loang lổ. Máu đỏ tươi còn đang từng giọt rơi xuống ở mờ mịt đất khô cằn bên trên, mỗi một nhỏ máu thấm hạ, Diệp Thần quanh thân cảm giác bị áp bách chính là càng tăng lên một phần. Chỉ là thi thể máu, cũng để cho ta quanh thân linh lực lưu chuyển dừng lại. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, càng đến gần đạo thân ảnh kia, mình thân thể càng không nghe sai khiến. Phương xa đạo thân ảnh kia mặt mũi dần dần rõ ràng, mái tóc dài buộc ở sau ót, mày kiếm hơi nhíu, trên mặt mũi màu máu đầy đặn. Giống như lại yên lặng chìm vào giấc ngủ vậy hình dáng. Đáng sợ chỉ có vậy sâu thủng ngực mà qua màu máu trường kích đem vững vàng trọn đinh trên không trung, máu một giọt giọt rơi xuống. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tôn to lớn không đầu ma khu, quỳ xuống người bên, gáy miệng bên trên tí ti hắc vụ lượn quanh tràn ngập, rất là quỷ dị. Đây cũng là năm đó đánh một trận kết quả cuối cùng sao? Diệp Thần nhìn trước mắt rung động một màn. Nhân tộc thủ lãnh bị màu máu trường kích trọn đinh hư không, ma tộc đại đế bị chém đầu quỳ xuống người bên, thảm thiết hết sức. Võ đạo luân hồi đồ ở nơi nào chứ? Bình tĩnh lại Diệp Thần bốn mắt nhìn vòng quanh, mờ mịt đất khô cằn ra, trừ hai cổ thân thể, lại không bất kỳ chập chờn truyền tới, có chỉ là tí tách huyết dịch rơi xuống tiếng. Mỗi một tiếng vang lên, Diệp Thần sống lưng cũng là muốn cong lần trước phút, để lại cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Ngay tại Diệp Thần trên dưới quan sát để gặp, bên trong đan điền âm ma thiên thạch lần nữa trải qua một chút ánh sáng, ngay sau đó, vậy quỳ xuống hết sức phong thánh đem bên người to lớn ma khu đầu ngón tay khẽ động. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần chính là như lâm vực sâu vậy run sợ. Cục cục, Diệp Thần nuốt nuốt nước miếng một cái, nhấc chân muốn rời khỏi nơi đây, nhưng làm sao hết sức phong thánh đem máu thần cấp cho uy áp càng ngày càng lớn mạnh. Hắn bây giờ, liên chuyển thân chạy trốn đều là không làm được. Tí tách, máu tươi đã nhiễm đỏ áo xanh, vạn năm tới mãi mãi bất diệt. Võ đạo luân hồi đồ cũng không ở chỗ này. Càng cái này cùng tuyệt cảnh, Diệp Thần suy nghĩ càng bình tĩnh cùng kín đáo. Lúc trước trên đại điện, hết sức phong thánh đem từng nói, hắn đầu óc bên trong quanh quẩn phân biệt thời điểm nói chuyện. Võ đạo luân hồi đồ chấn hồn, thân xác đè hắn ma khu. Như vậy. Nói cách khác, cái này ma khu hồn chấn thủ chi địa, mới là võ đạo luân hồi đồ ẩn núp chỗ. Lúc trước âm ma thiên thạch dị động, vậy ma khu đầu ngón tay lại là bắt đầu hồi phục phân nửa sức sống, chẳng lẽ? Diệp Thần nghĩ đến đây, trong lòng mồ hôi lạnh lưu, cái này khảo nghiệm. Là để cho ta đem ma hồn phóng thích. Hắn có chút không dám nghĩ voi kế tiếp hình ảnh, bị võ đạo luân hồi đồ chấn áp ma hồn một khi xuất thế, vậy đem sẽ cho thế gian mang đến đại nạn. Phải biết, năm đó hết sức phong thánh đem hao hết toàn thân thủ đoạn, mới là làm được thà lấy mạng đổi mạng, hôm nay cái này tàn hồn một khi xuất thế, trên thế giới có thể lại cũng không có cái thứ hai hết sức phong thánh đem. Võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực ở dần dần bị cắt giảm, lại bị ma hóa. Giờ phút này Diệp Thần đầu óc bên trong lại nổi lên hết sức phong thánh đem lời nói, chữ bên trong hành gian đều là không biết làm sao. Âm ma thiên thạch, nhìn bên trong đan điền viên này chớp động tinh mang đá, Diệp Thần rơi vào trầm tư, từ bước vào mảnh thiên địa này dậy, nó tựa hồ chính là phá lệ tung tăng. Lại là một tiếng nổ vậy kinh vang, vậy có quỷ bái tư thế ma khu ầm ầm ngã xuống đất, thẳng đơn nằm ngã xuống cái này mờ mịt đất khô cằn bên trên, gáy gian dâng lên từng tia hắc vụ, Diệp Thần bên trong đan điền âm ma thiên thạch toát ra mãnh liệt hào quang, tựa hồ đang cùng vậy ma khu tướng hô ứng. Đã như vậy, Diệp Thần trong con người sắc bén vừa hiện, vạn năm trước liền chết đi vong hồn, còn vọng tưởng lần nữa lật đổ mảnh thế giới này. Gặp phải ta, là ngươi lớn nhất bất hạnh. Tuyệt lộ, chính là tuyệt sử phùng sanh. Diệp Thần còng lưng bóng người lần nữa thẳng tắp,
ngưng động chậm động tác đem vùng đan điền tung tăng âm ma thiên thạch sử dụng, đem đập về phía vậy to lớn ma khu. Cùng lúc đó, thông thiên liên nơi liên tiếp cầu treo bên trên, âm ma thánh điện thần bí nam tử, U Thiên Điện thánh tử U Minh, Phong Tình Cốc truyền nhân, ma hóa Trịnh San Thanh cùng đều là cảm nhận được liền một loại như lâm vực sâu vậy cảm giác bị áp bách. Đây là thời khắc này Trịnh San Thanh trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên vẻ, một bên vậy Phong Tình Cốc truyền nhân cũng là như vậy, liền liền âm ma thánh điện thần bí nam tử đều là mắt lộ ra vẻ say mê, ở phía trên kia, mau. Mấy người nhìn về vậy cắm thẳng vào Tiêu Hán Thông Thiên Liên, dưới chân bước dài bắn ra, rối rít bắt đầu leo lên phía trên. Diệp tiên sinh, Trịnh Ngật vậy ở một bên yên lặng nhìn, hắn cũng không có xuất hiện ở cầu treo bên trên, mà là đứng ở U Thiên Cổ Thành cửa bên trên, yên lặng nhìn trên cầu phát sinh hết thảy. Bỗng nhiên lúc này, một loại cảm giác vô hình xông lên đầu, vốn nên đi theo đại quân mà lên Trịnh Ngật, quay đầu nhìn lại hướng vậy đổ nát cổ thành, bóng người chớp mắt, biến mất ở cổ thành chỗ sâu cuối. Bích Ngọc bên trong cung điện, tối om om không gặp một chút ánh sáng đại điện chỗ sâu truyền tới một tiếng líu díu, thành bại hay không, liền xem ngươi lựa chọn. Đất khô cằn bên trên, Diệp Thần nhìn ngã xuống đất ma khu, rơi vào trầm tư, âm ma thiên thạch toát ra nổ tung hơi thở, rõ ràng là ảnh hưởng đến nó mới đúng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại hắn muốn tiếp tục bước kế tiếp hành động lúc đó, vậy ngã xuống đất ma khu đột nhiên run lên, trăm dặm đất khô cằn ngay tức thì giấy lên mịt mờ đỏ thắm ngọn lửa, thắp sáng cái này yên lặng bóng tối mặt đất. Diệp Thần dưới chân đỏ thắm nghiệp hỏa ở cháy, hắn muốn chạy trốn cách, nhưng là nửa bước khó đi, trực bức linh hồn cảm giác đau thời khắc đang thiêu đốt hắn linh hồn. À, một tiếng giống giận, vang khắp chân trời. Vậy ngã xuống đất ma khu bắt đầu vùng vẫy đứng dậy, chu vi vạn dặm chiến trường vòng ngoài, vô số ma tộc thê lương tiếng quát tháo ngưng tụ ở nơi này phiến thương khung dưới, gào khóc cùng nghiêm túc cười, muốn đem Diệp Thần màng nhĩ đều là sống sinh xé đi. Đông! Đông! To lớn ma khu lần nữa đứng dậy, hai bước di động, hướng Diệp Thần phương hướng, nói chính xác, là hướng âm ma thiên thạch phương hướng tới, tách thả ra tinh mang âm ma thiên thạch giờ phút này như là để lộ ra lau một cái kháng cự ý. Quật cường bắt đầu ở lơ lửng không trung không ngừng lóe lên. Hống! Không đầu to lớn ma khu không biết từ đâu phát ra một tiếng giống giận, đấm ngực dậm chân, mãnh liệt ma khí từ vậy vô thượng ma khu bên trong bạo tán ra, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần thất khiếu chính là bắt đầu rướm máu, ngay tại hắn thân thể sắp vỡ vụn để gặp, âm ma thiên thạch giống như là hộ chủ vậy, xông về Diệp Thần, lúc này mới vững chắc hắn thân xác. Hụ hụ! Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới ổn định tâm thần, chăm chú nhìn nhìn cách đó không xa vậy nổi điên ma khu, nói, bất quá là tâm trạng chuyển đổi, ta đều phải thân tử đạo tiêu. Nếu không phải âm ma thiên thạch, sợ rằng đã vừa mới là chín dưới suối vàng vong hồn. Ngươi là đứng ở ta bên này sao? Cảm thụ bên trong đan điền âm ma thiên thạch truyền tới thiện niệm, Diệp Thần co do thân thể, nhìn phía trước vậy hồi phục ma tộc đại đế, cho dù là không đầu, vậy cùng cao nhất ma uy, đều là nhiếp nhân tâm phách. Thời gian một hơi thở rồi biến mất, vậy cao lớn ma khu đứng yên ở đất khô cằn bên trên, như là khôi phục chút thần trí, hắn xoay người hướng về phía Diệp Thần chỗ ở phương hướng, nếu như có đầu, đó nhất định là ở ngắm nhìn Diệp Thần. Cánh tay một tấm, một cổ ùn ùn kéo đến vậy uy áp đem Diệp Thần vững vàng đè trên đất, vậy đất khô cằn trên đỏ thắm nghiệp hỏa, bắt đầu ở hắn quanh thân cháy. Tới, ma khu một tiếng già nua hò hét. Chỉ gặp vậy đem áo xanh nam tử chọn không đinh mặc màu máu trường mâu tựa hồ là cảm nhận được liền chủ nhân triệu hoán, hóa thành chấm quang vũ vỡ nát, tại vậy ma khu trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ. Áo xanh chàng trai thần thân thể mất đi phong ấn mâu chống đỡ, trùng trùng nện xuống đất, nơi ngực vậy xuyên thủng vết thương phun ra ra vô tận máu tươi, theo sát rồi sau đó, thiên địa biến sắc. Từng trận sán màu vàng kim tiếng sấm nổ ầm, từng giọt màu vàng kim mưa máu mưa như chút nước xuống. Lại là đem vậy mờ mịt đất khô cằn trên đỏ thắm nghiệp hỏa toàn bộ tưới tắt. Nguyên phiến ở giữa thiên địa, tản ra đậm đà hủy diệt hơi thở. Vèo. Ma khu giơ lên trong tay trường mâu, nhẹ nhàng ném một cái, tiếng xé gió vang lên, một chuôi dính máu thần tuyệt thế hung mâu, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Mới từ vô biên nghiệp hỏa bên trong được cứu Diệp Thần, thượng không kịp vui mừng, trước mắt mới ý định giết người chính là đã tới. Đinh. Một tiếng giòn giã, tuyệt thế hung mâu nhất kích bị văng ra, chẳng biết lúc nào,
Diệp Thần bên người cách đó không xa áo xanh nam tử đã là đứng dậy, hắn ánh mắt bên trong không gặp chút nào thần thái, đần độn vô thần, có chỉ là còn sót lại bản năng chiến đấu. Mới vừa ma khu một kích kia, chính là bị hết sức phong thánh đem thân thể không lành lặn lấy quy luật lực triệt tiêu, Diệp Thần cái này mới có thể yên ổn. Địch thủ cũ gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, cao lớn ma khu cùng hết sức phong thánh đem thần thân thể đồng thời tỉnh lại, hai đại đỉnh phong chiến lực lần nữa vặn đánh nhau. Giờ phút này máu tươi kia nhỏ xuống lực áp chế đang dần dần tiêu tán, xem ra đang khôi phục, thần hồn ma khu, rõ ràng mạnh hơn so với trước mắt áo xanh nam tử. Võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần lại nữa chớp mắt tại trước mắt hai đại tuyệt điên cường giả đánh một trận, nói cho cùng, bất quá là chấp niệm mà thôi, tìm được võ đạo luân hồi đồ, mới là chuyến này mấu chốt, hôm nay hành động khôi phục, phải mau sớm phá cuộc. Diệp Thần lắc người một cái kéo ra khoảng cách, ở âm ma thiên thạch dưới sự chỉ dẫn, đi tới một tòa trận pháp trước, tám sợi ảm đạm không ánh sáng cột đá có bất quy tắc phương hướng sắp hàng, ở trong đó, trên thạch đài thiếu một góc tâm trận. Vèo. Âm ma thiên thạch bay về phía trên thạch đài tâm trận, nháy mắt tức thì, tám sợi thông thiên trụ toát ra cao nhất thần huy, trực bức chân trời. Trên bầu trời, một bộ màu máu đỏ núi biển bức họa từ từ mở ra, mỗi một sừng ánh ra chói lọi, vẩy chiếu vào mặt đất bên trên, đều là đem vô số sinh linh cùng xương khô tiêu diệt. Trong phút chốc, vậy ngưng tụ ở chỗ này vạn năm không tiêu tan oán niệm cùng xương khô hóa thành vong linh đều là không ngừng vỡ nát. Võ đạo luân hồi đồ, chiếu vượt 10.000 đóa sơn hà. Diệp Thần chăm chú nhìn đứng nghiêm, nhìn cái này phiến cát bụi trở về cát bụi đất quay về đất cổ chiến trường, hắn cảm khái nói. Theo màu đỏ như máu bức họa mở ra, nguyên phiến cổ trên chiến trường, trừ nơi trung tâm còn đang chém giết hai đại tuyệt điên cường giả, còn lại sinh linh, đều là ở thần huy dưới, hóa thành xem như mây khói. Hống! To lớn ma khu thấy võ đạo luân hồi đồ xuất thế, không công kích nữ áo xanh nam tử, mà là xoay người hướng trên bầu trời màu máu bức họa chạy đi. Một mâu ném ra, vậy kẹp theo vô cùng hủy diệt lực, xuyên qua núi sông nhất kích hung hăng đâm vào bức kia sơn hà bức họa bên trên, bức họa đổ lục bên trong, sơn hà phun trào, bất quá chốc lát, huyết mâu vỡ nát. Hóa là trong tranh một khoản. Này cùng nhất kích, bị phòng ấn. Diệp Thần khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, cao nhất cường giả nhất kích, lại là liền vũ khí cũng bị phòng ấn đi. Hóa thành đồ lục ở giữa một khoản chữ viết. Chẳng lẽ tranh này cuốn bên trong sơn hà? Diệp Thần đã không dám tưởng tượng, cái này võ đạo luân hồi đồ bên trong, rốt cuộc phong ấn kinh khủng bực nào tồn tại. Ma khô thụt lùi mấy bước, như là tả đi toàn thân sức lực, đánh mất ý chí chiến đấu, liền liền một bên áo xanh nam tử, đục ngầu trong tròng mắt, đều là nổi lên nửa phần trong sạch. Đáng chết, hắn cau mày ngắm nhìn trên bầu trời thánh đồ, cũng không biết nên giải thích sao. Diệp Thần bóng người thấy vậy cấp tốc về phía trước, tiền bối, cái này võ đạo luân hồi đồ có thể hay không át chế. Chiếu này tình hình phát triển tiếp, liền bọn họ sợ rằng cũng sẽ trở thành làm cho này bức họa bên trong một khoản chữ viết. Võ đạo luân hồi đồ chính là chí bảo, ta ngày xưa thời kỳ toàn thịnh đều là chưa từng đem nắm giữ, cái này vừa chính vừa tà đồ lục, thực là khó mà thuần phục. Hết sức phong thánh đem áo xanh hạ. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn thời khắc này khẩn trương cùng có chút sợ hãi. Liền như vậy cường giả đều là như vậy, có phiền toái. Cho không được Diệp Thần ngẫm nghĩ, vậy bên người áo xanh nam tử mở miệng nói, ngươi tới đây, chắc là gặp ta một nửa kia linh thân, hắn có từng cùng ngươi nói rõ ràng. Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ, đem sự tình nguyên ủy dặn dò rõ ràng. Ta hiểu ý, áo xanh nam tử giờ phút này ngắm nhìn Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, âm ma thiên thạch cùng ngươi nhân quả dính, xem ra cái này võ đạo luân hồi đồ, chỉ có ngươi có thể ngăn cản. Xin tiền bối minh giám, Diệp Thần cung kính nói, thời khắc này thương khung dưới, sơn hà đồ cuốn còn đang soi ra máu sắc ánh sáng, phàm là chiếu sáng chi địa, đều là hóa thành sơn thủy một quyển bên trong. Áo xanh chàng trai nói, cái này võ đạo luân hồi đồ, chính là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại chí bảo, cao nhất đại năng tự mình dựng dục thánh vật. Thượng cổ đánh một trận, đồ linh thân vẫn, thánh vật có linh, cái này mới diễn hóa đồ linh, như vậy như đứa bé vậy non nớt, linh trí không mở. Bị khi đó làm ác âm ma thiên thạch mê hoặc, cho nên cái này đứa nhỏ, giờ phút này cũng là vừa chính vừa tà tồn tại. Diệp Thần kinh ngạc nói, âm ma thiên thạch. Hắn cảm thụ giờ phút này vùng đan điền cùng hắn huyết mạch liên tiếp âm ma thiên thạch. Không sai,
bên trong cơ thể ngươi âm ma thiên thạch, cũng là đứa bé vậy tâm trí, bất quá nó đối ngươi ngược lại là khá là không muốn xa rời. Diệp thần đã từng cũng là nghe nói qua, âm ma thiên thạch đứng đầu xưa nay chính là bạo ngược tàn sát hạng người, đều là bị ma thạch ảnh hưởng, lại tuổi già không được chết yên lành. Ngươi suy nghĩ không tệ, bất quá ngươi giờ phút này tiếp xúc âm ma thiên thạch, cùng bây giờ võ đạo luân hồi đồ vậy, linh trí không mở, nhưng ngươi có thể cực kỳ dẫn dắt, nói không chừng có thể đi ra một cái bất đồng đường tới. Áo xanh nam tử mở miệng nói, ngươi tới đây, chắc hẳn cũng là nó bày mưu đặt kế. Trong vô hình, minh minh thiên định. Diệp thần ngược lại là đầu óc mơ hồ, áo xanh nam tử cũng rõ ràng hắn tình huống, cũng không muốn làm quá nhiều giải thích, chỉ là cho biết hắn, sau này sẽ rõ. Bây giờ việc cần kíp phải, người muốn thu phục cái này võ đạo luân hồi đồ. Áo xanh nam tử mở miệng nói. Nó cảm giác được âm ma thiên thạch tồn tại, nó nhận ngươi làm chủ, cái này đứa nhỏ rất có thể sẽ đối với ngươi ra tay, nghĩ biện pháp trấn nhiếp nó. Vào thời khắc này, áo xanh nam tử một cái khinh thường dưới, sơn hà bức họa lau một cái ánh sao chiếu sáng ở người, chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là như bị tổn thương nặng. Hụ, một ngụm máu tươi hụ ra, áo xanh chàng trai ánh mắt dần dần ảm đạm, nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp thần còn muốn mở miệng lần nữa nói gì, áo xanh chàng trai ánh mắt đã hoàn toàn ảm đạm đi, thời khắc này hắn, đã là một bộ thứ thiệt thi thể. Lại nữa có bất kỳ suy nghĩ, võ đạo luân hồi đồ, chỉ là một luồng quang mang, chính là đoạn tuyệt cao nhất cường giả sức sống, khủng bố như vậy. Vậy cách đó không xa ma khu thấy vậy, cũng là một cổ ý sợ hãi bung ra, xem ra ban đầu tình báo có sai lầm, võ đạo luân hồi đồ cũng không phải là chí bảo, mà là liền bọn họ những thứ này cao nhất tồn tại cũng sợ hãi tồn tại. Ngày xưa thượng cổ huyết kiếp, rất có thể cũng là bởi vì làm cho này võ đạo luân hồi đồ ngược giết sở trí. Nhưng bọn họ rất có thể nắm giữ loại nào đó có thể thu phục võ đạo luân hồi đồ phương pháp, lúc này mới có về sau thất lạc thời không, nhân tộc cùng ma tộc chém giết. Dẫu sao thu phục cái này đại hung tồn tại, thì đồng nghĩa với nắm trong tay rất nhiều. Thậm chí đối với tại Diệp thần đối kháng vũ hoàng cổ đế đều phải vô cùng trọng yếu tác dụng. Mà hôm nay võ đạo luân hồi đồ xuất thế lần nữa, là ở âm ma thiên thạch trợ giúp hạ. Diệp thần trong mắt đông lại một cái. Trên bầu trời huyết sắc kia ánh sáng còn đang tàn phá, lòng hắn bên trong có so đo, như muốn thu phục võ đạo luân hồi đồ, không thể rời bỏ âm ma thiên thạch cùng mình lá bài tẩy. Chấn nhiếp nó, bày mưu đặt kế, lần nữa tỉnh táo lại Diệp thần cẩn thận hồi tưởng áo xanh chàng trai mỗi câu, hắn đầu óc bên trong chỉ nghĩ tới bốn chữ. Luân hồi mộ địa, tám sợi tách thả ra thần huy cột đá mỗi một đạo thần trạch đều là hóa thành một cái xiềng xích. Đem võ đạo luân hồi đồ bốn góc đều là vững vàng phong tỏa, làm được nó không được rời mảnh thiên địa này. Luân hồi mộ địa. Diệp thần chăm chú nhìn, ở giữa thiên địa toát ra vô cùng huyết quang đều là chưa từng đem hắn suy nghĩ cắt đứt, nhập thánh cổ di tích tới mỗi một mạc, đều là một tấm ở hắn trước mắt hiện lên. Cuối cùng, hình ảnh định cách ở ngày xưa vậy trước đại điện, lần đầu cùng hết sức phong thánh đem quen biết một màn kia. Làm sao có thể? Hắn cái này cùng tu vi duyên vì sao có thể nắm trong tay âm ma thiên thạch. Hết sức phong thánh đem một câu xúc động, hoàn toàn mở ra Diệp thần suy nghĩ. Xem ra phải đồng thời vận dụng luân hồi mộ địa và âm ma thiên thạch. Hắn trong mắt sáng lên, chợt trong lòng có so đo, luân hồi mộ địa lớn sáng lên, đồng thời khí tức cổ xưa đập vào mặt. Giờ phút này Diệp thần luân hồi lực phun trào, toàn lực thúc giục luân hồi mộ địa, sau lưng hư không trăm tòa mộ bia mơ hồ hiện ra. Đồng thời, một tôn Phật ma hư ảnh huyễn hóa thành. Lớn như vậy sơn hà bức họa là mạc, Phật tổ rộng ngạch phong di, lâm giang ngồi ngay ngắn, tao nhã lịch sự, ung dung độ lượng, hiền hòa đoan trang, thần thế nghiêm túc, làm người ta cảm thấy kính nể, ngưỡng mộ say mê. Lên! Theo Diệp thần một tiếng quát chói tai, bên trong đan điền duyệt động âm ma thiên thạch vậy tựa hồ so thường ngày hoạt bát rất nhiều, lau một cái tinh quang kích động ra, xông về Phật tổ ấn đường chỗ. Nháy mắt tức thì, họa phong đột biến. Mắt máu thành Phật, hơi thở tựa như yêu. Lớn như vậy ngàn trượng đồ sộ ảnh, một nửa tản ra thần tính trói lọi, một nửa tản ra ma tính sát ý. Luân hồi mộ địa và âm ma thiên thạch, ngưng tụ Phật ma lực. Diệp thần hai tròng mắt đột nhiên mở ra, con người sạch bóng tựa như phải đem thiên địa nhìn xuyên liền đi, theo sát sau lưng, là vừa chính vừa tà Phật tổ hư ảnh. Tả mục kim quang, độ muôn vàn mọi người. Bên phải mục tinh mang, đổ sát thế gian sinh linh.
Trên hư không võ đạo luân hồi đồ, vậy tranh sơn thủy cuốn cũng là giống như có linh trí vậy, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Liền liền vậy không đoạn chiếu sáng xuống huyết quang, đều là tạm ngừng lại. Còn chưa đủ, Diệp Thần một tiếng quát lên, chợt hướng về phía dưới cao lớn ma khu trách mắng, ngươi tuy là ma, nhưng hôm nay bất quá chấp niệm, như thần phục với ta, ngày khác có thể lại xuất hiện đỉnh cấp. Phía dưới ma khu run lên, nhiều lần vùng vẫy dưới, chậm rãi quỳ xuống. Diệp Thần ánh mắt nhìn về vậy dáng người cao ngất, nhưng lại đã sớm mất sinh cơ hết sức phong thánh đem, vậy áo xanh chàng trai vẻ mặt bình thản, phong độ nhẹ nhàng. Tiền bối, hôm nay mượn thần thân thể dùng một chút, giúp ta Phật bước lên độ võ đạo luân hồi đồ, chờ ta chấp trưởng luân hồi, định đem ngươi sống lại đến tuyệt điên. Phía dưới vậy áo xanh chàng trai bóng người toát ra lau một cái màu vàng thần mang, chợt phiêu hướng Phật tổ hư ảnh tả mục. Một bên ma khu thấy vậy, quỳ bái dáng người cũng là đứng dậy, chợt quát một tiếng, bay vào Phật tổ hư ảnh bên phải mục. Nháy mắt tới giữa, Phật ma lực muốn nuốt phệ thiên tế. Diệp Thần giống như thần minh, hướng về phía trên bầu trời đồ quyền một trưởng vỗ tới, Phật tổ hư ảnh nhất kích, đem vậy muôn vàn sơn hà bể đi. Võ đạo luân hồi đồ phát ra ông ông tiếng nổ, như là tức giận dưới, muốn hoành giết Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần ý niệm tựa như đi tới võ đạo luân hồi đồ thế giới. Quả nhiên, hắn phát hiện đồ linh phá lệ trẻ tuổi. Này, đứa nhỏ, người ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, như thế nào, có không có hứng thú cùng ta cùng đối kháng đời này người thứ nhất. Ngươi là ai? Âm ma thiên thạch ta muốn mang đi. Bập bẹ thanh âm vang lên. Bên ngoài có rất nhiều địch nhân, muốn lau đi ý chí của chúng ta. Âm ma thiên thạch thanh âm non nớt vang lên, một bên xem Diệp Thần, vừa ngắm liền vọng võ đạo luân hồi đồ đồ linh. Nó tựa hồ có chút do dự. Diệp Thần giờ phút này mở miệng nói, đã từng là kỷ nguyên, các ngươi đều là vô thượng tồn tại, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại các ngươi tự lập môn hộ, thực là không ổn. Vậy thì lưu ở chỗ này. Đồ linh phát ra một tiếng khinh thường kêu lên. Vân, cái này một lời nhắc nhở Diệp Thần, võ đạo luân hồi đồ chính là bị cái này tám sợi thần trụ vây ở nơi đây, mặc dù bá đạo, nhưng là không cách nào rời đi cái này phiến cổ chiến trường. Như vậy đi, ta cùng âm ma thiên thạch là bạn, bạn hắn chính là bạn ta giúp ngươi rời đi nơi đây, còn như ngươi sau này muốn đi nơi nào, ta bỏ mặc, như thế nào? Diệp Thần tính dò xét hỏi. Đúng như dự đoán, trẻ con đồng tâm tính đồ linh bị Diệp Thần xuống cái bộ. Lúc này hỏi thật không? Coi là thật, Diệp Thần chắc chắn nói, người ta hợp lực, ta giúp người đánh nát cái này tám sợi thần trụ. Thời khắc này mờ mịt đất khô cằn bên trên, sơn hà bức họa lần nữa phát lực, tách ra ra huyết quang chiếu sáng ở đó thần trạch xiềng xích bên trên, vậy xiềng xích nhưng là dâu ria không nhúc nhích. Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt. Rồi sau đó, đột nhiên mở ra. Tay cầm thiên kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm đạo tột cùng nhất tinh túy, chính là chỉ thủy đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa. Giờ phút này, Diệp Thần một kiếm này, đang mang theo chỉ thủy kiếm đạo ý vận, một kiếm chém ra, chư thiên đại lộ cũng phai mờ, tất cả thực tế quy luật, từng tầng một sụp đổ, kiếm khí biến dạng lướt qua, không gian thành một mảnh hỗn độn. Chính xác mà nói, đó không phải là hỗn độn, cũng không phải hư không, là một loại không nói được, đạo không rõ, không cách nào dùng bất kỳ thực tế lời nói. Không cách nào hình dung một phiến vùng màu xám cho. Đó là không không thời không quy luật hơi thở. Không không hơi thở hạ xuống, tất cả thực tế tồn tại, đều ở đây sụp đổ. Vậy thần trạch biến thành xiềng xích căn căn vỡ nát, đứa nhỏ, mau. Diệp Thần một tiếng gầm lên, võ đạo luân hồi đổ liếm hết sức nơi có khí cơ, đổ lục chậm rãi khép lại, hóa thành lau một cái lưu quang dâng trào. Bể. Theo sau cùng một kiếm. Lớn như vậy chiến trường không gian bị Diệp Thần đánh nát, đây là hắn mượn hai đại thần thân thể bộc phát ra cuối cùng lực lượng, một giây kế tiếp, hoàn toàn mất đi ý thức. Bình thường thi triển chỉ thủy một kiếm liền giá phải trả to lớn, huống chi, đây là hắn mượn ngoại lực thi triển không phải hắn dưới mắt có thể nắm trong tay một kiếm. Trong sâu thẳm, Diệp Thần làm một cái nhũng dáng giấc mộng, ở nơi đó, nó cùng võ đạo luân hồi đồ đồ linh thành bằng hữu. Ta đồng ý ngươi. Người lưu lại tên họ, bập bẹ thanh âm nói. Ta kêu Diệp Thần, hắn vui vẻ nhìn trước mắt bé xíu mà, một bộ thanh tú phong cách cổ xưa đồ quyển chậm rãi mở ra, lần này không có ý định giết người, trên đó sơn hà rất là xinh đẹp.
Diệp Thần trong tay xuất hiện một chi màu vàng kim bút, vậy bập bẹ thanh âm nói cho ta ngươi tên chữ đi. Diệp Thần, Diệp Thần vậy cử bút tay phải ngay tức thì chính là cảm nhận được liền vô hình uy áp, mấy bút viết xuống, chính là thất khiếu rướm máu, thân thể gần như vỡ nát. Hắn chỉ là để lại họ, lại không lực tên sách. Nằm mộng một chàng, tỉnh lại lần nữa lúc đó, Diệp Thần đã ở nằm ở đó bích ngọc trên đại điện, ở bên người hắn, áo xanh nam tử đang liếc mắt nhìn chăm chú. Người tỉnh, hắn hỏi. Ừ, võ đạo luân hồi đồ đâu? Diệp Thần vừa định nói, sau cùng đồ linh bỏ chạy, đã không biết đi đâu. Chúc mừng ngươi lấy được chí bảo, võ đạo luân hồi đồ. Áo xanh nam tử mỉm cười nhìn hắn. Ừ, lần này, đến phiên Diệp Thần ngạc nhiên, cái này nhìn một cái dưới mới phát hiện, nơi đan điền, một bức tranh sơn thủy cuốn lặng lẽ đợi. Chẳng lẽ mộng là thật? Diệp Thần dù gì nói, áo xanh nam tử giờ phút này mở miệng hỏi nói, mộng. Diệp Thần đem mình mộng cho biết liền áo xanh nam tử, vậy trên ngai vàng hết sức phong thánh đem nhưng là vui vẻ cười to, cùng võ đạo luân hồi đồ ký kết khế ước, ngươi là vạn năm tới người thứ nhất, mặc dù không từng lưu danh, cũng là xuất sắc tuyệt diễm. Ngày khác ngươi tu vi trăm xích can đầu, liền nhưng chân chính ký kết khế ước. Vậy đồ linh, tránh thoát ta vạn năm trước bày ra tỏa linh trận, cần một đoạn thời gian khôi phục, cùng nó khôi phục ý chí, ngươi có thể cùng nó trò chuyện một phen. Áo xanh nam tử tựa hồ là xem thấu Diệp Thần ý tưởng, như nhặt được chí bảo, nhưng cũng không biết có ích lợi gì lúng túng. Ngọc Khanh Âm đâu? Nàng còn đang tiếp thụ gia tộc truyền thừa. Áo xanh nam tử còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là tròng mắt run lên, xem ra, tìm ngươi phiền toái người tới. Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bị ma hóa Trịnh San Thanh đám người đã là đứng ở đại điện ra, mấy người bóng người ở hắc ám hạ sát ý rồi rào. Âm ma thánh điện thần bí nam tử, U Thiên điện thánh tử U Minh, Phong Tình cốc truyền nhân, Trịnh San Thanh các người đều là ở chỗ này. Thì ra là như vậy, đều đã bị ma tộc đoạt xác. Diệp Thần nhìn về Trịnh San Thanh đám người trong con ngươi, tràn đầy chán ghét. Trịnh San Thanh giờ phút này mở miệng nói, tộc ta đế tôn ở nơi nào? Rất hiển nhiên, vậy tôn cái thế ma khu tỉnh lại lúc ma uy, bọn họ cũng là cảm nhận được. Bất quá là một món tàn hồn, dám ở chỗ này càn rỡ. Cái này chính là Diệp Thần trong suy nghĩ thánh địa, quyết không cho phép ma tộc ở chỗ này hoành hành, bỏ mặc bọn họ khi còn sống là hạng tu vi, hôm nay tàn hồn đoạt xác, bất quá là bách giả cảnh 5 tầng thiên cảnh giới mà thôi, như vậy con kiến hôi, tới nhiều ít Diệp Thần có thể giết nhiều ít. Một quyền đánh ra, Trịnh San Thanh thân thể nổ tung mở, Diệp Thần mộc máu, giống như một tôn ma thần. Ngươi, Phong Tình cốc truyền nhân thấy vậy, trong mắt cả kinh, cần phải dậy sát phạt ý, một khắc sau, Diệp Thần đã cướp tới phụ cận. Oanh! Một quyền kết thật thật đánh vào vậy uyển chuyển vóc người bên trên, hồng phấn khô lâu chính là cát bụi trở về cát bụi đất quay về đất. Khặc khặc, âm ma thánh điện thần bí kia nam tử cười một tiếng, Diệp Thần, âm ma thiên thạch quả thật nhận ngươi là chủ. Nhìn dáng dấp, võ đạo luân hồi đồ cũng ở đây ở trên tay ngươi. Thanh âm khàn khàn kia nói, là như vậy quen thuộc. Đã như vậy, ta đưa ngươi lên đường. Ngay tại Diệp Thần ngẩn ra để gặp, U Minh Thánh Tử nhất kích sát chiêu tấn công tới, Diệp Thần thương thế còn chưa hết bệnh, ngay hoảng hốt, lại là bị thừa cơ chui. Đinh! Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một chuôi màu đen kiếm sắt thay Diệp Thần chặn lại cái này một kích chí mạng, chính là Trịnh Ngật, thời khắc này hắn không còn là tu vi tẫn tán, nhìn lại thần vận kia, như một thanh kiếm. Một chuôi kinh thế kiếm. Ngươi, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về Trịnh Ngật, ngươi đột phá. Trên ngai vàng áo xanh nam tử nhẹ khẽ gật đầu, mấy vị lão huynh đệ, xem ra các ngươi truyền nhân vậy cũng là tìm được. May mắn được truyền thừa, gánh vác sứ mạng, Trịnh Ngật hướng về phía Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bất quá là một kiếm lúc đó, U Minh đầu lâu chính là bị chặt xuống. Bót bót bót, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, không hổ là đạt được âm ma thiên thạch tán thưởng người, thật là thủ đoạn. Vậy khàn khàn giọng mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần chăm chú nhìn, thanh âm này, hắn đã là nghĩ tới một người. Âm ma thánh tổ. Thần bí kia nam tử khàn khàn tiếng cười biến mất, người vậy đến đây chấm dứt. Một khắc sau, hắn bóng người sắp đến Diệp Thần cùng Trịnh Ngật cũng thì không cách nào phản ứng trình độ. Một trường vỗ vào Trịnh Ngật ngực, đã là đột phá tu vi những ràng buộc Trịnh Ngật lại bị đánh bay. Ở Diệp Thần không có phản ứng kịp thời điểm,
lại là một chưởng, khắc ở hắn trên lồng ngực. Tốc độ quá nhanh. Hụ,